chương 131, trong chóng gió. Không phải lúc này tôi đã đóng cửa lại rồi sao? Tử Hiền hơi sửng sốt, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên nhìn Tử Hiền, bật cười nhưng có chút căng thẳng nói, sau đó tôi lại mở ra, tránh cho người khác nhìn thấy hiểu lầm. Nhậm Tử Hiền thở dài một hơi, nhìn Trang Hạo Nhiên nói tiếp, anh mở cửa ra như vậy, người khác đi vào nhìn thấy mới có thể hiểu lầm, thân ái. Tôi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại cười, có chút oan uổng nói, nhưng không ngờ cô thân mật dựa vào tôi như vậy, không phải cô đẩy tôi xuống hố sao. Cũng không phải hôm nay tôi mới nổi điên, anh đã sớm biết rồi mà. Nhậm tử hiền nhất thời cảm thấy hơi nóng nực, ngồi thẳng người, sau đó vén nhẹ lấy mái tóc xoăn của mình, liếc tưởng thiên lỗi một cái, vẻ mặt anh vẫn âm trầm nhìn mình, cô ho khan một tiếng, muốn nói gì nhưng lại không nói ra được, chỉ đành ngồi tại chỗ trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía tưởng thiên lỗi cười nói thân ái chúng tôi thật không có chuyện gì tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh một cái mới nói tôi biết rõ trang hạo nhiên nhìn anh tưởng thiên lỗi hơi lộ ra vẻ nhàm chán nói cậu làm sao có thể coi trọng cô ấy anh có ý gì nhậm tử hiền lập tức đứng lên nhìn tưởng thiên lỗi có chút tức giận hỏi tưởng thiên lỗi nhìn về phía vợ chưa cưới nói ý của anh là em quá trẻ tuổi không thích hợp với khẩu vị của cậu ấy. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, nhịn cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền hơi dịu lại, ngồi xuống lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên ngoài, như hiểu rõ, nói chắc rằng lúc em vào nhà, tổng giám đốc Trang đã nhắc nhở em để cho em đừng vào nhà người khác lúc nửa đêm chứ. Sau đó em không muốn nghe, nói lời bất đắc dĩ, cậu ấy bị ép buộc không biết làm sao nhất thời mềm lòng cho em vào nhà. Phốc, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Mặt của Nhậm Tử Hiền hơi hồng lên. Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng nhìn Nhậm Tử Hiền nói, anh nói, em định ở chỗ này bao lâu? Thật may là tổng giám đốc Trang không có thói quen để người khác phục vụ, cho nên trong phòng tổng thống không có ai, em thật sự cho rằng mình có thể trong sạch sao? Anh cũng không lo lắng, em băn khoăn cái gì? Nhậm Tử Hiền lại nghĩ tới chuyện ở phòng làm việc vừa rồi, có chút tức giận nếu anh không để ý lo lắng em đến đây trong một khoảnh khắc có suy nghĩ đến em cũng sẽ không đóng cửa phòng làm việc tưởng thiên lỗi nhìn tử hiền nói thẳng trong lúc nhất thời trái tim tử hiền có chút rung động quay đầu lại nhưng vẫn hơi nghi ngờ nhìn anh tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn tử hiền nói đi hay không đi hay muốn tiếp tục thổ lộ với tổng giám đốc trang dù sao em ở cùng với cậu ấy vui vẻ hơn hạnh phúc hơn trang hạo nhiên như nuốt phải con ruồi vẻ mặt buồn bực ngồi yên một chỗ. Nhậm tử hiền lại không biết xấu hổ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhún nhún vai nói, lúc nãy uống rượu say cho nên nói lời điên khùng. Trang hạo nhiên quay đầu nhìn về phía cô gái qua cầu rút ván, nở nụ cười. Nhậm tử hiền ho khan một tiếng, đứng lên, từ từ đi ra khỏi phòng đánh đàn, ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn mình, hai tròng mắt của cô giống như hiện lên màu hồng tình yêu buổi sớm mai, Nở nụ cười, nhìn anh nói, "Anh đặc biệt tới tìm em sao? Bằng không nửa đêm anh chạy tới phòng của tổng giám đốc Trang làm gì?" Tưởng Thiên Lỗi nói thẳng. Trang Hạo Nhiên đột nhiên không nhịn được cười, nói, "Ôi chao, không được, đề tài này quá cởi mở. Chính xác sẽ làm cho người ta nghĩ linh tinh, cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải truyền ra một chút xì căng đan mới có thể đề cao tiếng tăm." Nhậm Tử Hiền xoay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên tưởng thiên lỗi không nói gì thêm chỉ cầm tay nhậm tử hiền xoay người đi ra ngoài đi đâu nhậm tử hiền lập tức kéo tay của anh có chút căng thẳng hỏi tưởng thiên lỗi nhìn cô nói chẳng lẽ em còn muốn ngủ ở chỗ này dĩ nhiên trở về phòng của em vậy tối nay anh không đi nhậm tử hiền nhân cơ hội nắm tay anh làm núng tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng liếc trang hạo nhiên một cái trang hạo nhiên giả vờ như không nghe được quay mặt sang chỗ khác, nhịn cười. Trở về rồi hãy nói, tưởng thiên lỗi dắt tử hiền đi khỏi, thuận tiện đóng cửa lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhớ tới chuyện mới vừa rồi, rốt cuộc không nhịn được bật cười, cúi đầu nhìn trên phím đàn, trắng đen xen kẽ, cứ lặp lại không ngừng, nhớ khi còn bé, hình ảnh bé trai ngồi ở trước một chiếc dương cầm ba chân, rất thích khảy khúc nhạc Clementine, sau lưng có một bóng dáng màu hồng, núp ở một góc cửa, len lén nhìn mình bé trai vừa khảy bài hát này, vừa nhìn cô bé kia, nở nụ cười thật vui vẻ, cô bé cũng cười, giữa bọn họ vẫn giữ vững khoảng cách nhất định, cho tới bây giờ cũng không dám vượt qua giới hạn. Trang Hạo Nhiên nhớ đến chuyện cũ, mười ngón tay thon dài khẽ đặt ở trên phím đàn màu trắng, tay nhẹ nhàng khảy Clementine, nâng cao âm vực, để cho âm thanh sắc bén sông vào trong ký ức, từng chút từng chút xông vào. Lúc này, chuông cửa vang lên, đôi tay Trang Hạo Nhiên vẫn chăm chú trên phím đàn đen trắng, chuyển động như nước chảy mây trôi, vừa đánh vừa quay đầu nhìn thư ký của mình, tiêu đồng mặc bô váy dài trắng, bên hông thắt một dây lưng kim loại, lộ ra vóc người xinh đẹp, hơi mỉm cười xuất hiện trước mặt của mình, anh thở dài, cười nói, tối nay có thể để cho tôi nghỉ ngơi một chút hay không? Tiêu đồng nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, có chuyện muốn báo cáo với anh đây. Cô không cần quá trách nhiệm như vậy, phụ nữ phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ sẽ có nếp nhăn. Cô xem, mặt cô có nếp nhăn rồi. Trang hạo nhiên trêu chọc cô nói. Nhân viên phòng ăn ngựa tôn đường khả hinh và cháu trai của thủ tướng có qua lại. Hôm nay có một chút hiểu lầm, gây náo loạn ở cục cảnh sát. Tổng giám đốc tưởng tự mình đến nhận cô ấy trở về. Sau đó truyền thông thừa dịp phóng lớn chuyện, bị đông anh đỡ được. Thậm chí trực tiếp điều tra người chúng ta có dở trò hay không. Cho nên tôi mới đến báo cáo với anh một chút. Tiêu đồng có chút ủy khuất nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, sắc mặt hơi thu, hai mắt khẽ lóe lên, suy nghĩ một chút, tốc độ ngón tay chậm lại, khải nhẹ nhạc khúc quen thuộc, môi mỏng khẽ mở, đường. Khả, hinh. Tiêu đồng gật đầu nói, lần trước ở phòng ăn ngự tôn anh đã từng gặp qua, biết anh sẽ tò mò thân phận của cô ấy, tôi mang đến tài liệu cá nhân của cô ấy. Cô nói xong liền đi vào phòng đánh đàn, đem tập tài liệu màu xanh đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác hai tay, nhận lấy tập tài liệu, mở ra liền thấy trên hồ sơ cá nhân lưu trữ tại khách sạn Á Châu, viết ba chữ đường khả hình, bên cạnh có một tấm hình cô cười rất ngọt ngào, ánh mắt to như hai vì sao sáng, lóe lên niềm vui, anh khẽ nheo mắt, nhớ tới cô gái ở trong phòng ăn ngày đó, ánh mắt ẩn nhẫn và đau thương, có chút nghi ngờ. Tiêu đồng nói thẳng, năm nay cô ấy 23 tuổi, mới tiến vào khách sạn Á Châu hai tuần lễ. Trong hồ sơ nhân sự chỉ có thông tin cá nhân rất đơn giản, tạm thời còn chưa điều tra được tài liệu chi tiết, chỉ biết cô ấy và cậu chủ tô lui tới rất thân, mà nghe nói đã mấy lần tổng giám đốc tưởng che chở cho cô ấy. Trang hạo nhiên nhìn ánh mắt kia, đột nhiên nhấp nhẹ môi mỏng, cảm thấy mùi máu tươi tràn ra giữa môi, anh khẽ cau mày. Tiêu đồng nhìn trạng thái của anh không đúng, hơi lo lắng nói, tổng giám đốc, anh không có sao chứ. Trang hạo nhiên nhấp nhẹ đôi môi, có chút nghi ngờ nói, tại sao tôi cứ có cảm giác, trên môi của tôi có mùi máu tươi. Tiêu đồng nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười, nói thật sao? Có thể lúc này hôn, không cẩn thận, cắn. Trang hạo nhiên liếc về phía tiêu đồng. Tiêu đồng không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Trang hạo nhiên thở dài, đem tài liệu cho ném lên đàn dương cầm, mới nói, cho dù tôi có đói khát, không có bạn gái họa sĩ đi nữa, cũng sẽ không động tới người phụ nữ của tưởng thiên lỗi. Vậy tại sao anh chứa chấp người ta? Tiêu đồng lại cố ý cười nói, anh không biết ở xã hội thượng lưu Anh Quốc có lời đồn về anh thế nào sao? Trang hạo nhiên quay đầu lại, cặp mắt xẹt qua vẻ cười cợt nhìn tiêu đồng. Tiêu đồng không nhịn được cười, nói, họ đều nói, tổng giám đốc Trang, người đàn ông này phải nhốt trong nhà mới đẹp trai nhất. Cô, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên lập tức cầm lên tư liệu của đường khả hình, đập trên người của cô, tiêu đồng lập tức nhịn cười, xoay người đi khỏi, trước khi đi còn nói tiếp, trang tổng, sau này không nên tùy tiện chứa chấp phụ nữ, ai cũng sẽ bị bộ dáng đánh đàn dương cầm của anh làm cho say mê, sau đó không nhịn được nhào qua cắn môi của anh, cho nên anh nếm được mùi máu tươi. Không biết lớn nhỏ, làm như tôi chỉ đẹp trai nửa người dưới mà thôi, đồ vô dụng, trang hạo nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa trống không, không nhịn được cũng bật cười, để xuống tài liệu. Lại nhìn thấy tấm hình của đường khả hình, từ trên tài liệu cá nhân rớt xuống, anh không nhịn được cầm lên tấm ảnh nhỏ nhìn đôi mắt to trong sáng, sau đó trong đầu chợt lóe lên hình ảnh hai người ở bên trong thang máy, cô lộ ra nửa khuôn mặt, con người trừng lớn, hoảng sợ nhìn mình, anh nhíu mày, đầu của mình lại đau đớn. Trang hạo nhiên tiện tay đem tấm hình bỏ vào trong túi sách của mình, nói, một buổi tối thật tốt, lại giống như mở party, không để cho người ta ngủ, đau đầu muốn chết rồi. Anh thở dốc một hơi, đứng lên đi về phòng ngủ trời hừng sáng. Bầu trời âm u rốt cuộc sáng lên, bão cuối cùng đã đi qua, bọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt, giống như nước mắt. Đường khả Hinh nằm ở trên giường, đang trong giấc mộng, nghe có một bé trai đang khẽ hát một bài ca tiếng Anh In a cavern down by a canyon. Excavating for a mile. Delip a minor from North Carolina and his daughter, Chubby Clementine. Now every morning, just about dawning. Hai người này có thần giao cách cảm trong chóng gió này cho anh. Anh không cần. Anh cầm đi. Anh không cần. Đường khả hình lập tức mở mắt, từ trên giường nhìn tia nắng ban mai chiếu vào trên cửa sổ, giống như đốt cháy chậu lan đất trước bàn máy vi tính. Cô ngỡ ngàng nhìn chậu lan đất, vào lúc này có thể nở hoa. Nở hoa, trong mắt cô sáng lên, kêu to, nhã tuệ. Mau tới đây, chương 132, đi ra ngoài đuổi theo. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy Khả Hinh và Tổng Giám Đốc cãi nhau ở bên ngoài, sau đó lúc trở về, tôi nhìn thấy chậu cây nhỏ kia đặt ở bên ngoài rất đáng thương, tôi liền. Tôi liền, tôi đem vào bàn, cây nhỏ này gọi là phong tín tử sao, hoa nhỏ thật đẹp nha. Dĩ nhiên, đường Khả Hinh nâng niu chậu hoa nhỏ trong tay, nhìn mấy chiếc lá cây nhọn như lưới kiếm, hoa nhỏ hình trái tim, màu sắc rất thanh nhã mê người. Cô có chút xúc động nói, nó theo tôi rất nhiều rất nhiều năm rồi, không biết vì sao năm nay lại đặc biệt nở hoa muộn. Rất quý sao, tiểu nhu không nhịn được vươn tay muốn chạm vào cánh hoa một cái, lại bị tay nhã tuệ ngăn lại, cười nói cô đừng đụng vào chậu phong tín tử của cô ấy, bởi vì ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy quên đem vào, bình thường rất chân quý, bên trong còn có chuyện xưa đấy. Chuyện gì vậy, tiểu nhu vừa nghe, càng không nhịn được muốn tám chuyện. Đường khả hình không nói, chỉ cầm chậu phong tín tử, thật dịu dàng thật dịu dàng cúi xuống, ngửi mùi thơm, giống như ngửi được mùi lavender năm ấy, giày cao gót màu trắng, vườn hoa hồng, tấm lụa mỏng hôn lễ nhẹ nhàng bay. Đừng để ý tới cô ấy, chúng ta đi nấu bữa sáng, đói muốn chết, cô ấy không cần về khách sạn, chúng ta còn phải trở về đấy. Có thể cả đời cô ấy cũng không cần trở về, vì chuyện lần này, nhã tuệ vẫn còn tức giận đường khả hình. Đường khả hình ôm chậu phong tín tử, có chút đáng thương nhìn nhã tuệ. Nhã tuệ thở dài, cầm cái sạn đi ra ngoài, Tiểu Nhu cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nháy mắt với Khả Hinh, nói không cần lo lắng, cô ấy không có giận cô đâu, sáng sớm đi ra ngoài mua sữa đậu nành và bánh bao cho cô rồi. Đường Khả Hinh nghe vậy, nở nụ cười ngọt ngào. Tiểu Nhu cũng vui vẻ đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ôm chậu phong tín tử trong tay, ký ức về đóa hoa nhỏ phong tín tử lùa về tạo thành bong bóng bay về phía mình, cô không nhịn được mỉm cười ngọt ngào cẩn thận đặt chậu phong tín tử lên bàn, sau đó đôi tay muốn đẩy ra cánh cửa sổ thủy tinh, nhưng nó quá cứng rắn không nhúc nhích, cô hơi sừng sốt, lại đưa ra đôi tay, cắn răng dùng hết sức đẩy tiếp, nó vẫn không nhúc nhích, cô lập tức nhớ tới ngày hôm qua tưởng thiên lỗi đóng mạnh cửa sổ, cô trừng mắt, hư hư nói, thật ác. Đóng cửa sổ cũng ác như vậy, một chút ánh nắng mặt trời không cho người ta. Cô nói xong, thở một hơi, cầm chậu phong tín tử, đi qua phòng khách, đi ra ban công, nghênh đón cơn gió mát mẻ cô hít một hơi thật sâu cảm giác rất tốt mỉm cười đem chậu phong tín tử đặt trên ban công vừa đúng hưng ánh nắng ban mai lại nhìn thấy dưới lầu có một chiếc Land rover màu đen chậm rãi lái tới cô chớp mắt nhìn chiếc Land rover dừng ở dưới lầu thậm chí cô thấy bóng dáng nhàn nhạt, nhạt, nhạt của tô thủy kỳ khả hinh trợn mắt lập tức để xuống chậu phong tín tử bước nhanh vào phòng khách nhìn nhã tuệ và tiểu nhu đã đem bánh tiêu bánh bao thịt đồ chua dầu vừng trộn hành lá chân gà hấp coca đặt trên bàn, cô nhìn họ, có chút căng thẳng thấp giọng nói, Tô Thụy Kỳ đến rồi. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng có chút giật mình nhìn cô. Tiểu Nhu hoảng sợ ôm một cái túi lớn, cọ cọ chân, vẻ mặt đau khổ nói tôi. Tôi, tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy, anh ấy là cháu trai của Thủ tướng, nếu như không cẩn thận, cào vào mặt và tay của anh ấy, đến lúc đó lại bắt tôi đến cục cảnh sát. Nhã Tuệ cũng bất đắc dĩ nhìn đường khả hình, bởi vì ngày hôm qua cô nghe được lời của Đường Khả Hinh nói với Tưởng Thiên Lỗi, cô dịu dàng nói, con bé chết tiệt này, hung hăng đập điện thoại di động vào người của người ta, cô đã nói, bạn bè đáng quý thì đi gặp anh ấy đi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chợt nhớ tới đêm qua Tưởng Thiên Lỗi hung hăng nói, làm tốt bổn phận công việc của cô. Sau này không có việc gì, đừng gây hỏa cho tôi. Tất cả mọi thứ tôi cho cô hôm nay, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy lại, cô phải học mọi người ngoan ngoãn nghe lời. Tôi không cho phép, cô không thể gặp mặt Tô Thủy Kỳ. Khách sạn Á Châu không chỉ có mình tôi, còn có bạn thân của cô, tất cả đồng nghiệp của cô. Tự giải quyết cho tốt. Cô nghĩ tới những lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa gỗ nhỏ đóng chặt, không lên tiếng. Hôm nay Tô Thủy Kỳ mặc t-shirt màu đen, quần thường màu đen, bên ngoài khoác một áo phục màu xám cho, đi xuống chiếc sắp Land Rover của mình, hơi ngẩng đầu nhìn lên ban công, thấy treo hai chiếc váy màu hồng của Khả Hinh hai mắt anh lộ ra nụ cười dịu dàng, đưa ra quyết định, thở nhẹ một hơi, đi về phía ghế lái phụ, cầm giỏ hoa bách hợp, giữa giỏ hoa bách hợp để rất nhiều sô-cô-la mùi rượu hình trái tim rất hấp dẫn, còn có trái cây ướp lạnh đêm qua mình tự làm, nhớ tới khả hình nói mình ở cùng với nhã tuệ. Mà nhã tuệ giống như người nhà của cô, anh sửa sang lại âu phục của mình một chút, sách theo giỏ hoa xoay người đi qua tiệm bánh bao. Ở trên con đường nhỏ dưới ánh mắt ngạc nhiên của các cụ già và bà chủ tiệm bánh bao, anh hơi mỉm cười đi về phía cánh cửa lầu dưới. Lúc này vừa đúng có người mới vừa đi ra ngoài, Tô Thủy Kỳ lập tức mỉm cười lễ phép đè lại cánh cửa, khẽ gật đầu, mới xoay người đi vào cầu thang chật hẹp, vẻ mặt mỉm cười từng bước từng bước đi lên lầu 2, nhìn cánh cửa gỗ một chút, anh thở nhẹ một hơi, đổi tay cầm giỏ hoa, nhấn chuông cửa. Chờ một lúc, Tô Thủy Kỳ suy nghĩ một lúc, lại đưa ra tay, nhấn nhẹ chuông cửa. Suốt cuộc, nghe được tiếng mở khóa bên trong trên mặt tô thủy kỳ rốt cuộc lộ ra nụ cười dịu dàng vui vẻ lui về phía sau một bước nhìn cánh cửa bên trong mở ra sau đó xuất hiện một cô gái có mái tóc dài chạm vai dáng dấp xinh đẹp đang hết sức cung kính lễ phép nhìn mình anh hơi sững sờ đột nhiên nhớ đến cô gái ngày hôm qua cùng khả hinh vào cục cảnh sát nhất định cô là nhã tuệ tô thủy kỳ lập tức lễ phép nhìn nhã tuệ khẽ gật đầu cười nói xin chào lưu tiểu thư tôi là ricky đêm qua để cho cô hoảng sợ Nhã tuệ nhìn Tô Thủy Kỳ vô cùng lịch sự đứng ở cửa, trong tay còn cầm một giỏ hoa bách hợp, bên trong rất nhiều sô-cô-la sáng lấp lánh, hai mắt của cô khẽ chấp, có chút do dự, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ nói, xin chào cậu chủ Tô. Tô Thủy Kỳ lập tức mỉm cười nói, tôi và Khả Hinh là bạn thân, cô gọi tôi Ricky là được rồi. Làm sao có thể, anh là cháu trai của Thủ tướng, vẫn phải giữ lễ phép thôi. Nhã tuệ đứng ở cửa, hơi thở mạnh. Tô Thủy Kỳ cười cười, hơi nhìn về phía phòng khách nhỏ màu hồng bên trong ghế salon một cô gái đáng yêu đang ngồi cắn kẹo que cũng là cô gái ngày hôm qua cùng khả hinh vào cục cảnh sát cô đang trợn mắt có chút lo sợ nhìn mình anh lễ phép nhìn về phía nhã tuệ nói lưu tiểu thư a à, khả hinh có ở đây không ngày hôm qua từ cục cảnh sát ra ngoài tôi vẫn lo lắng cho cô ấy bởi vì bị hoảng sợ quá độ tâm trạng sẽ không tốt cho nên hôm nay đặc biệt tới xin lỗi cô ấy trong lòng nhã tuệ đang bị mâu thuẫn Hai mắt của cô có chút bối rối nhìn người đàn ông chân thành, lồng ngực hơi phập phồng, miễn cưỡng cười nói cô ấy. Tô Thủy Kỳ rất ôn hòa nho nhã đẹp trai nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn trong hai tròng mắt của anh, phát ra ánh sáng hết sức hết sức hết sức, hết sức dịu dàng, hết sức hết sức hết sức, hết sức ấm áp, hết sức, hết sức hết sức hết sức khiến người ta động lòng, tay cô nắm chặt cạnh cửa, có chút khó khăn nói cô ấy. Không có ở nhà. Không có ở nhà. Tô Thủy Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Nhã Tuệ nói, "Mới sáng sớm, cô ấy đi đâu?" Nhã Tuệ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt có chút căng thẳng nhìn Tô Thủy Kỳ nói, "Cô ấy, cô ấy bởi vì có mấy ngày nghỉ phép, cho nên cô ấy về quê rồi." Tô Thủy Kỳ nhìn Nhã Tuệ, có chút nghi ngờ cười nói, "Cô ấy còn có quê sao?" "Đúng vậy, đúng vậy." chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ có chút miễn cưỡng cười nói. Tô Thủy Kỳ nhìn Nhã Tuệ, hai mắt lóe lên lạnh nhạt cười nói cô ấy đi khi nào vậy? 5 giờ sáng nay, sáng sớm đã đi rồi, có lẽ mấy ngày mới trở về, nhã tuệ có chút gian nan cười nói. Hai tròng mắt dịu dàng của Tô Thủy Kỳ như hiểu ra, nhìn nhã tuệ, nói trời rất sớm cũng không để cho tôi tiến cô ấy, một mình đến nhà ga rất cô đơn. Cô ấy ngồi xe lửa hay ngồi xe hơi? Ngồi, xe lửa, nhã tuệ nói nhanh. Tô Thủy Kỳ ngưng mặt suy nghĩ một lúc, như hiểu ra cười nói tôi biết rồi, anh nói xong, nhắc giỏ hoa trong tay mình, đưa tới trước mặt của Nhã Tuệ, dịu dàng nói, đây là hoa bách hợp cô ấy rất ưa thích, sáng sớm tôi đến chợ hoa tự mình chọn, bên trong một chút sô-cô-la rượu tôi sai người từ Pháp mang về, chuẩn bị mời cô ấy ăn, còn có một chút trái cây ướp lạnh tối hôm qua tôi tự mình làm, nếu cô ấy không có ở nhà, tôi vẫn đưa đến tấm lòng, nhờ cô thay tôi nói tiếng xin lỗi với cô ấy. chương 132, đi ra ngoài đuổi theo hai. Trong lòng nhã tuệ đang bị mâu thuẫn, hai mắt của cô có chút bối rối nhìn người đàn ông chân thành, lồng ngực hơi phập phồng, miễn cưỡng cười nói cô ấy. Tô Thủy Kỳ rất ôn hòa nho nhã đẹp trai nhìn nhã tuệ. Nhã tuệ nhìn trong hai tròng mắt của anh, phát ra ánh sáng hết sức hết sức hết sức, hết sức dịu dàng, hết sức hết sức hết sức ấm áp, hết sức hết sức hết sức, hết sức khiến người ta động lòng, tay cô nắm chặt cạnh cửa, có chút khó khăn nói cô ấy. Không có ở nhà, không có ở nhà. Tô Thủy Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Nhã Tuệ nói, "Mới sáng sớm, cô ấy đi đâu?" Nhã Tuệ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt có chút căng thẳng nhìn Tô Thủy Kỳ nói, "Cô ấy, cô ấy bởi vì có mấy ngày nghỉ phép, cho nên cô ấy về quê rồi." Tô Thủy Kỳ nhìn Nhã Tuệ, có chút nghi ngờ cười nói, "Cô ấy còn có quê sao?" "Đúng vậy, đúng vậy." chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ có chút miễn cưỡng cười nói. Tô Thủy Kỳ nhìn Nhã Tuệ, hai mắt lóe lên Lạnh nhạt cười nói, cô ấy đi khi nào vậy? 5 giờ sáng nay, sáng sớm đã đi rồi, có lẽ mấy ngày mới trở về." Nhã Tuệ có chút gian nan cười nói. Hai tròng mắt dịu dàng của Tô Thủy Kỳ như hiểu ra, nhìn Nhã Tuệ, nói trời rất sớm cũng không để cho tôi tiễn cô ấy, một mình đến nhà ga rất cô đơn. "Cô ấy ngồi xe lửa hay ngồi xe hơi?" "Ngồi xe lửa." Nhã Tuệ nói nhanh. Tô Thủy Kỳ ngưng mặt suy nghĩ một lúc, như hiểu ra cười nói, "Tôi biết rồi." anh nói xong nhắc giỏ hoa trong tay mình đưa tới trước mặt của nhã tuệ dịu dàng nói đây là hoa bách hợp cô ấy rất ưa thích sáng sớm tôi đến chợ hoa tự mình chọn bên trong một chút sô cô la rượu tôi sai người từ pháp mang về chuẩn bị mời cô ấy ăn còn có một chút trái cây ướp lạnh tối hôm qua tôi tự mình làm nếu cô ấy không có ở nhà tôi vẫn đưa đến tấm lòng nhờ cô thay tôi nói tiếng xin lỗi với cô ấy tôi làm sao không biết xấu hổ như thế nhã tuệ không dám cầm Tô Thủy Kỳ mỉm cười, đưa giỏ hoa trong tay về phía Nhã Tuệ, dịu dàng nói, xin cô nhận lấy, thay tôi chuyển lời với cô ấy, hy vọng cô ấy có chuyến đi vui vẻ. Nhã Tuệ nhìn anh, miễn cưỡng nhận lấy giỏ hoa, nói cảm ơn anh. Không cần khách sáo, tôi không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại. Tô Thủy Kỳ hơi mỉm cười, liền im lặng xoay người đi xuống cầu thang, hai tròng mắt thoáng qua chút mất mát. Nhã Tuệ sách theo giỏ hoa, có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng của anh, thở dài, xoay người đi vào trong nhà, đóng chặt cửa, nhìn Khả Hinh một mình đang ngồi ở trên bàn ăn, cầm một cái bánh bao thật to, không ngừng nhét vào miệng, vừa nhét, hốc mắt vừa ửng đỏ. Hốc mắt Tiểu Nhu cũng có chút đỏ bừng nhìn Khả Hinh. Người ta mất bạn bè, cô khóc cái gì? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Tiểu Nhu, hỏi. Tiểu Nhu có chút nghẹn ngào nói, tôi đã thử gây gổ cùng bản thân của tôi, cô ấy tới tìm tôi giải thích, tôi không để ý tới cô ấy, núp ở trong phòng, thật ra trong lòng rất hồi hộp, rất chua xót Đường khả hình không có lên tiếng, chỉ hít hít lỗ mũi đỏ bừng, cầm một cái bánh bao lớn, nhét vào trong miệng của mình, vừa nuốt vừa cố nén nước mắt lăn xuống. Nhã tuệ cũng miến cưỡng sách theo giỏ hoa bách hợp, đặt trên bàn ăn, nhìn bộ dáng cô như vậy, mới nói, không bằng. Đi ra ngoài đuổi theo, bây giờ còn kịp, thật ra anh ấy rất chân thành đến thăm cô, thậm chí anh ấy còn mặc âu phục tới. Rất nghiêm túc a. À? Đường khả hình im lặng, nắm cái bánh bao cũng không nói lời nào, chỉ run rẩy nắm nửa cái bánh bao, không ngừng nhai, vừa nhai, vừa nghĩ đến lời nói vô tình tàn nhẫn của tưởng thiên lỗi, vừa dùng sức nhai bánh bao, trong hốc mắt nổi lên nước mắt, trong suốt lấp lánh. Tô Thủy Kỳ đi ra khỏi ngôi lầu nhỏ, một mình đi về phía chiếc sấp, ngồi lên chỗ tài xế, tay cầm tay lái, chăm chú nhìn một điểm nơi xa, cũng không nhúc nhích. Nhã tuệ nhìn khả hình, bất đắc dĩ, nói đi đi, đi xuống đi, cuộc sống khó có được một người tri kỷ chúng tôi không có việc gì thật mà ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe hơi nổ máy ánh mắt của đường khả hình sốc xích khẽ chớp giọt lệ trong suốt lăn xuống giống như cảm thấy có vật gì rơi xuống mặt đất phịch một tiếng vỡ nát nhã tuệ đau lòng tiến lên khẽ luồn tay ôm khả hình vào trong ngực thở dài nói nếu đây là quyết định của cô vậy thì cắn chặt răng chịu đựng thôi nước mắt đường khả hình lăn xuống nhớ lại trong đêm khuya yên tĩnh Cha luôn đứng ở trong phòng bếp, nhìn lướt qua các loại món ăn, còn có các loại ly, chén, đĩa, khi đó mình còn bé, cũng không hiểu, liền hỏi cha, "Cha, tại sao vào lúc các chú và các dì tan việc, cha luôn tới nơi này xem món ăn và phòng bếp?" "Rõ ràng nơi này nhìn cũng không đẹp nha." Cha mỉm cười đưa ngón tay khẽ chạm mép đĩa, sâu kín nói, "Con biết không? Khách sạn là một cái vòng đan xen nhau, nếu có một người trong đó phạm sai lầm, sẽ kéo theo rất nhiều người sai lầm và bị trách phạt." nếu muốn không có sai lầm, thì đảm bảo nhân viên của mình phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra, mà không phải lúc xảy ra chuyện mới, mất bò mới lo làm chuồng. Ra sức nhiều hơn, bỏ ra tấm lòng nhiều hơn, đảm bảo công việc kết thúc hoàn hảo, đây mới là thái độ của một người có trách nhiệm cần có. Cho nên sau này lớn lên, Khả hình cũng phải làm một đứa bé có trách nhiệm, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét, suy nghĩ cho người khác một chút, mà không có thể quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, biết không? Khả Hinh nghe lời của cha, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Cha đứng ở dưới ánh đèn ố vàng, nhìn mình, hài lòng mỉm cười. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Nhã Tuệ, đột nhiên rất đau lòng nức nở, nhớ tới quản lý, nhớ tới đồng nghiệp của mình rất khoan dung, cô đột nhiên nghẹn ngào nói, thật ra tôi tán thành với anh ấy, cho nên tôi mới khó vượt qua như vậy. Chương 133, tấm lòng. Nhã Tuệ có chút không hiểu, cúi đầu, đau lòng nhìn cô nước mắt đường khả hình lăn xuống nghẹn ngào nói tôi tán thành với tưởng thiên lỗi tôi tán thành với anh ấy nhã tuệ sững sờ đường khả hình khóc nói cho dù anh ấy mắng tôi xỉ nhục tôi như thế nào nhưng anh ấy nói cho tôi biết một chuyện anh ấy là tổng giám đốc khách sạn á châu tôi là nhân viên khách sạn á châu giống như trước đây cha đã bày tỏ với tôi ông ấy thật có lỗi khi phải rời khỏi vì ông ấy là đầu bếp của khách sạn á châu khóc mắt nhã tuệ đỏ lên ôm lấy bản thân, khẽ thở dài. Tiểu Nhu ngồi ở một bên, hốc mắt cũng có chút đỏ bừng cúi đầu. Vậy cô, định làm thế nào? Nhã tuệ bất đắc di ôm khẽ bản thân, nghẹn ngào hỏi cô định làm thế nào? Có lẽ mấy ngày sau trở lại, có thể sẽ không còn gì nữa. Chuyện xảy ra lần này giữa cô và anh ấy không giống như lần trước kia, lúc đó tôi nhìn thấy anh ấy vì bảo vệ người phụ nữ mình yêu đã từng vô tình với cô, mặc kệ cô có quen biết anh ấy hay không, nhưng nếu cô biết bí mật của anh ấy, tất cả sẽ thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Khả Hinh cắn chặt răng, hai mắt đầy lệ, suy nghĩ trong chốc lát, sâu kín nói cô cảm thấy khách sạn là một nơi có tiếng nói sao. Nhã tuệ im lặng nghe. Từ nhỏ tôi sống chung với cha, tôi cảm giác khách sạn là một nơi rất có tiếng nói, cái đĩa sáng bóng, ly rượu trong suốt, ánh đèn rực rỡ, thảm đỏ thấm, đồng phục thẳng thớm, kể cả một đóa hoa một cọng cỏ, bọn chúng đều có tiếng nói thuộc về mình, đều có sự trả giá, có tấm lòng, có thật nhiều thật nhiều. Cho nên tôi mặc kệ người khác có hiểu tiếng nói của tôi hay không, nhưng tôi biết, tại nơi đó cha tôi đã từng bỏ ra tâm huyết, ít nhất để lại cho tôi tấm lòng. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lăn xuống, nghẹn ngào nói, giữ lại cái vòng nho nhỏ. Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm được. Bản thân Nhã Tuệ là một thành viên khách sạn, Tự nhiên hiểu lời của cô, cho nên chỉ đành phải thở dài nghẹn ngào nói, "Được rồi. Vài ngày sẽ trôi qua rất nhanh, kết quả như thế nào, chúng ta phải chờ đợi thôi." "Đúng vậy, ngày, nếu như bạn không muốn trôi qua, nó nhất định trôi qua rất nhanh. Ngày, nếu như bạn muốn vui vẻ, nó cũng trôi qua rất nhanh. Cho nên, khổ sở sống qua ngày, nó sẽ chậm lại, hơn nữa nó sẽ kéo dài cuộc đời của bạn, không phải sao?" "Có lẽ nó sẽ tốt đẹp hoặc không tốt đẹp. Trong năm ngày này, Khả Hinh trải qua ngày không có điện thoại di động, mỗi ngày ở nhà, cắt giấy báo, lau lá cây phong tín tử, sau đó lên mạng tìm một vài công việc khác, đi chợ trái cây quả, mua hết thảy 7 cây di nho chín để làm rượu đỏ, hoặc là bóc củ tỏi, chuẩn bị làm đồ chua mới. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn lịch, đã là ngày thứ bảy rồi, ngày phép cuối cùng kết thúc, cô bình tĩnh nhìn tấm lịch, đứng dậy đi về phía phòng bếp, rửa tay sạch sẽ, rửa củ tỏi xong, phơi nắng, nhìn từng củ tỏi trắng tinh dưới ánh mặt trời, vô cùng mượt mà đáng yêu, cô không nhịn được mỉm cười. Ngày thứ 8 Theo kế hoạch trong ngày, hôm nay cô phải đi làm, cho nên nhã tuệ đã đi làm sớm, sáng nay tiểu nhu cũng đã tới một chuyến, lại đem mười mấy cân long nhãn do ba mẹ em gái, chị gái của cô hái xong, cùng cải trắng, khoai tây, cà chua, ớt, cây đậu cốp, đậu mầm, nặng khoảng mấy chục cân để cho anh họ của cô và cô cùng đưa tới đặt ở cửa, liền cùng nhã tuệ thở hổn hển vội vàng đi làm. Tiểu Nhu vừa cùng nhã tuệ đi ra ngoài, vừa rất nghiêm túc trợn to hai mắt nói, chỗ rau dưa này, đủ khả hình ăn nửa tháng. Nếu như thật sự bị tổng giám đốc đuổi việc, nhiều lắm thì tôi nói mẹ đưa tới thật nhiều rau dưa, giết một con heo, làm thịt lợn muối sông khói cho khả hình bỏ vào trong tủ lạnh. Nhã tuệ vừa nghe vừa nhìn con bé ngốc này, không nhịn được nở nụ cười, ngồi xe buýt xe đi làm. Quản lý, tại sao cô không mua xe? Nhân viên khách sạn chúng ta đều mua xe rồi. Nếu khả hình bị đuổi việc, cũng đừng nói chuyện này." Nhã Tuệ thở dài, vốn còn nghĩ nếu cô vẫn đi làm ở khách sạn, mua một chiếc xe nhỏ, hai người cùng nhau lái đi làm. "Tôi còn có 200.000 tiền đồ cưới a, à, quản lý, nếu cô muốn, tôi cho cô mượn mua." "Cô thôi đi." Đây là âm thanh bay theo chiều gió lúc sáng sớm, vào buổi trưa đã sớm tan đi. Đường khả hình im lặng rời giường, nhìn cánh cửa sổ bên giường vẫn đóng thật chặt, mấy ngày nay ba cô gái mở như thế nào cũng không mở ra, có lúc, nhã tuệ thật sự rất muốn hóng gió một chút, liền cắn răng cầm cây búa, nói, hay là đập cửa sổ đi. Ghét. Sau đó, bọn họ vẫn không dám, dù sao đẩy không ra. Khả hình mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng cổ tròn bỏ vào trong váy dài màu xanh nhạt, chân váy xòe ra, lộ ra vòng eo thon và tính cách đáng yêu, cô cầm lược, nhẹ nhàng chải mái tóc ngắn, nhưng cảm thấy tóc ngắn có chút đâm đâm vào cổ, thậm chí có chút ngứa ngáy, cô vươn tay gãi nhẹ, nhắc túi đeo lưng, mang giày thể thao màu trắng đi làm. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật cho nên trên đường vô cùng náo nhiệt, thậm chí xe taxi lái đến đường lớn Tân Hải, cũng cảm thấy mọi người nhiều thêm, ngay cả trên cây cầu dài quan hải cũng có rất người đi bộ náo nhiệt, trong tay đều cầm bong bóng bay màu sắc rực rỡ, vừa nói vừa cười đi về phía trước, bên kia phà, vang lên tiếng còi xe cảnh sát in ỏi, xung quanh có rất nhiều cảnh sát tuần tra khắp nơi, thậm chí thấy máy bay trực thăng quân dụng bay lượn ở trên không trung rất nghiêm túc. Khả Hinh ngồi ở bên cửa xe, nhìn cảnh tượng này, thật sự rất ngạc nhiên, cho đến khi xe taxi chạy nhanh đến trước khách sạn Á Châu, cô càng thêm kinh ngạc, thấy hôm nay khách sạn Á Châu chưa bao giờ náo nhiệt như thế, tập trung rất nhiều du khách và người qua đường. Bọn họ muốn liều mạng chen lấn vào bên trong, nhưng làm thế nào cũng không chen vào được, không khí ở trong rất náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt. Khả Hinh nghi ngờ đi xuống xe, cầm thẻ làm việc, cũng vô cùng tò mò chen vào trong đám đông, nhìn thấy trước quảng trường khách sạn, tụ tập rất nhiều lãnh đạo cấp cao, do giám đốc tự mình dẫn dắt, đứng trước cửa khách sạn, vẻ mặt mỉm cười nhìn đội danh dự tài năng quốc tế đang huấn luyện ở trước mặt, bên trong có tay chống chuyên nghiệp ngoại quốc, còn có tay kèn người Trung Quốc, gần 150 người, mặc đồng phục đội danh dự màu đen, mang bao tay trắng, đều cầm nhạc cụ, xếp thành một hàng, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cô gái chỉ huy trưởng người Trung Quốc xinh đẹp động lòng người, mái tóc dài đen mượt, mặc váy ngắn đồng phục màu trắng, chân mang giày bót màu trắng, đầu đội mũ lông chim màu trắng, vẻ mặt mỉm cười mang bao tay trắng, trong tay cầm cây gậy nghi thức dài, hai con người lấp lánh, đang lúc mọi người nghiêm túc, đột nhiên tay ném cây gậy nghi thức trên không trung, cây gậy nghi thức bạch kim ở dưới bầu trời xanh biếc, xoay tròn 360 độ 10 vòng, cuối cùng chuẩn xác rơi vào trong tay nữ chỉ huy trường, trong tiếng vỗ tay. Cô lập tức cầm gậy nghi thức trong tay nhắm thẳng vào bầu trời như mũi tên, xoay tròn vô cùng xinh đẹp, dựng thẳng ở trước mặt mọi người. Sau lưng tay chống đội danh dự, lập tức cầm lên chùy chống, hướng lên không gõ ba cái, tay kèn người anh lập tức thổi lên một tấu khúc kích động lòng người, theo hàng ngũ, sắp hàng chỉnh tề cất bước đi về phía trước. Trường 134, đua ngựa. Đường khả hình nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục như vậy, Trợn mắt há mồm, cũng tùy tiện nắm một đồng nghiệp mới đi làm, hỏi có chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Có phải có chuyện gì hay không? Cô không biết sao, đồng nghiệp nhìn Đường Khả Hinh, cười nói, mỗi năm đua ngựa quốc tế một lần, ngày mai sẽ tổ chức ở câu lạc bộ Á Châu của chúng ta, đến lúc đó, nghe nói có rất nhiều nhà đua ngựa vô địch thế giới, cùng quan chức chính phủ, bao gồm một số minh tinh Hollywood đến xem so tài, đều muốn vào ở khách sạn chúng ta, đến lúc đó nhất định nhất định rất náo nhiệt. Ba ngày trước, khách sạn chúng ta cũng đã chật kín rồi. Bây giờ đội danh dự đang diễn tập nghênh đón bọn họ trước khi bắt đầu cuộc tranh tài đua ngựa. Đường Khả Hinh nghe xong, vẫn còn có chút không hiểu nói, nhưng tổ chức đua ngựa quốc tế lớn như vậy, tại sao trước đó cũng không có nghe nói. Câu lạc bộ Á Châu vẫn luôn nổi tiếng, bởi vì câu lạc bộ chúng ta có đủ tất cả phương tiện và điều kiện phục vụ đua ngựa, cho nên trong những trận đấu mang tính chất quốc tế, Chính phủ mới chọn câu lạc bộ chúng ta, cũng chỉ có câu lạc bộ đua ngựa của khách sạn Á Châu chúng ta có khu vực không bị nhiễm dịch bệnh trong vòng 35 km vuông phù hợp yêu cầu quốc tế. Nghe nói nơi đó đã giới nghiêm rồi, một con muỗi cũng khó bay vào, hôm nay bên bộ phận chúng tôi có một đồng nghiệp đi qua nơi đó giúp một tay, thấy được một triệu con ngựa với bộ lông thật là đẹp. Đồng nghiệp hưng phấn bừng bừng, cảm thán cười nói. Khả Hinh nghe xong, cũng vui mừng thay cho khách sạn, hơi cười cười, cười vừa muốn xoay người đi khỏi lại nghe được có người nói tổng giám đốc tới. Cô hơi xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy chiếc Rolls-Royce màu đen từ nơi xa lái tới, dừng ở đại sảnh khách sạn, trong tiếng nhạc chào đón của đội danh dự, Tưởng Thiên Lỗi mặc Âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, hôm nay trang phục hơi lộ ra vẻ tùy ý đi xuống xe, đón gió biển, liếc nhìn đội danh dự đang từ từ đi về phía cột cờ khách sạn ở trước mặt, liền im lặng cùng lãnh đạo cấp cao bước nhanh đi vào khách sạn vừa đi vừa hỏi thăm chuyện liên quan đến cuộc so tài cưới ngựa lần này xem ra rất công việc rất bận rộn đường khả hình nhìn bóng lưng vội vã của anh nhớ tới mọi chuyện xảy ra ngày đó cô im lặng không nói lui ra khỏi đám đông nghe nhạc khúc ngày vui vang lên cất bước đi về phía lối đi dành cho nhân viên khách sạn nhanh chóng thay đồng phục chuẩn bị tâm lý thật tốt trở lại nhà hàng lúc đầu cô vẫn bình tĩnh cho đến khi đứng ở phòng ăn thấy trần mạn hồng mặc váy đồng phục màu đen sau giờ nghỉ giữa trưa ở phòng ăn hết sức nghiêm túc kiểm tra bàn ăn, khăn ăn, hoa hồng có tươi hay không, vừa kiểm tra vừa nói. Đợi lát nữa mọi người sắp thi truyền món ăn, nếu có một người vượt quá 13 giây, đừng ai nghĩ sống với tôi. Vâng, nhân viên truyền món ăn đứng thành một hàng, cùng đáp lại quản lý. Kể từ sau khi Tào Anh Kiệt trở về với ông chủ của mình, một mình Trần Mạn Hồng phụ trách phòng ăn ngự tôn thì càng thêm bận rộn. Suốt cuộc khả hình bắt đầu có chút nóng nảy và trột dạ nhìn về phía Trần Mạn Hồng, suy nghĩ một lát nữa nhất định cô ấy sẽ phát điên oanh tạc, cảm thấy vất vả thay cho cô, có nhân viên như thế này, thật sự là một loại tai nạn, cô khẽ thở dài, đứng ở cửa, nhìn Trần Mạn Hồng nhỏ giọng gọi. Quản lý Trần Mạn Hồng nghe tiếng gọi, xoay người quay đầu lại nhìn cô, bỗng tức giận nói cô tới nơi này làm gì. Khả Hinh vừa nghe xong, trong lòng chợt lạnh, cúi đầu, có chút tủi thân và thất vọng, khổ sở nói không ra lời. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn đường khả hình nói, thời gian học bổ túc cũng sắp đến, cô còn đứng lì ở đây. Có phải cho cô nghỉ phép 7 ngày đã mất quan niệm về thời gian hay không? Đường khả hình lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng kinh ngạc nói, quản lý, cô. Cô nói gì? Trần Mạn Hồng cau mày nhìn cô gái này, tức giận nói, tôi nói cái gì? Tôi nói cái gì cô không hiểu sao? Cô đừng quên bây giờ cô vẫn chưa là nhân viên chính thức, còn trong kỳ huấn luyện, chỉ có ngoài thời gian học tập, Cô mới về đến phòng ăn, lúc này cô còn tới nơi này làm gì? Mất trí nhớ hả? Khả Hinh đột nhiên hoảng sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Mạn Hồng, trên mặt của cô tràn nụ cười cảm động nói tôi. Bởi vì quá nhớ cô, cho nên tôi trở về thăm cô. Ghê tởm, Trần Mạn Hồng hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, trước đó nghĩ muốn chửi mắng cô một chút, hiện tại im lặng, từ trong túi đồng phục của mình, móc ra một viên kẹo nhỏ, ném về phía đường Khả Hinh nói, bắt lấy. Đường Khả Hinh lập tức đưa hai tay ra, bắt được viên kẹo Trần Mạn Hồng ném qua, cô cầm lấy mở lòng bàn tay, thấy một viên kẹo bạc hà màu trắng, ngẩng đầu nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng cầm đồng hồ bấm giờ, chuẩn bị cuộc thi, nói, "Nhanh cút đi học bổ túc cho tôi, ăn viên kẹo sẽ không quá mệt mỏi." Khả Hinh nắm viên kẹo, thật sự rất biết ơn quản lý, nói, "Tôi biết rồi, quản lý. Tôi sẽ cẩn thận, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt." cút đi, Trần Mạn Hồng không để ý đến cô. Trong lòng Đường Khả Hinh rất cảm động, cầm viên kẹo bạc hà, mới vừa xoay người, liền va vào trong ngực người nào đó, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tào Anh Kiệt mặc âu phục màu xám bạc rất đẹp trai, vẻ mặt vui vẻ nhìn Khả Hinh, cô cũng vui vẻ gọi nhỏ quản lý. Tào Anh Kiệt có chút đau lòng cho Khả Hinh, liền vươn tay, nhẹ nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Hinh, cúi đầu nói, quản lý không có ở đây, cô có bị người khi dễ hay không? Không có, không có. Tất cả mọi người đối với tôi rất tốt." Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn Tào Anh Kiệt, mỉm cười nói. Tào Anh Kiệt cũng yên lòng, cười nói, "Vậy thì tốt, sau này quản lý không có ở đây, phải nghe lời quản lý Trần, miệng cô ấy hơi cay, thật ra rất thương các người. Phải đi học bổ túc sao?" "Vâng." Đường Khả Hinh gật đầu cười nói. "Mau đi đi, cố gắng nhé, ngày đó ở phòng ăn biểu hiện rất tuyệt." Từ trong túi tiền, Tào Anh Kiệt lấy ra một viên kẹo bạc hà. Đưa tới trong tay Đường Khả Hinh, cười nói, "Cầm đi, thưởng cho cô." Đường Khả Hinh nhận lấy kẹo bạc hà, nhìn ánh mắt của quản lý quan tâm như vậy, cô rất cảm động mỉm cười khom lưng nói cảm ơn, sau đó vui vẻ cất bước đi khỏi. Tào Anh Kiệt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Khả Hinh đi khỏi, rốt cuộc mỉm cười đi vào phòng ăn, nhìn Trần Mạn Hồng và đám nhân viên, vui vẻ nói, "Cưng ơi, tôi đã trở về." Trần Mạn Hồng lập tức xoay người, nhìn chằm chằm Tào Anh Kiệt. Tất cả nhân viên nhìn thấy Tào Anh Kiệt, mọi người cũng vui vẻ vây xung quanh anh, vỗ tay, ai cũng giả bộ đáng thương nói quản lý. Chúng tôi đều rất nhớ anh. Tào Anh Kiệt cũng vui vẻ vươn tay, nắm nhẹ hai bả vai, đè đầu các cô nói, gần đây có ngoan hay không? Có. Có nghe lời quản lý Trần hay không? Có, các nhân viên thoải mái nói. Chậc, Trần Mạn Hồng cố ý không để ý tới anh, mà lấy máy tính giờ, hướng về phía các nhân viên nói, cuộc thi bắt đầu không nên nói chuyện với người ngoài. Các nhân viên đều không nở xa rời, nhìn Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt mỉm cười nhìn mọi người nói, mau đi đi. Lý Tu, cậu thứ nhất, Trần Mạn Hồng im lặng không lên tiếng, cầm máy tính giờ, đứng dựa vào bên cửa sổ sát đất phòng ăn, lạnh lùng căn dặn. Lý Tu nghiêm túc đi ra phòng ăn, đi qua hành lang thật dài, đi tới cửa phòng bếp, đứng ngay ngắn, tay nâng khay màu bạc, trong khay có ba mẫu thịt bò bít tết, Nhanh chóng đè xuống đèn báo hiệu màu xanh dương cửa phòng bếp, ngay lập tức vững vàng cất bước, nhanh chóng đi qua hành lang thật dài, bước chân nhẹ nhàng, vòng qua chậu hoa bách hợp, nhanh chóng đi tới trước chỗ Trần Mạn Hồng đứng, để cái khay xuống. Trần Mạn Hồng đè xuống máy tính giờ, nhìn con số phía trên, bình tĩnh nói: "12 giây 3." Lý Tu nặng nề thở dốc một hơi, vui vẻ nhìn về phía đồng nghiệp ở phía sau ra dấu tay. Trần Mạn Hồng cầm bút lên, ghi tên nhân viên và thời gian chuyển món ăn, sau đó gọi tiếp Trần Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nghe quản lý gọi cô như vậy, sắc mặt có chút căng thẳng đi về phía phòng bếp. Tào Anh Kiệt đi tới bên cạnh Trần Mạn Hồng, nhìn một bên khuôn mặt cô, bộ dáng bình tĩnh cố đẻ nén tức giận, không nhịn được cười hỏi, làm sao rồi? Trần Mạn Hồng nhìn đèn báo hiệu cảm ứng liên thông phòng bếp ở trên bàn, sau khi đã trở thành màu xanh dương, mới nói cái gì làm sao rồi? Bây giờ cậu là tướng dưới tay của boss lớn, Chúng tôi có đáng gì? Nói đi là đi, khách sạn này bao lớn, một chút bóng dáng cũng không thấy, xã hội bây giờ là vậy đó, vô cùng lạnh nhạt. Tình người bạc bẽo, trước kia nếu không phải chị đây làm chung với cậu thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ghét bỏ cậu là người ngoại lai, cậu cho rằng cậu ở nơi này có thể sống dễ chịu sao? Cô nói xong, nhìn thấy Tiểu Hồng đã đặt xuống cái khay trong tay, cô nhấn máy tính giờ một cái, hô một tiếng, 13 giây. Tiểu Hồng lập tức chặn ngực, thở dốc một hơi, nở nụ cười. "Tô Doanh, Trần Mạn Hồng tiếp tục gọi người." Tào Anh Kiệt lập tức đến gần Mạn Hồng, nhìn về phía cô, nở nụ cười xấu xa nói, "Cái gì là chị, cô cũng chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi nha, nhìn thế nào, tôi cũng cảm thấy cô còn trẻ đẹp, ba năm nay, nếu không phải có cô gái xinh đẹp như cô, tôi làm sao sống nổi ở nơi này." Cô cũng không biết, sau khi tôi chuyển đi, nhớ cô và mấy đứa nhỏ biết bao nhiêu. Trần Mạn Hồng không nhịn được bật cười, nhìn Tô Doanh nhanh chóng để cái khay xuống, đè xuống máy tính giờ, nói: "12 giây 9." Tô Doanh cũng thật vui vẻ bước đi. "Được rồi, đừng nóng giận, bây giờ không phải tôi trở về sao? Có thời gian tôi sẽ tới thăm cô một chút." Tào Anh Kiệt cười nói, dụ dỗ Trần Mạn Hồng. "Đi." Trần Mạn Hồng trừng mắt liếc anh một cái, không gọi nhân viên nữa, chỉ nhìn anh hơi hạ thấp giọng, len lén nói: "Bây giờ cậu là lãnh đạo cấp cao." xoay người một cái trở thành phó tổng giám đốc rồi, sau này nếu có chuyện gì, cậu phải thông báo trước cho tôi một tiếng. Không phải của khách sạn Á Châu, Tào Anh Kiệt nhịn cười, nói. Trần Mạn Hồng trừng lớn con ngươi, nhìn anh. Anh Kiệt ngượng ngùng nói, lần này tổng giám đốc Trang trở lại, chủ yếu tham gia triển khai kế hoạch khách sạn dưới nước, mà chuyện của khách sạn Á Châu, chúng tôi không được nhúng tay. Văn phòng làm việc của Trang tổng cũng dọn ra rồi, đang ở tầng phụ của khách sạn Á Châu. Trần Mạn Hồng giật mình nói, không phải đâu, tất cả tầng phụ. Ừ, Tào Anh Kiệt cười nói. Cái này rất lãng phí đó, Trần Mạn Hồng lập tức nói. Lúc Tổng Giám Đốc Trang còn ở trong nước, tất cả công việc của Hoàn Cầu chủ yếu xử lý ở chỗ này a. À? Anh Kiệt lại giải thích, có lẽ thứ hai chúng tôi sẽ chính thức vào ở, tất cả đơn vị hành chính ở nước ngoài cũng đã sửa sang xong, chuẩn bị trở về nước. Trần Mạn Hồng nghe vậy, liền hoảng sợ nói, đến lúc đó, không phải nơi này phải vô cùng bận rộn trong một thời gian sao? Đại khái thôi, Tào Anh Kiệt không nói sâu vào, chỉ nhìn khuôn mặt Trần Mạn Hồng có chút tiểu tụy, liền đau lòng nói còn chưa có quản lý mới vào ngự tôn sao? Tội nghiệp cô quá, mặt cũng gầy rồi. Không biết xấu hổ, Trần Mạn Hồng chừng mắt liếc anh một cái, thuận tiện móc ra chiếc gương, nhìn gương mặt trái xoan của mình có phải gầy thật hay không? Tào Anh Kiệt lập tức đứng ở sau lưng cô, vươn tay cùng nắm mặt gương với cô, cúi đầu dán vào mặt của cô, nói cô xem cô xem. Mặt bên này cũng tóc vào rồi. Trong lúc nhất thời Trần Mạn Hồng nhìn thấy ánh mắt đào hoa của Tào Anh Kiệt ở trong gương, có chút dịu dàng, ngay lập tức cô muốn mở tay tránh thoát tay anh nói, cút. Xem một chút mà, chấm ngoặc kép, anh Kiệt lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô, muốn cô soi gương. Tôi không soi, Trần Mạn Hồng lại muốn tránh ra khỏi tay của anh nói, người ngoài nhìn còn tưởng rằng hai chúng ta có chuyện gì. Cút, đêm hôm đó, cậu dám nhắc lại, Trần Mạn Hồng cầm gương ra sức ném vào người Tào Anh Kiệt, không ngờ chiếc gương văng ra phía cửa chính phòng ăn, vừa đúng đập trúng cạnh cửa, miệng thủy tinh lóe lên, nơi xa chuyển đến tiếng ôi trao. Trần Mạn Hồng giật mình, đôi tay che miệng, nhìn tiêu đồng, thư ký của Trang Hạo Nhiên, một người đẹp lai, tóc thắt đuôi ngựa, có chút kinh ngạc nhìn miệng thủy tinh trên đất. Hả, cô tới làm gì? Tào Anh Kiệt nhìn Tiêu Đồng, hỏi. Tiêu Đồng cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Anh Kiệt ở chỗ này, nói, lúc này tôi mới cùng họp với Trang Tổng, anh ấy la hét nói đói bụng, muốn tới nơi này ăn cơm, tôi có tài liệu khẩn cấp muốn anh ấy ký đấy. Anh ấy không có ở đây sao? Trần Mạn Hồng lập tức mỉm cười nhìn Tiêu Đồng, nói, chúng tôi buôn bán từ 8 giờ đến bây giờ, vẫn không nhìn thấy Trang Tổng. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, chỉ gật đầu, mới vừa muốn đi ra ngoài, nhưng lại nhìn anh Kiệt nói, Tào Phó Tổng, anh còn không đi. Một chút nữa Tổng Giám Đốc gặp thị trường tần xong sẽ đi trường đua ngựa, muốn anh cùng đi đấy. Được, Tào Anh Kiệt nghe vậy lập tức gật đầu, liền quay đầu, lén nắm tay Mạn Hồng nói, tối nay tôi sẽ đến trò chuyện với cô một chút. Đi, Trần Mạn Hồng lập tức phủi bỏ tay của anh, nhìn anh đã vội vã đi khỏi, cô hừ một tiếng nói, ba năm trôn ở nơi này, không chịu cua tôi, hiện tại lăn đi mới đến cua bà cô đây, thật coi tôi là đồ chua sao hừ đường khả hinh kinh ngạc nhìn trần diệu chi nói trường đua ngựa chúng ta phải đi phụ giúp trường đua ngựa trần diệu chi gật đầu nhìn mọi người nói bởi vì câu lạc bộ á châu chúng ta phải tổ chức đua ngựa cho nên bên kia thiếu người khách sạn á châu phái người qua vẫn không đủ còn thiếu nhân viên giúp việc lặt vặt cho nên tạm thời phái một số nhân viên từng có kinh nghiệm ở quán bar đi qua phụ giúp quầy ba của câu lạc bộ đua ngựa khả hinh vâng Đường Khả Hinh lập tức nghĩ tới má trái của mình. Trần Diệu Chi hơi bất đắc dĩ nhìn cô một cái, nói cô không cần tiếp khách, ở phía sau quầy ba phụ trách ghi chép rượu là được. Bởi vì Mạn Hồng khen ngợi cô có hiểu biết về rượu, nên tôi phái cô đi qua đó. Đi qua bên đó một ngày, có thể nhận tiền lương ba ngày, tôi cũng không được, nên phái cô sang. Đường Khả Hinh nghe xong, biết ơn gật đầu nói, vâng, tôi biết rồi. Tốt, mọi người thông cảm một chút bây giờ trước hết mọi người ra đại sảnh khách sạn, nơi đó sẽ có xe đón mọi người đến câu lạc bộ Á Châu. phải cẩn thận một chút. hôm nay hai vị tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu đều ở bên đó, không có việc gì không nên chạy loạn, giữ chặt bộ đàm ở bên người. vâng, tất cả nhân viên học bổ túc bộ nhao nhao gật đầu, thu dọn bút mực của mình, sau đó đến phòng đồng phục nhận tê xuất màu trắng và váy ngắn màu trắng của câu lạc bộ Á Châu, thay đổi xong cùng nhau đi ra đại sảnh khách sạn ngày hè chó trang, gió biển thổi mạnh quét qua con đường ven biển thật dài. Lá cờ hình cánh buồm màu xanh dương của khách sạn, cùng lá cờ tổ quốc cắm trên nóc khách sạn và ở trước quảng trường khách sạn, đón gió bay phần phật. Đội danh dự vẫn còn căng thẳng tập luyện. Âm thanh vui vẻ này, làm cho du khách và người đi đường nói cười đều cảm thấy không khí vui vẻ. Đường Khả Hinh và các đồng nghiệp cùng nhau mỉm cười đi tới đại sảnh khách sạn, trong lòng suy nghĩ, đúng vậy, tưởng thiên lỗi bận rộn như vậy, anh làm sao có thể nhớ tới một nhân viên nhỏ bé như mình. Có thể anh đã sớm quên mất, trong mắt của anh, mình có đáng là gì? Không đáng là gì cả. Cô thở dốc một hơi, cùng các đồng nghiệp vừa nói vừa cười đi về phía trước, thấy xe buýt của khách sạn đã dừng ở trước cửa khách sạn, đường khả hình vừa muốn cùng các đồng nghiệp lên xe buýt, không ngờ nghe được tiếng nói tổng giám đốc tới, thân thể của cô lập tức cứng ngắc tại chỗ, có chút hoảng sợ. chương 135, Hỏa liệt điều. Tưởng thiên lỗi xài bước đi ra đại sảnh khách sạn, vừa đi vừa nghe Đông Anh nhanh chóng báo cáo chuyện của câu lạc bộ Á Châu, chính phủ sẽ bố trí bộ phận chủ trì cuộc đua ngựa vào ở khu biệt thự của câu lạc bộ, bộ phận tuyển thủ quốc gia sẽ bố trí vào ở làng Olympic, đây cũng là vì muốn tiết kiệm chi phí, nhân lễ hội tranh tài lần này. Chính phủ đã phái nhân viên Bộ Tài chính thành lập một tổ công tác chuyên môn để kiểm tra theo dõi việc sử dụng ngân sách. Tưởng Thiên Lỗi hơi gật đầu, dừng ở trước quảng trường khách sạn, chờ xe của mình tới, lại căn dặn số người vào ở trong khách sạn và câu lạc bộ rất có thể sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn, cho nên nói quản lý các nơi cẩn thận một chút, đối với người chủ trì cuộc đua ngựa, nói giám đốc câu lạc bộ đích thân chăm sóc. Vâng, Đông Anh lập tức gật đầu. Khi nào thủ tướng đến, tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Đông Anh mỉm cười nói, 7 giờ tối nay Thủ tướng sẽ mang theo các quan chức chính phủ và cậu chủ Tô, Tô Tiểu Thư cùng đến câu lạc bộ đua ngựa, đi thăm quan tình hình trước trận đấu, nghe nói tô tiểu thư rất thích cưỡi ngựa, đối với cuộc tranh tài lần này hết sức hào hứng. Hơn nữa cô ấy đã từng cùng bạn học ở Học viện Hoàng gia Anh đặc biệt ngồi máy bay tư nhân về mua nhiều chỗ VIP sang trọng của khách sạn chúng ta, bắt đầu từ tối nay sẽ mở party cho đến khi kết thúc cuộc tranh tài. Tưởng thiên lỗi nghe xong liền gật đầu, nhắc cổ tay, nhìn thời gian không còn sớm, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đoạn đường bên kia khách sạn, tại sao hôm nay xe của mình còn chưa đến, Ánh mắt hơi chuyển qua bên trái đằng trước một chiếc xe chuyên dụng khách sạn, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, núp sau một nam đồng nghiệp, trái tim bị bóp chặt, nhớ lại đêm mưa bão mình ném điện thoại di động ở trên người anh, nói những lời đó, hiện tại mới phát hiện mình thật sự ăn gan chó rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng đó nhanh chóng co lại, thậm chí muốn chen đến gầm xe, mặt không lộ vẻ gì, hỏi chiếc xe phía trước đang làm gì? Đông Anh cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía chiếc xe buýt màu xanh dương ở trước mặt, hỏi trợ lý ở sau lưng, xe buýt phía trước đang làm gì. Trợ lý lập tức tiến lên, nhẹ nhàng nói câu lạc bộ Á Châu, câu lạc bộ rượu và người của phòng ăn không đủ, cho nên điều động nhân viên khách sạn của chúng ta, có lẽ số nhân viên này được điều động sang hỗ trợ. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, lại thấy bóng dáng đó nhanh chóng co lại, nhìn chăm chú không lên tiếng. Quản lý phòng ăn câu lạc bộ Á Châu nhanh chóng đi tới, hướng về phía đám nhân viên vỗ vỗ tay nói, tất cả các vị đồng nghiệp, thời gian đã đến, mời lập tức lên xe. Tất cả nhân viên được điều động nghe xong chỉnh tề xếp thành một hàng, từng bước từng bước đi lên xe buýt sang trọng, khả hình cũng hết sức cẩn thận thấp thỏm đi theo đồng nghiệp tiến lên. Ánh mắt của tưởng thiên lỗi nheo lại, nhìn cô. Một luồng gió biển thổi mạnh, mang theo hơi thở mạnh mẽ của đàn ông sông về phía đường khả hình, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, cố gắng chen vào trong đồng nghiệp, thậm chí chen ngang nhảy lên trên xe, phát điên tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, có chút căng thẳng tò mò nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe, nhìn ánh mắt hoảng sợ bên trong cửa sổ, không nói gì, im lặng xoay người, đi lên chiếc rôn Royce mới vừa lái tới, nghe tài xế nói lúc này có chút kẹt xe, Đông anh biết tưởng thiên lỗi không vui, lập tức nói, lần sau cẩn thận một chút, lập tức đến câu lạc bộ. Vâng, tài xế lập tức nắm chặt tay lái, chạy đi. Xe buýt cũng chạy theo chiếc Rolls-Royce của tổng giám đốc và xe của đám vệ sĩ. Một hàng xe thật dài, vòng qua đường lớn Tân Hải thật dài và đường ven biển thật dài, chạy hơn 10 phút cũng đã tới câu lạc bộ hàng đầu thế giới do 12 nóc tòa nhà màu trắng đặt cạnh nhau tạo thành, câu lạc bộ có hình dáng con chim biển bay lượn ở giữa bầu trời xanh biển biếc, vô cùng đồ sộ và kinh điển, vô số thuyền buồm trên biển đón gió ra biển, cano lao đi ở trên mặt biển như mũi tên vang lên bọt sóng màu trắng, thậm chí có thể nhìn thấy tòa nhà câu lạc bộ ở ven biển, có một cây cầu dài quan hải màu trắng. Bên kia là một chiếc du thuyền sang trọng, vô số danh viện trong và ngoài nước, tiểu thư, minh tinh, hay công tử quý tộc trẻ tuổi cùng những người đàn ông lịch sự đẹp trai của câu lạc bộ đang đứng ở trước du thuyền sang trọng, đón gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, nâng ly trẻ chén. Thật sự xa hoa không kể xiết, cảnh đẹp lãng mạn. Tất cả đồng nghiệp trên xe buýt, rồi giết ghé vào trên cửa sổ, nhìn cảnh đẹp trước mặt, lập tức kêu to thật đẹp a. À! Ở câu lạc bộ náo nhiệt hơn nhiều so với khách sạn chúng ta. Dĩ nhiên, hơn nữa câu lạc bộ đua ngựa của chúng ta còn tổ chức cuộc tranh tài cưỡi ngựa quốc tế, làm sao không náo nhiệt. Có một nữ nhân viên trẻ tuổi quầy ba, rất khao khát ghé vào trước cửa sổ xe, lúc xe chạy tới gần chiếc du thuyền thì thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp, mặc quần áo tắm màu xanh biển, eo thon thắt khăn lụa Hawaii rất phong tình mộng ảo, đang cầm ly rượu, tựa vào lan can ngoài biển, vui vẻ nâng chén uống, vô cùng hấp dẫn. Nhân viên này lập tức ôm tay, tỏ vẻ thật hâm mộ nói, nếu tôi có thể lên du thuyền đó dù chỉ một ngày thôi, tôi chết cũng cam lòng. Tôi cũng thế, một cô gái khác cũng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn về phía đó nói, nghe nói chiếc du thuyền này là chủ tịch của chúng ta mua tặng cho phu nhân, nhưng phu nhân cảm thấy mình độc chiếm một chiếc du thuyền là quá xa xỉ lãng phí cho nên tặng nó cho tổng giám đốc tưởng chúng ta đặt ở câu lạc bộ dùng để kinh doanh, bên trong thiết kế và bố trí giống nhau, có phòng nhảy đầm, có phòng nghỉ sang trọng, thậm chí còn có hồ bơi và sòng bạc nhỏ. Rốt cuộc những người có tiền, từ nơi nào tới vậy? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bật cười. Đường Khả Hinh ngồi ở bên cửa sổ cũng bật cười, nhớ tới đêm hôm đó, cùng tưởng thiên lỗi đi mua bánh bao, mười mấy đồng tiền lẻ người này cũng muốn thu lại, cô chắc lưỡi một tiếng, chiếc xe của tổng giám đốc và chiếc xe buýt sang trọng cùng nhau lái vào bốn cửa hình trụ giống như cung điện của câu lạc bộ dọc theo hàng rào hoa hồng gần một cây số có sáu làn xe chạy qua đại sảnh lộng lẫy của câu lạc bộ quẹo trái tiếp tục chạy tới phía trước chạy qua câu lạc bộ thuyền buồm câu lạc bộ xì gà tiệm spa nhà khách đại dương lại quẹo trái chạy qua sân đánh gôn càng chạy sâu vào càng nhìn thấy vô số vận động viên trong và ngoài nước tham gia cuộc đua ngựa lần này kỵ sĩ người chăn ngựa còn có ký giả tất cả đi tới đi lui, nhân viên trường đua và nhân viên phụ trách đua ngựa nhàn nhã giải trí, trong trong ngoài ngoài hết sức hết sức náo nhiệt. Tưởng thiên lỗi đi ra trước, giám đốc câu lạc bộ, cả đám lãnh đạo cấp cao và trưởng câu lạc bộ lập tức đi về phía anh, anh hơi giơ tay, nhanh chóng dẫn mọi người đi vào rào cảnh báo, đi tới đại sảnh câu lạc bộ. Bọn người khả hình cũng lập tức đi xuống xe, tiến vào một gian phòng nhỏ đến khu vực không dịch bệnh, theo quy củ, thông qua chất tẩy trừ đặc biệt, tắm rửa gội đầu, sau đó thay mới đồng phục câu lạc bộ đua ngựa lần nữa, áo sơ mi tay ngắn màu trắng, com lê màu đen, váy ngắn màu đen, ủng ngắn màu đen, đi vào khu vực không dịch bệnh, nhìn thấy nhân viên chính phủ và nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới, người mặc áo bác sĩ màu trắng, mang khẩu trang màu xanh nhạt, để cho đường khả hình đo nhiệt độ trước, lại trải qua xét nghiệm máu nhanh. Xác định thân thể cô khỏe mạnh, thân thể không có những thứ vi khuẩn khác, mới để cho cô đi vào rào chắn bằng gỗ của câu lạc bộ. Sau đó nhận lấy thẻ công tác đặc biệt của trường đua do nhân viên làm việc câu lạc bộ đưa cho mình, đeo lên, mới biết hôm nay phải ở lại trường đua ngựa liên tục 3 ngày, 3 ngày sau mới có thể đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại phải tiếp nhận kiểm dịch lần nữa. Đi vào khu vực thi đấu quốc tế, cô bắt đầu càng lúc càng căng thẳng và cẩn thận, dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc câu lạc bộ, bọn họ cùng nhau đi về phía một tòa nhà nóc đen tường xám khoảng 30.000 30 m2, đi tới đại sảnh câu lạc bộ nơi đó có vô số kỵ sĩ và người chăn ngựa ra vào. Ở chỗ này ký giả bị nghiêm cấm tiến vào, cho nên trên mặt của bọn họ biểu lộ hết sức nhàn nhã và thoải mái. Khả Hinh theo phương hướng chỉ dẫn, đi qua đại sảnh câu lạc bộ, đi lên lầu 2, rốt cuộc nhìn thấy quầy ba to lớn. Ánh đèn màu vàng nhạt rõ ràng khác biệt với náo nhiệt dưới lầu, lúc này hầu như khách đều đi đến nhà hàng rồi, chỉ có vài người khách ngồi ở phòng ăn gỗ, lá dừa che lên ban công, vừa uống bia, vừa hưởng thụ tắm nắng. Audio điện tử võ tấn bền chương 136 Trên lưng của cha Cô không dám nhìn thêm Dưới sự hướng dẫn của một nhân viên Mới vừa đi vào đã nhìn thấy có rất nhiều nhân viên đang bận rộn Ở trong quầy rượu gần trăm mét vuông trưng bày các loại ly tách Còn có trong phòng rượu trưng bày các loại rượu đỏ và các loại whisky Một người quản lý đang cầm quyển sổ bận rộn vội vàng ghi chép số lượng ly rượu Thấy đường khả hình lập tức nói cô là người mới tới À, đúng vậy, đường khả hình lập tức nhìn người quản lý kia có chút căng thẳng nói vị quản lý nói ngay lập tức đến quầy ba rót một ly hỏa liệt điều đưa đến trường đua ngựa số một vâng đường khả hình lập tức đáp lời có chút căng thẳng hỏi vậy tôi đưa đến trường đua ngựa số một đưa cho vị khách nào cô đến đó tự nhiên sẽ biết người quản lý kia không có thời gian để ý đến cô tiếp tục điếm ly đường khả hình có chút căng thẳng nhưng vẫn xoay người đang lúc sắp đi ra ngoài quầy rượu lại nghe sau lưng người quản lý kia nói, quy định nơi này khác với khách sạn, câu lạc bộ là nơi bận rộn hơn và dậy sự linh hoạt, cho nên lúc cô làm việc, nhất định phải nhìn nhiều hơn, linh hoạt một chút. Lúc này Trần Mạn Hồng đã gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi chăm sóc tốt cho cô. Cố gắng lên. Khả Hinh có chút cảm động quay đầu nhìn người quản lý trẻ tuổi kia mặc đồng phục màu đen, để mái tóc ngắn, khoảng hơn 20 tuổi, cô lưu loát điếm hết những cái ly khô, mới nhìn khả hình nghiêm khắc nói còn đứng ở đây làm gì. Làm việc đi. Vâng, vẻ mặt khả hình kích động xoay người, nhanh chóng đi ra ngoài, đi tới trước quầy ba, nhìn người pha rượu nói, trường đua ngựa số 1, có khách gọi một ly hỏa liệt điều. Ừm, uhm, bartender lập tức cầm ba bình shaker bình pha rượu, rót các dịch rượu vào bên trong bình shaker đồng thời tay nắm ba bình shaker ném lên không trung xoay 360 độ, cuối cùng đưa hai bàn tay đón lấy ba bình shaker Đầu tiên cầm một bình cơ rót dịch rượu màu vàng vào một cái ly cao cổ, tiếp đến cầm bình cơ khác rót dịch rượu màu hổ phách, sau đó rót dịch rượu màu đậm, ba tầng màu sắc không liên quan nhau, ở trong ly rượu sáng lên màu sắc rất rực rỡ, rất chói mắt, bartender thuận tiện cầm một lát chanh chen vào mép ly. Rồi cầm lấy một đóa hoa hỏa liệt điều, cắm vào trong thịt quả kiwi đã gọt vỏ, lại đem miếng kiwi cắm vào trên mép ly. Phụ cá bartender lập tức xách tới cái hộp nhỏ giữ lạnh đem ly hỏa liệt điều bỏ vào trong hộp đậy lại, khóa chốt, đem một bảng hiệu đặc biệt đưa cho Khả Hinh nói, mau. Cầm tấm bảng này, đi xuống lầu 1, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng cô. Trong vòng 3 phút phải đưa đến, màu sắc rượu sẽ phát huy vừa đúng. Vâng, đường Khả Hinh lập tức nhấc cái hộp, giữ thăng bằng cẩn thận đi xuống dưới lầu, đi qua rất nhiều khách khứa, vừa muốn đi ra đại sảnh, lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi cùng các vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi ở đại sảnh. Nghiêm túc nói gì đó, mà anh nghiêng mặt, mà mỉm cười nhìn về phía một người trong hội đua ngựa lại nhìn thấy đường khả hình tay đang xách cái hộp nhanh chóng đi ra sắc mặt của anh cứng lại trong bầu không khí này đường khả hình không có thời gian để ý đến anh mà xách cái hộp bước nhanh ra đại sảnh tài xế xe ngắm cảnh nhỏ nhìn thấy khả hình cầm bảng hiệu đặc biệt ngay lập tức đón lấy nói đem bảng hiệu cho tôi khả hình lập tức đi tới đưa cho anh ta lên xe tài xế lập tức nổ máy xe đường khả hình cẩn thận xách cái hộp bước lên xe sau đó nhìn chiếc xe ngắm cảnh nhỏ chạy tới con đường nhỏ đến trường đua ngựa, dọc đường đến trường đua ngựa, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được mở rộng tầm mắt nhìn thấy trên đường chạy hình bầu dục, vô số tuấn mã đang phi, bọn chúng giống như xuyên qua không trung, lao thẳng tới phía trước, chúng nó cũng phấn khích ngẩng cao, vượt qua đường băng, chạy qua lớp lớp hàng rào bảo vệ, ngửa mặt lên trời hí dài. Người chăn ngựa đứng ở dưới ánh mặt trời, trong quá trình huấn luyện ngựa, càng không ngừng vung roi kêu gào. Đường Khả Hinh nhìn thấy thật sự kích động và mất hồn, xe ngắm cảnh nhỏ đã dừng ở trước trường đua ngựa số 1, ở trong hàng rào có vô số vệ sĩ, còn có nhân viên làm việc của khách sạn Á Châu, thậm chí có Tào Anh Kiệt, cùng mấy người đàn ông cao lớn, bọn họ kích động nhìn về phía đồng cỏ nơi xa. Có chút ngạc nhiên đi xuống, vừa sững sờ gọi một tiếng quản lý, cũng đã nghe được trên đồng cỏ nơi xa, truyền đến một tiếng cười sang sáng. Một luồng gió mãnh liệt, dọc theo đồng cỏ minh mông bát ngát lùa tới. Đường khả hình đón gió, hơi ngửa đầu nhìn ngắm, đầu tiên nghe một tràng tiếng ngựa hí vang, nhột nhịp truyền đến bên này, một giọng nam cảm tính sảng lãng hô to, truy phong. Chạy, lãnh mặc hàn mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương nhạt, quần thường màu đen, đẹp trai phong độ đứng ở bên cạnh tàu ngựa, đi tới phía trước hô to còn một phút. Một luồng ánh sáng trắng từ đồng cỏ nơi xa nhanh chóng lao đến trong thiên nhiên xanh thẳng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần áo kỵ sĩ màu đen, mang giày bót màu đen, cưỡi trên lưng tuấn mã trắng như tuyết, cao lớn đẹp trai lao đến phía trước, ánh mắt giống như tia nắng ban mai, lúc này ở dưới trời xanh mây trắng, phóng ra ánh sáng nóng rực, môi mỏng hấp dẫn cong lên, nụ cười sảng lãng, phát huy vô tận lực lượng, dưới bầu trời bao la, đường nét khuôn mặt cũng tạo thành hình ảnh truyền kỳ. Giá, chấm than ngoặc kép, anh nắm chặt dây cương trong tay, hai chân thúc bụng ngựa một cái, tuấn mã phi lên phía trước, lốc cốc lốc cốc, tuấn mã giá bạc vạn, bộ lông trắng như tuyết đón gió phất phơ bay con ngựa đã lâu không gặp chủ hôm nay được đi theo cao hứng tăng nhanh tốc độ phóng như bay đến trang hạo nhiên vui vẻ hưởng thụ loại tốc độ này hai mắt sáng rực chăm chú nhìn phía trước tàu ngựa tất cả cấp dưới đắc ý nhất của mình đang đứng đấy anh hài lòng đột nhiên nhìn thấy bên ngoài rào chắn bảo vệ một bóng người nhỏ bé màu đen hai tròng mắt bén nhọn của anh chợt lóe đột nhiên thúc bụng ngựa một cái kêu to truy phong qua Bọn Tào Anh Kiệt và Lâm Sở Nhai nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đến đích nhưng không bấm bảng hiệu dừng lại mà vào tới hướng bên này, bọn họ nhanh chóng chạy đi, tuấn mã như tia chóp phóng về phía trước, cuối cùng nâng lên hai chân, lao về phía rào chắn. Đường khả hình trừng lớn con ngươi, mới chấp mắt một cái đã thấy con tuấn mã nhanh như tia chớp quét tới một trận gió, hướng về phía mình dương thẳng hai vó câu, bay đến, động vật thú tính mạnh mẽ, thoáng chốc mang theo một mùi vị nồng nặc nhào về phía mình, cô hoảng sợ đến ruột gan đều muốn vỡ, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng ôm chặt hộp rượu, ngã sóng xoài trên mặt đất, dùng hết sức lực há mồm khàn giọng kêu to. A. Tuấn Mã nhanh như tia chớp, chạy như bay qua đường Khả Hinh, vó ngựa quét qua một luồng gió đáng sợ phía trên người Khả Hinh. A. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại rơi lệ kêu to. Cùng lúc tiếng thét kinh khủng, lập tức có vô số vệ sĩ, đặc cảnh nơi xa, nhào tới rút súng lục lên nòng vây kín nhắm ngay Đường Khả Hinh. Máy bay trực thăng quanh quẩn trên bầu trời cũng lập tức phân ra bao vây Đường Khả Hinh. "A, à, mẹ ơi." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ở tại chỗ vừa thét lên, vừa không nhịn được bật khóc. Trang Hạo Nhiên nắm chặt dây cương, để cho con ngựa cương xoay tròn một vòng, nhìn Đường Khả Hinh vẫn còn nằm trên mặt đất khóc, hai mắt hiện lên nụ cười trêu chọc. Tào Anh Kiệt nghe âm thanh này, liền tò mò đẩy vệ sĩ đi tới, nhìn thấy Đường Khả Hinh, liền mất hồn kêu nhỏ: "Khả Hinh!" Đường khả hình đã bị hoảng sợ thất thần, ngẩng đầu lên, đầu đầy mồ hôi, vừa chảy nước mắt vừa kêu nhỏ quản lý. Tào anh kia thấy quả nhiên là đường khả hình, lập tức thở dốc một hơi, liền muốn đi tới đỡ cô dậy, lại thấy ánh mắt sắc bén nơi xa đang bắn về phía mình. Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn bộ dáng trang hạo nhiên đang mỉm cười, đành phải phất tay cho vệ sĩ và đặc cảnh đi khỏi, không để cho những người này dọa hỏng đường khả hình. Trang hạo nhiên hài lòng mỉm cười, tay cầm dây cương, nhẹ nhàng vung lên, con ngựa tiếp nhận được nhắc nhở của chủ nhân, thật tao nhã nhẹ bước đi tới đường khả hình, thậm chí khẽ cúi xuống, dùng mồm ngựa khẽ liếm cổ của cô. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình có rút thân thể vô cùng đáng thương, ngồi xổm ở dưới ánh nắng chó trang gào khóc. Trang hạo nhiên lại cười to, rồi thu lại nụ cười nhìn con ngựa cưng đứng ở bên cạnh đường khả hình ngồi ở trên cỏ, cuộn tròn thân thể nho nhỏ, vô cùng yếu đuối, nhớ lúc cô ở phòng ăn ngựa tôn nói đến rượu đỏ rất gọn gàng linh hoạt trên mặt của anh khẽ lộ ra nụ cười thâm trầm, gọi nhỏ, khả Hinh. Vô cùng dứt khoát, đường khả Hinh giống như nghe có tiếng người gọi cô, mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên đôi mắt to đẫm lệ nhìn người đàn ông, vừa lúc che lại phân nửa ánh mặt trời trói trang phía trước, người đàn ông cao lớn đang nhìn mình mỉm cười, ánh mắt của cô nheo lại, ánh mặt trời quá mãnh liệt, chỉ thấy khuôn mặt của anh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt anh lộ ra một chút dịu dàng, cô không dám nhìn nữa chỉ vội vàng lau nhẹ nước mắt vẫn còn khiếp sợ khẽ đáp vâng trang tổng trang hạo nhiên hơi ngửa mặt kéo chặt dây cương trong tay nhìn về phía khả hinh đang ngồi xổm trên mặt đất hơi nghiêm túc nói ở học viện hoàng gia anh vì bồi dưỡng danh viện thục nữ khi gặp chuyện không sợ hãi giữ vững tu dưỡng và thân thể thường xuyên sẽ có buổi huấn luyện đặc biệt ở trên các bữa tiệc làm ngã rớt một cái ly thể tạo ra một sự cố nhỏ quan sát dáng vẻ và cử chỉ lúc bọn họ gặp chuyện. Hiện nay cách huấn luyện nhân viên này đang được lưu hành rộng rãi trong khách sạn, cô là nhân viên khách sạn Á Châu. Người mặc đồng phục khách sạn, tay nâng rượu cho khách, tại sao gặp chuyện lại luống cuống, đã hơn một phút cũng chưa khôi phục. Đường khả hình ngẩn ra, một viên nước mắt cuối cùng nhanh chóng chảy xuống, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên thoáng nụ cười tha thứ, nói, loại hành vi của cô, nếu như ở khách sạn Anh Quốc của tôi, có lẽ trong vòng 10 năm cũng không tiến vào được cửa chính khách sạn. Nếu cô không thể làm cho mình trở thành danh viện thuộc nữ, ít nhất phải giữ vững một phần tố chất chuyên nghiệp. Đường khả hình nuốt cổ họng khô rát một cái, mạnh thở một hơi, ép buộc mình bình tĩnh ôm hộp rượu, đứng lên. Trang hạo nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa nước mắt vừa mồ hôi, thậm chí tóc ngắn đen nhánh bên má trái hơi mở ra, thấy nơi gần khóe miệng có một vết sẹo, ánh mắt của anh híp lại, sâu kín nhìn cô gái này nói trong tay cô là hỏa liệt điều chứ. Nếu đưa đến trong vòng 3 phút, thời giờ của cô đã vượt quá rồi. Đường khả hình vừa nghe, lập tức kêu khẽ một tiếng, đem hộp rượu để dưới đất, mở nắp hộp. Thấy ly hỏa liệt điều đã vẩy ra ngoài một chút, ba tầng màu sắc đã từ từ lẫn vào nhau, cô chừng lớn con ngươi, kêu rên một tiếng. Ai gọi hỏa liệt điều? Tào Anh Kiệt che chở cho đường khả hình, có chút tức giận hỏi. Tôi, chấm ngoặc kép trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía anh việt nói tôi khát nước đường khả hinh lập tức ngượng ngùng cầm ly hỏa liệt điều có chút thấp thỏm đứng ở bên cạnh con tuấn mã thỉnh thoảng hí nhỏ một tiếng cẩn thận nói nhỏ tổng giám đốc thật xin lỗi tôi lúc này tôi không cẩn thận cầm ly vẩy một chút thật xin lỗi trang hạo nhiên mỉm cười nói xem ra cô khá thông minh dưới tình huống khiếp sợ như lúc này còn lo nghĩ ôm chặt hộp rượu không tệ ngựa của tôi làm cô giật mình chứ. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ cầm ly hỏa liệt điều lặng lẽ đứng ở bên cạnh con ngựa, chỉ cần nó nhúc nhích một cái, thân thể của mình lại run rẩy. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, hai mắt thâm thúy thoáng qua nụ cười đùa, nhìn cô, sâu kín nói, không cần sợ nó, đây là một con ngựa tốt có thể để cho chủ nhân tùy ý phóng đi. Tôi dẫn cô chạy một vòng, xem như bồi thường cho cô lúc này bị hoảng sợ. Đường Khả Hinh nghe câu nói sau cùng liền có chút tò mò ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã ngồi ở trên lưng ngựa, hướng về phía mình vươn tay, cô sửng sốt. Tào Anh Kiệt lập tức mỉm cười tiến lên, nhận lấy ly hỏa liệt điều trong tay Khả Hinh, nói, đi đi. Tổng Giám Đốc nói dẫn cô chạy một vòng, thì một vòng. Ô, không, đường Khả Hinh lập tức sợ hãi lui về phía sau một bước, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hai mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên, mặt của cô đỏ lên, cúi đầu nói tôi. Tôi, Tôi cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc, nhưng bây giờ tôi đang làm việc, tôi không thể tùy ý nghỉ ngơi, làm chuyện ngoài công việc." Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, im lặng không nói gì. "Khả Hinh, đừng từ chối ý tốt của tổng giám đốc." Tào Anh Kiệt nhìn về phía Đường Khả Hinh chớp mắt, nhắc nhở cô. "Tôi." chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh nhìn quản lý, không biết nên làm sao, vẻ mặt ngượng ngùng, Trang Hạo Nhiên đột nhiên kéo dây cương trong tay để cho con ngựa nhấc hai vó câu, ngửa mặt lên trời hí một tràng dài, cô lại trợn mắt nhìn con ngựa, sợ hết hồn, hét to một tiếng. Trang Hạo Nhiên thừa dịp Khả Hinh sợ luống cuống, đột nhiên cúi người xuống, tay kéo chặt cánh tay của cô, dùng sức đàn ông nhanh chóng kéo cô lên ngựa, cánh tay rắn chắc vòng chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ buộc cô dán chặt vào lồng ngực của mình. A, à, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu to một tiếng, thở hổn hển sợ hãi nhìn mình thật sự ngồi ở trong ngực Trang Hạo Nhiên trên cao nhìn xuống đất bằng thấy quản lý và những người khác đang mỉm cười nhìn mình tâm trạng của cô bình tĩnh lại ánh mắt chậm rãi chấp một cái sau khi thở một hơi con người sáng lên ở trên lưng ngựa nhìn thấy phong cảnh xa hơn rừng rậm nơi xa liên miên bất tuyệt cô ngây ngốc nói đẹp thật cao a à? có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh đẹp a à? ha 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 chấm ngoặc kép trang hạo nhiên bị lời nói của cô làm cho buồn cười ôm lấy eo nhỏ của cô khẽ kéo dây cương nói ngồi vững tôi dẫn cô chạy một vòng. Không, anh chạy nhanh như vậy, tôi sẽ rớt xuống. Đường khả hình trực tiếp từ chối. Trang hạo nhiên hơi mỉm cười, khẽ thúc bụng ngựa, để cho con ngựa nhắc vó, chạy tới phía trước, mới nói cô xem tivi đã thấy nhiều chứ. À, đường khả hình có chút ngạc nhiên đáp lời. Con ngựa chở hai người dồn sức lao nhanh, rất hao tốn sức, hiện nay thất ngựa rất quý, hơn nữa rất ít xảy ra tình huống như thế. Trang hạo nhiên khẽ kéo dây cương, một tay ôm vòng eo nhỏ của khả hinh cúi xuống nhìn cô hai mắt phát ra ánh sáng hấp dẫn dịu dàng nói bây giờ nghe lời tôi buông lỏng tâm trạng của cô buông lỏng thân thể của cô để cho thân thể ngồi thăng bằng ở trên lưng ngựa khi còn bé có cưỡi trên lưng của cha không khả hinh đang nghe anh nói về con ngựa đột nhiên lại nhắc tới cha liền không nhịn được nhớ đến nói cưỡi cưỡi rồi trang hạo nhiên cúi xuống hai mắt lóe sáng Nhìn mái tóc ngắn che giấu vết sẹo bên má trái cô, hơi mỉm cười hỏi, "Vậy có cảm giác thế nào?" Đường Khả Hinh nhớ tới khi còn bé, cha nằm ở trên giường, mình cưỡi trên lưng cha, thét lên để cho cha tiến ra phía trước, cô không nhịn được bật cười nói, rất vui vẻ. Để cho thân thể tận lực phối hợp với nhịp điệu tiến của cha, ngồi vững thân thể. "Đúng vậy, chính là cảm giác này." "Tốt, bây giờ nghe theo tôi, từ từ tách ra hai chân của cô, ngồi mặt nhìn đầu ngựa." không có việc gì, tôi ôm cô. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nói. Đường Khả Hinh nghe xong, ngoan ngoãn cẩn thận tách ra hai chân ngồi ở trên lưng ngựa, nhất thời thân thể ngồi ở trên ngựa vững vàng hơn, cô không nhịn được cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, thấy phong cảnh bao la bát ngát hơn. Trang Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười, trêu chọc cô nói thông minh. Được rồi, đôi tay đỡ ở trên lưng ngựa, giống như khi còn bé cưỡi trên lưng của cha, chúng ta sẽ đi. Giá, con ngựa nhận được lệnh của Trang Hạo, lập tức nhẹ ngẩng đầu, cong gối, khẽ nhấc vó, chạy tới phía trước bước từng bước từng bước nhỏ, dường như nó biết khả hình sợ, nên chạy chậm hơn. Đường khả hình thật sự rất bất ngờ với loại cảm giác kỳ diệu này, tâm thần vừa thấp thỏm vừa vui vẻ, giống như đang làm một chuyện mạo hiểm, rất kích thích ha, từ nhỏ cô chính là một cô bé rất lạc quan vui vẻ, gặp phải chuyện vui vẻ sẽ cười khanh khách, hiện tại tâm trạng cô càng thêm buông lỏng, rất ngạc nhiên, con người tỏa sáng, nhìn con ngựa từng bước từng bước chạy vào trường đua ngựa dọc theo đường băng chạy tới cô cười nói ồ thật thần kỳ a à. trang hạo nhiên cười sảng lãng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô cùng với cô nhìn phong cảnh nơi xa nói cái này cùng cảm giác cưỡi trên lưng của cha có phải giống nhau hay không khả hình cười nói giống nhau luôn sợ rất xuống trái tim đập thình thịch trang hạo nhiên nghe tiếng nói dí dỏm cũng không nhịn được cười một tiếng đang lúc cúi đầu trong chớp mắt Thấy vết sẹo bên má trái cô, hai mắt anh lóe lên. Một chiếc xe ngắm cảnh phiên bản dài từ từ lái tới bên này. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong xe, vừa xem bản đồ trường đua ngựa, vừa nghe Đông Anh nói đến cuộc đua ngựa ngày hôm nay, chuyện tiếp đãi khách quý như thế nào, cũng nghe thông báo đã phong tỏa khu vực tranh tài, không phải nhân viên câu lạc bộ và nhân viên chính phủ, không được đi vào. Mà khu vực không đua ngựa vẫn còn đang mở cho các kỵ sĩ và khách của câu lạc bộ. Hôm nay Trang Tổng cũng đến trường đua ngựa. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi cứng lại, hơi nghiêng mặt hỏi, "Trường đua ngựa số 1?" "Đến rồi, ở phía trước." Đông Anh nhìn phía ngoài cửa sổ, mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc xe ngắm cảnh chạy tới phía trước anh nhìn về phía trường đua ngựa số 1, sau đó nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc quần áo kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa cưng, nắm dây cương, lại thấy Đường Khả Hinh ở trong ngực Trang Hạo Nhiên cười thật vui vẻ. Ánh mắt kích động ở dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng trong suốt động lòng người, sắc mặt của anh thu lại. Chương 137: Ôm cô. Chiếc xe ngắm cảnh phiên bản dài chậm rãi dừng ở bên ngoài trường đua ngựa số 1. Tưởng Thiên Lối đi xuống xe, hơi sửa sang lại âu phục, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ở trường đua ngựa, hai mắt anh thoáng qua ánh sáng không thể nắm lấy, sắc mặt cứng lại, đi vào trong trường đua ngựa. Đồng Anh dẫn các vị lãnh đạo cấp cao và vệ sĩ cùng đi theo phía sau. Đám người Tào Anh Kiệt và Lâm Sở Nhai xoay người lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi tới phía bên này, bọn họ hơi giật mình, nhưng vẫn đứng ra, hướng về phía tưởng thiên lỗi khẽ gật đầu nói, Tổng Giám Đốc. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ đứng ở cửa vào trường đua ngựa nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn hưng phấn ôm đường khả hinh ngồi ở trên ngựa, sảng lãng cười to, mà đường khả hinh cưỡi ở trên lưng con ngựa cao ngất của Trang Hạo Nhiên cũng thật vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn nhẫn thường ngày dưới ánh mặt trời, hết sức hết sức dí dỏm động lòng người, thậm chí không tim không phổi cười giống như ba năm trước đây, anh lạnh lùng nhìn cô, khẽ nắm quyền. Trang Hạo Nhiên giống như không nghe cấp dưới khẽ gọi tổng giám đốc, chỉ cảm giác bộ dáng của Khả Hinh ở trong ngực cười vui vẻ đáng yêu, hết sức buồn cười, liền nhẹ dắt dây cương, để cho con ngựa đạp cỏ xanh mềm mại, đi tới sườn núi nhỏ bên kia, chậm rãi hỏi, rất thích rượu đỏ sao? Khả Hinh cảm giác thân thể con ngựa chuyển động, lộ ra thú tính mạnh mẽ, nghe Trang Hạo Nhiên hỏi, cô nhớ tới ngày đó ở phòng ăn Ngựa Tôn, mình đề nghị rượu Tuyết Lợi bị anh bác bỏ, biết anh là một người hiểu phẩm tử cực cao, liền khẽ cắn môi dưới, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cảm giác cô im lặng ở trong ngực, cúi xuống, gần như dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn hai mắt cô ẩn nhẫn, trên mặt hiện lên nụ cười hỏi, thế nào? Khả Hinh cũng mỉm cười dịu dàng nói, ngày đó anh từ chối tôi đề nghị rượu tuyết lợi. Trang hạo nhiên hiểu ý của cô, hơi mỉm cười ngẩng đầu nhìn rừng rậm trùng điệp ở trước mặt, hai mắt lộ ra xa xăm. Khả Hinh cũng cảm thấy anh im lặng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Trên mặt Trang hạo nhiên thoáng qua nụ cười, chậm rãi nói cô biết không. Ngựa bị bệnh mù màu, tất cả màu sắc ở trong ánh mắt của nó nhìn thấy đều là bụi, đen, trắng. Nhất thời Khả Hinh có chút sướng sờ, ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc nói có thật không? Ừ, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, hơn nữa rất nhiều động vật đều bị bệnh mù màu, giống như loài người chúng ta đam mê màu sắc tình yêu, cho nên màu sắc cũng chỉ gạt loài người chúng ta, giống như màu sắc rượu đỏ, rất giỏi lừa gạt chúng ta. Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe. Một chuyên gia hầu rượu không thể chỉ dựa vào nhìn màu sắc, phân biệt số năm là có thể lựa chọn một chai rượu ngon, nói ra chỉ phản ảnh những gì trong lòng cô, thật ra không có bất kỳ liên quan nào trang hạo nhiên mỉm cười nói ánh mắt của đường khả hinh sáng lên không nhịn được ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt trang hạo nhiên lại hiểu cười một tiếng cũng cúi xuống nhìn cô nói cô đã hôn chưa a à, chấm ngoặc kép đường khả hinh hơi sửng sốt lập tức nhớ tới một đêm tối ba năm trước đây người kia mạnh mẽ xông vào trong miệng của mình dường như muốn chiếm đoạt mạng của mình mặt của cô đỏ lên hơi lúng túng nói tôi tôi nụ hôn kia không phải cô muốn Trang Hạo Nhiên nhìn cặp mắt cô sốc sách, mới cười nói, chân chính thưởng thức rượu đỏ giống như hôn môi với người tình, khát vọng, thấp thỏm, mong đợi, ngọt ngào, dư vị bất tận. Nhưng không nói được, sau này thu hồi lại lý luận của cô, kiến thức của cô, tất cả ghi chép của cô, như cái cô dụng tâm thưởng thức rượu đỏ, bản thân chưa nếm thử, tốt nhất không nên khinh dịch giới thiệu cho khách. Bởi vì mùi vị sẽ theo mức độ giải rượu lúc đó, thành tựu lúc đó, tâm trạng của người ta lúc đó cũng sẽ sinh ra thay đổi không giống nhau hiểu không? Đường khả hình thật yên tĩnh lắng nghe, không khỏi gật đầu. Trang hạo nhiên mỉm cười, đột nhiên kéo chặt dây cương trong tay nói, cùng cô chạy một vòng như thế nào? À, đường khả hình có chút ngạc nhiên nói, anh, anh, anh đã đưa tôi chạy một vòng rồi. Trang hạo nhiên đột nhiên cất tiếng cười to nói, để cho cô hưởng thụ một chút cảm giác tốc độ. À, giá. Trang hạo nhiên đột nhiên vùng dây cương trong tay một cái, khiến cho con tuấn mã đột nhiên ngửa đầu kích động nhấc hai chân phóng như bay về phía trước, quét lên một trận gió mãnh liệt, khả hình hoảng sợ đến chừng lớn con ngươi, lập tức nghiêng người sang, vươn tay ôm hông trang hạo nhiên, kêu to a à, Sợ quá! Dũng cảm một chút nhìn về phía trước, chấm than ngoặc kép, ánh mắt trang hạo nhiên đột nhiên trượt lóe kéo chặt dây cương trong tay, để cho con ngựa theo âm thanh lốc cốc phóng như bay về phía trước, trước mặt là đồng cỏ xanh xanh, thời gian như mũi tên bay lấp lánh, tuấn mã như tuyết, dường như cảm nhận được chủ nhân truyền tin tức cho mình, lại kích động nhấc chân vui vẻ phóng như bay về phía trước. Hình ảnh một ông vua cơ trí và con vật trung thành rất hoàn mỹ, đang lúc trang hạo nhiên hưởng thụ tốc độ này, nhắc khả hình ở trong ngực, ngẩng đầu lên. Đường khả hình hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, giống như chỉ cần nhúc nhích mình sẽ rơi xuống ngựa, nhưng nghe trang hạo nhiên gọi mình, cô không nhịn được ôm chặt hông của anh, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cũng đang trong lúc này, con người trừng lớn, nhìn con ngựa đã xông thẳng tới rào chắn, chỉ một chút sẽ đụng vào, cô đột nhiên trừng lớn con ngươi, kêu to lên, a à, sắp đụng vào rồi. Qua, chấm than ngoặc kép, ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe kéo chặt dây cương trong tay, quát một tiếng. Con ngựa vừa nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, đầu ngựa mãnh liệt như mũi tên, gia tăng tốc độ chạy lấy đà, nâng chân lên để cho thân thể bay lên không, phóng qua rào chắn. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình trừng lớn con ngươi, cảm thấy mình thân thể theo thất ngựa bay lên không, vẽ một đường cung ở trên không trung, cuối cùng con ngựa thành công nhảy qua rào chắn, nhẹ nhõm rơi xuống đất, hí to một tiếng, muốn chủ nhân khen thưởng. Ha ha ha, tốt, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên cất tiếng cười sảng lãng, dục ngựa chạy vòng quanh trường đua ngựa, rồi chạy quay về, khả Hinh đã sợ đến thất thần, cả người giống như bị chấn động vỡ nát, chỉ là ánh mắt rời rạc nhìn về phía trước, nhớ tới kinh hiểm mới vừa qua, cô không cảm thấy kích thích chút nào, chỉ hoảng sợ đến nước mắt tuôn ra, thật muốn khóc a. À. Trang hạo nhiên cúi đầu nhìn bộ dáng kinh hoàng của Khả Hinh càng thêm buồn cười, chạy về phía lối vào trường đua ngựa, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở lối vào, lạnh lùng nhìn sang, anh đột nhiên vui vẻ cười gọi tổng giám đốc tường. Đường Khả Hinh mới vừa hoảng sợ đến mất hồn mất phía, lại nghe Trang Hạo Nhiên gọi một tiếng, cô hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thấy Tưởng Thiên Lỗi đang lạnh lùng nhìn mình trồng chọc cô hoảng sợ, thân thể nhanh chóng cứng ngắc 55. Tưởng thiên lỗi nhìn cô một cái, mới ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nói tổng giám đốc Trang, thật hăng hái à. Trang Hạo Nhiên nhẹ thắng ngựa đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn tưởng T98 hiên lỗi cười nói, câu lạc bộ đua ngựa thể hiện năng lực lãnh đạo của tổng giám đốc tưởng vĩ đại của chúng ta. Tưởng thiên lỗi nở nụ cười, nhìn Trang Hạo Nhiên âm trầm nói, tôi cho 27 rằng cậu quên mất chuyện này, nếu không, cậu làm sao vẫn ôm nhân viên quầy ba ở chỗ này cưỡi ngựa hào hứng bừng bừng như vậy. Bọn họ đang bận rộn đấy. Khả Hinh nghe xong, mặt đỏ lên. Trang hạo nhiên lập tức giải thích cho Khả Hinh, lúc này tôi đang huấn luyện ngựa, lúc xông qua hàng rào không cẩn thận hù cô bé này, nên bồi thường dẫn cô ấy chạy một vòng. Suốt cuộc ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi xoay tròn, nhìn vẻ mặt lúng túng và sợ hãi của Khả Hinh, còn có một bàn tay của cô vẫn đang ôm chặt bên hông Trang hạo nhiên, mới nói cậu xác định cô ấy thích loại bồi thường này đường khả hinh hé miệng không lên tiếng trang hạo nhiên mỉm cười cúi xuống gần như dán vào khuôn mặt của khả hinh ánh mắt lóe lên nhìn cô hỏi cô thích hay không thích tôi chấm ngoặc kép trong lúc nhất thời đường khả hinh sửng sốt mặt đỏ lên không dám lên tiếng đừng làm khó cô ấy để cho cô ấy xuống tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn cô nói trang hạo nhiên mới vừa muốn xuống ngựa lại thấy tưởng thiên lỗi đã bước lên trước, đi tới bên cạnh thất ngựa, tự mình vươn tay về phía đường khả hình. Đường khả hình sửng sốt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn cô, trong ánh mắt không nhìn ra một chút gợn sóng. Đêm hôm đó, gây gổ, làm thật hung dữ, thậm chí mình cầm điện thoại ném vào bờ vai của anh, lúc đó anh đứng ở trong mưa, cả người đều ướt đẫm. Khả hình ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn tưởng thiên lỗi trên đất bằng, đứng ở dưới ánh nắng chói trang, ánh mắt thâm thúy đang nhìn mình chầm chầm, lòng bàn tay mở ra, đang đón gió chờ mình, lòng của cô khẽ căng thẳng, rất căng thẳng. Nhưng không biết làm sao cho tốt, tay ôm chặt bên hông Trang Hạo Nhiên có chút buông lòng. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ bình tĩnh và do dự, liền mỉm cười, đột nhiên xuống ngựa, sau đó rất đẹp trai xoay người đưa hai tay ra, lúc khả hình không đề phòng, hai tay đã ôm hông của cô, nhẹ kéo cô xuống ngựa. Bàn tay tưởng thiên lỗi ngừng lại ở trên không trung Nhìn con ngựa và Trang Hạo Nhiên. Khả hình tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười nhìn mình, cặp mắt nóng bỏng, thật dịu dàng, cô có chút đỏ mặt lui một bước, yếu ớt nói: "Cảm ơn tổng giám đốc." "Đừng khách sáo." Trang Hạo Nhiên vừa nhìn cô, vừa cởi bỏ ra áo da của mình, mới ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói: "Hôm nay không phải muốn kiểm tra lần cuối cùng sao?" Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi thu hồi bàn tay dừng trên không trung, lạnh lùng nói: "Ừ, xem như là thế." Trang hạo nhiên đem bao ra đưa cho trợ lý sau lưng, mới vỗ nhẹ lông bờm con tuấn mã của mình, nói: xem ra thủ tướng rất yêu ái đối với tập đoàn Á Châu chúng ta, có thể tranh thủ được cuộc đua ngựa quốc tế thật không dễ dàng. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn Khả Hinh đứng ở một bên, thân thể có chút sợ hãi rụt rè, sâu kín nói: đây cũng là công do cậu gọi điện thoại cho thị trường tần. Trang hạo nhiên nở nụ cười, cũng không nói rõ, mới vừa muốn đi ra khỏi trường đua ngựa, lại thấy Khả Hinh vẫn ngây ngốc đứng ở một bên anh cười nói cô. Còn có việc sao? À, đường khả hình lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, liền cười nói tôi hỏi cô còn có việc sao? Hay là suy nghĩ muốn cùng tôi chạy một vòng nữa? Không, khả hình lập tức sợ hãi nói. Vậy cô còn không trở về làm việc? Trang Hạo Nhiên cười nói. Lúc này khả hình mới tỉnh thần, lập tức có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói, vâng hôm nay cảm ơn Trang Tổng đã dẫn tôi chạy một vòng, tôi đi trước. Đường Khả Hinh không dám nói nữa, cẩn thận nhẹ bước, đi thoáng qua bên cạnh tưởng thiên lỗi, cổ tay bị người nắm chặt, cô sửng sốt quay đầu lại nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không nói gì, chỉ cứng rắn kéo đường Khả Hinh đi khỏi trường đua ngựa, đi tới xe ngắm cảnh. Anh, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh có chút gấp gáp nhìn anh, mới vừa muốn kéo mở tay của anh, lại bị anh cứng rắn kéo mình đi về phía trước. Cô vừa bị cứng rắn kéo đi, vừa có chút đỏ mặt lúng túng quay đầu, thấy mọi người đang mất hồn nhìn mình, cô lại nóng lòng xoay cổ tay của mình, nói, rốt cuộc anh muốn mang tôi đi đâu. Tưởng thiên lỗi chỉ nghiêm mặt, ném cả người cô vào trong xe ngắm cảnh, buộc cô ngồi xuống, mình cũng ngồi ở bên cạnh cô, căn dặn tài xế nói, lái xe. Dạ, tài xế nghe xong, lập tức chuyển động tay lái, để cho xe chạy tới một vùng đồng cỏ ở trước mặt. Bọn họ có chuyện gì vậy? Cô bé này không đơn giản a à? Lâm Sở nhai mỉm cười nói, "Tào Anh Kiệt lập tức nói, cô ấy chính là một cô bé rất đơn giản. Vô cùng đơn giản nhưng đối với rượu đỏ, có biết một chút, người cả đời này không tầm thường, không phải là vì hiểu nhiều hơn một chút so người khác sao?" Lãnh Mặc Hàn khẽ cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, "Người khác tôi cũng mặc kệ, chỉ là tổng giám đốc Trang chúng ta, hôm nay thế nào vậy? Cho tới bây giờ đều không đụng em gái trẻ tuổi, hôm nay đổi khẩu vị sao?" Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, hơi cười, quay đầu nhìn xe ngắm cảnh, hai mắt xẹt qua nghiền ngẫm. Đã gần 3 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn gay gắt, mặc dù gió rất dễ chịu nhưng trên mặt mỗi người có chút nóng bỏng rát. Đường Khả Hinh ôm hộp giữ rượu, lao nhẹ mồ hôi trên trán, có chút hoảng sợ và ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên cạnh, anh lạnh lùng, không nhìn ra một chút cảm xúc, cặp mắt nhìn xe chạy thật lâu thật lâu, sắp đến gần rừng rậm, có sân đánh gôn nhỏ, mặt hồ nước phản chiếu màu xanh lam, giống như ảo ảnh dưới ánh nắng chói trang, rốt cuộc anh chậm rãi mở miệng nói, cô đi đi. À, đường khả hình có chút mất hồn quay đầu nhìn anh một cái, kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn đồng cỏ rộng lớn, sợ hãi nói tôi. Tôi đi chỗ nào? Hai chồng mắt tưởng thiên lỗi lạnh băng, thoáng qua một chút cảm xúc không dễ dàng phát hiện, nói cô thật sự muốn ở lại khách sạn Á Châu như vậy sao? Đường khả hình quay đầu nhìn anh, không dám lên tiếng. Tưởng thiên lỗi đột nhiên đón nóng ran gió, có chút chán ghét quay đầu nhìn đường khả hình, cô gái này quá tầm thường đơn giản, lại nghiêm túc hỏi cô thật sự muốn ở lại khách sạn Á Châu như vậy sao? Đường khả hình 55 suy nghĩ một chút, đột nhiên không biết sao. Tưởng thiên lỗi đột nhiên gọi, dừng xe. Xe ngắm cảnh tạm dừng lại, tài xế ăn ý đi về phía một đầu khác, đứng thẳng. Đường khả hình càng thêm 98 ngạc nhiên nhìn tưởng thiên lỗi, nói anh. Anh, anh muốn làm gì? Tưởng Thiên lỗi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, nếu cô thật sự muốn ở lại chỗ này Enstrong bảy như vậy, bây giờ cô xuống xe, trở lại câu lạc bộ trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ để cho cô ở lại. Nếu trước khi mặt trời lặn, cô không thể trở lại, thì trực tiếp đi khỏi khách sạn Á Châu. Chương 138, bươm bướm xinh đẹp. Tại sao anh muốn đối với tôi như vậy? Đường Khả Hinh biết nơi này đã rất xa rất xa, hơn nữa bây giờ đã hơn 3 giờ trở lại câu lạc bộ căn bản là không thể. Cô căng thẳng nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên lỗi nhất thời quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt phát ra bén nhọn, nói từ bây giờ cho đến lúc hoàng hôn, tốt nhất cô suy nghĩ về bản thân mình một chút. Vừa đi, vừa đi vừa nghĩ, nếu cô không tỉnh lại, vậy cô ở lại chỗ này cũng vô dụng. Đường Khả Hinh gấp đến độ cặp mắt đầy lệ nhìn anh nói, rốt cuộc tôi phải tỉnh lại cái gì? Hôm nay tôi làm sai chuyện gì sao? Không phải tôi cố ý muốn cưỡi ngựa, là tổng giám đốc Trang muốn kéo tôi lên ngựa. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên vươn tay siết chặt cằm của cô, nhìn hai mắt cô nổi lên hơi nước, vết sẹo nơi má trái lộ ra trước mặt của mình, hai mắt anh nóng lên, tức giận nói chia sẻ một chút bí mật cho cô, như thế nào? Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên có chút lo sợ nói, tôi không muốn nghe. Cô phải nghe, Tưởng Thiên Lỗi nói. Tôi không muốn nghe, nhất định là lời làm tổn thương tôi, tôi không muốn nghe chấm ngoặc kép nước mắt đường khả hình lăn xuống tưởng thiên lỗi nhìn nước mắt cô lăn xuống ánh mắt anh lạnh lẽo cứng rắn ngẩng mặt nói ra từng chữ từng chữ đừng chen vào trong cuộc đấu giữa hai người đàn ông cô cũng chỉ là một con cờ cô ở trong tay của tôi hay ở trong tay của cậu ta cũng chết không có gì đáng tiếc chúng tôi cũng sẽ không trước mắt nhưng cô tốt nhất vẫn nên quý trọng cái mạng nhỏ của mình một chút bắt đầu từ bây giờ tôi là tổng giám đốc cô là nhân viên nếu cô muốn ở lại lấy ra bản lãnh của cô nếu cô không có bản lãnh thì cô cút cho tôi đừng tùy ý đến gần bất cứ ai sẽ không ai cứu cô nữa tôi cũng sẽ không thương hại cô nữa tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói hết lời buông cô ra nói xuống xe đường khả hinh ngồi ở trên xe ngắm cảnh ôm cái hộp giữ rượu bằng kim loại hung hăng nhìn anh đôi tay nắm chặt hộp giữ rượu tức giận nổi gân xanh ánh mắt tưởng thiên lỗi thoáng qua lạnh lẽo đường khả hinh tức giận tới mức thở hồn hền quay đầu nhìn về phía vùng rừng rậm nơi xa, núi rừng trùng điệp không dứt, cô cắn chặt răng, chậm rãi bước xuống xe. Tưởng thiên lỗi không nhìn cô nữa, lạnh lùng gọi lái xe. Tài xế nhanh chóng đi tới, nhìn đường khả hinh một cái, liền ngồi lên chỗ tài xế, ở trên đồng cỏ xanh xanh, vòng tay lái chạy về phía trước. Đường khả hinh đứng ở dưới ánh nắng chói trang, cảm giác ánh mặt trời rất nóng, chiếu vào trên mặt rất bỏng rát, cô nuốt một ngụm nước bọt, lau đi mồ hôi trên trán, nghĩ tới lời của Tưởng Thiên Lỗi mới vừa nói, bắt đầu từ bây giờ, tôi là tổng giám đốc, cô là nhân viên, nếu cô muốn ở lại, lấy ra bản lãnh của cô, nếu cô không có bản lãnh thì cô cút cho tôi. Đừng tùy ý đến gần cho dù là ai, sẽ không ai cứu cô nữa. Tôi cũng sẽ không thương hại cô nữa. Hai mắt của cô đầy lệ, lúc này nhìn đồng cỏ vô cùng rộng lớn, giống như trong trời đất chỉ còn một mình mình, không có cha, không có mẹ, không có bạn bè chỉ có bầu trời xanh thẳm cùng đồng cỏ bao la vô tận, cô đột nhiên đau thương thở dốc một hơi, rốt cuộc là bước đi hay dừng tại chỗ. Thì ra ý của tưởng thiên lỗi là nếu cô không muốn đi về phía trước thì cô đứng ở chỗ này chờ người khác cứu, sau đó cuộc đời của cô, từ nay về sau cứ chờ người khác cứu vớt mới có thể sống. Tưởng thiên lỗi, chấm ngoặc kép, đường khả hình tức giận đau lòng quay về phía vùng đồng cỏ trước mặt, cất tiếng kêu to, anh là tên khốn kiếp. Tại sao lại phải đối với xử tôi như vậy? ngay cả một chút yếu ớt cũng không cho tôi ngay cả một chút tự tôn cũng không chịu cho tôi đồ trời đánh anh là tên xấu xa đáng chết tại sao anh tàn nhẫn vô tình như vậy khả hinh ngẩng đầu lên nhìn lại đồng cỏ bao la vô tận không một tiếng đáp lại cô đột nhiên khổ sở hướng về phía đồng cỏ xa xôi cất tiếng kêu to tôi không muốn anh cứu tôi tôi không muốn mọi người cứu tôi cho dù là ai tự tôi đi trở về tự tôi đi đường khả hinh đột nhiên nặng nề cong người xuống nâng hộp giữ rượu trong tay, lau đi nước mắt trên mặt, sải bước đón ánh mặt trời, nhắm đồng cỏ minh mông bát ngát cất bước. Gió thổi bồng bình cũng mang theo khí nóng gay gắt. Hôm nay phương Nam đang trong mùa hè, lại là một ngày nắng gắt. Ánh mặt trời bốc hơi sương trên đồng cỏ, màu sắc cỏ non cũng trở nên lu mờ. Phía trước náo nhiệt so với nơi này không có chút quan hệ. Đồng cỏ xa xôi, minh mông, chỉ có một chấm đen nho nhỏ, dưới ánh mặt trời chói trang, từng bước từng bước đi về phía trước. Thời gian trải qua bao lâu, một giờ, hai giờ. sắc mặt của Khả Hinh tái nhợt, trên trán, trên mặt, cổ, toàn bộ đầy mồ hôi, đồng phục cũng ướt đẫm, hai chân bắt đầu có chút tê dại, bồng bềnh, tay cầm hộp kim loại, mệt mỏi thờ hồn hển đi về phía trước, vừa đi vừa nuốt cổ họng khô rát, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra khi mình đến khách sạn Á Châu, ánh mắt nhã tuệ thoáng qua đau lòng, trần mạn hồng nghiêm nghị trách phạt ánh mắt vô tình của tưởng thiên lỗi cô cắn chặt răng cố đè nén thân thể mệt mỏi trôi bồng bềnh hai chân đau nhức không còn hơi sức hai mắt choáng váng khó chịu nuốt cổ họng khô rát đi về phía trước bầu trời xanh thẳm phía trước sáng lên hình ảnh cha với nụ cười hiền hòa nhìn mình ngay cả có thể nhìn thấy hình ảnh mình đã từng mặc váy nhỏ màu hồng dưới sự chăm sóc của hai người giúp việc trong vườn hoa nho nhỏ ở trước cửa nhà đuổi theo con bướm xinh đẹp sau lưng người giúp việc kêu nhỏ tiểu thư không nên chạy loạn khắp nơi ngộ nhớ té ngã thì làm thế nào hình ảnh cô bé vẫn thật vui vẻ cầm trong trong gió chạy nhảy khắp nơi lúc này cha mới vừa trở về ngay lập tức ngồi xổm người xuống mở đôi tay nhanh đón con gái đáng yêu đi tới ở trên mặt con gái hôn một chút mới nói công chúa nhỏ của cha hôm nay có vui không hôm nay không vui không bắt được bươm bướm tại sao con thích bươm bướm như vậy bởi vì nó xinh đẹp a à? nhưng con biết không, trước khi bươm bướm ra khỏi kén tầm, rất xấu, rất xấu. Cô bé khả hình trợn to hai mắt nhìn cha, nói có thật không? Cha ôm con gái ngồi ở trên xích đu, hiền hòa cười nói trước khi bươm bướm ra khỏi kén tầm, nó chính là một con sâu nhỏ cuộn cuộn màu trắng, nằm yên ở trong kén, phải đợi một thời gian mới có thể phá kén, mở ra đôi cánh xinh đẹp, cho nên trên thế gian tất cả thứ tốt đẹp đều phải trải qua thời gian rèn luyện, chịu đựng thời gian thử thách mới có thể phá kén tầm, hiểu chưa? Khả Hinh nghe xong, lập tức vui vẻ cười nói, cha à, Khả Hinh đã là con bướm xinh đẹp chưa? Cha cười nói, Khả Hinh vẫn là một con sâu nhỏ cuộn cuộn màu trắng, PS55 ải chờ tới khi trưởng thành, hiểu chuyện, chín chắn, mới có thể chính thức phá kén tầm đi ra, trở thành một con bướm bướm xinh đẹp. Cái hộp kim loại trong tay rơi xuống đất. Đường Khả Hinh mệt 98 mỏi nhìn ánh mặt trời chiều dần dần sắp biến mất ở chân trời, sắc mặt của cô tái nhợt, cặp mắt rời rạc, đôi môi khô nứt nhìn nơi xa, giống như nhìn thấy hình ảnh cô bé vui vẻ hạnh phúc với nụ cười âng 27 ọt ngào ở trong vườn hoa, giống như con bươm bướm nhỏ bay tới bay lui, thật vui vẻ. Cô nhìn hình ảnh đó, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã xuống ở trên thảm cỏ, hai mắt nhắm nghiền. Chương 139, xin anh tha thứ cho tôi. Ánh trời chiều phản chiếu màu đỏ thấm. Câu lạc bộ đua ngựa. Vô số người trong hội đua ngựa, ủy ban đua ngựa, còn có quan chức chính phủ, dối rít ở bên ngoài khu vực thi đấu, nhân thời gian rảnh rỗi, đi tham quan khắp nơi, mắt thấy sắp đến giờ tranh tài, các nhân viên làm việc của câu lạc bộ càng thêm cẩn thận, nghe nói lúc hoàng hôn, thủ tướng sẽ mang theo quan chức chính phủ đến câu lạc bộ Á Châu, hai vị tổng giám đốc cùng ở lại câu lạc bộ Á Châu, cùng thủ tướng đi thăm câu lạc bộ đua ngựa, cho nên các nhân viên càng thật cẩn thận, chỉ sợ có một chút sơ suất. Thất lễ xúc phạm đến các quan chức sẽ xong đời thậm chí là lãnh đạo cấp cao của khách sạn. Giám đốc câu lạc bộ Á Châu Nhậm Thiên Tề, giám đốc khách sạn Á Châu Hoắc Minh dẫn tất cả cấp dưới thân tín nhất nhanh chóng đi theo sau lưng phó tổng giám đốc Trần Tuấn Nam, cùng nhau bước nhanh ra bên ngoài câu lạc bộ đua ngựa, kiểm tra từng trường hợp. Trần Tuấn Nam vừa ra bên ngoài trường đua, nhìn đặc cảnh đang nghiêm nghị mang súng đứng ở một bên, không cho phép người ngoài vào, anh suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi, nhân viên hỗ trợ và nhân viên điều động hỗ trợ tạm thời câu lạc bộ chúng ta đều đã tới văn phòng cảnh báo rồi sao? Đúng vậy, nhậm thiên tề lập tức tiến lên, gật đầu nói, đã đến đủ. Lần này nếu để xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể mất mặt một ngàn năm A. À. Phải cẩn thận chút, Trần Tuấn Nam xoay người đi tới câu lạc bộ, vừa đi vừa hỏi, Tổng Giám Đốc đâu? Hiện tại Tổng Giám Đốc Tưởng và Chủ tịch Hội đua ngựa cùng ăn tối ở phòng cơm Tây của câu lạc bộ đua ngựa, tổng giám đốc trang ở lầu cuối câu lạc bộ sau khi tan tiệc nghỉ ngơi một chút sẽ xuống gặp tổng giám đốc tưởng cùng đi đón tiếp thủ tướng nhậm thiên tề lập tức nói trần tuấn nam nghe xong liền gật đầu một cái nhưng có chút không yên tâm xoay người nhìn về phía giám đốc khách sạn hoác minh nói hay là tối nay chú ở lại câu lạc bộ hỗ trợ giám đốc nhập bên khách sạn tôi sẽ bố trí phó giám đốc tiếu tạm thời trực khách sạn vâng hoác minh lập tức nói bữa tiệc tối du thuyền trên biển bên khách sạn đã điều động mấy quản lý tới đây. Trần Tuấn Nam hỏi. Hoác Minh lập tức nói, bữa tiệc du thuyền trên biển tối nay do quản lý bộ phận sảnh tiệc tàu Ngọc Tinh tự mình phụ trách, phó quản lý Lưu Nhã Tuệ hỗ trợ, phòng ăn Tây do Kỳ Gia Minh phụ trách. Trần Tuấn Nam lập tức xoay người nhìn Hoác Minh hỏi, tại sao không để cho Trần Mạn Hồng phụ trách? Kể từ khi phó tổng Tào Anh Kiệt chuyển sang tập đoàn Hoàn Cầu, phòng ăn Ngự Tôn vẫn do quản lý Trần một mình phụ trách, nếu tối nay tôi điều động cô ấy tới đây, sợ rằng sẽ không giúp được bên phòng ăn. Hoác Minh lập tức nói. Trần Tuấn Nam suy nghĩ một chút, trực tiếp căn dặn nói, lập tức bảo Trần Mạn Hồng tới đây, cùng quản lý kỳ phụ trách phòng cơm Tây. Tối nay phòng ăn ngựa tôn do quản lý Lục Thúy Hiên tạm trông nom. Vâng, Hoác Minh lập tức gật đầu. Trần Tuấn Nam không nói nữa, liền đi vòng qua một rừng dừa, đi về phía câu lạc bộ đua ngựa, vừa lúc nhìn thấy tưởng thiên lỗi cùng với chủ tịch hội đua ngựa đi ra đại sảnh câu lạc bộ. Tưởng Thiên Lỗi hơi cười cùng chủ tịch bắt tay, dùng tiếng Anh nói một chút chuyện liên quan đến các hạng mục quan trọng của cuộc đua, cả hai bên đạt được đồng thuận, cùng gật đầu chào tạm biệt. Trần Tuấn Nam mỉm cười dẫn lãnh đạo cấp cao đi lên trước, cùng gật đầu chào hỏi vị khách kia. Tưởng Thiên Lỗi cùng đi, xoay người nhanh chóng hỏi, tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Trần Tuấn Nam đi theo ở sau lưng Tưởng Thiên Lỗi nói, tất cả đều chuẩn bị xong. Toàn bộ nhân viên hỗ trợ khách sạn chúng ta đã đến phòng cảnh báo. Bữa tiệc tối du thuyền trên biển, quản lý các bộ phận đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ hỗ trợ đặc cảnh, cứ 15 phút báo cáo tình hình một lần, nhân viên làm việc trong khu vực kiểm dịch 35 km vuông, gia tăng thời gian tuần tra, cứ 2 giờ đổi một tổ nhân viên. Về phần nghỉ ngơi, người của hội đua ngựa ở phòng VIP, chủ tịch ở biệt thự sang trọng, tuyển thủ đua ngựa vào ở trong làng Olympic quốc gia, một số ký giả truyền thông quốc tế đã vào ở khách sạn Á Châu chúng ta, từ Trạch Minh tương đối có kinh nghiệm tận lực bố trí chỗ ở cho ký giả và người của hội đua ngựa, cách xa hai khu. Không để cho ký giả dễ dàng quấy rầy người của hội đua ngựa để phòng ngừa người có ý xấu, đăng tin không thật. Tưởng thiên lỗi hơi suy nghĩ một chút, liền hài lòng gật đầu, đi tới câu lạc bộ. Trần Tuấn Nam nhìn anh đi vào, liền nói với các quản lý ở phía sau lưng, hôm nay mọi người đều khổ cực, nghỉ ngơi trước một lúc, chuẩn bị yến hội buổi tối. Chúng quản lý lập tức gật đầu, lui xuống. Trần Tuấn Nam đi theo sau lưng tưởng thiên lỗi cùng anh đi lên quầy ba lầu 2, thấy anh trực tiếp ra ban công quầy ba, đón ánh chiều tà, ngồi ở trên ghế salon hình bầu dục, gọi một ly whisky. Trần Tuấn Nam ngồi đối diện tưởng thiên lỗi, nhìn tổng giám đốc như có tâm sự, mỉm cười nói anh không cần đi về nghỉ một chút sao. Tối nay còn có nhiều chuyện bận rộn đấy. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, chỉ nghiêng mặt nhìn đồng cỏ minh mông bát ngát phía trước mặt, ánh nắng chiều chiếu xuống giống như một tấm thảm màu vàng. Trần Tuấn Nam tò mò nhìn về phía đồng cỏ mênh mông, liền mỉm cười nói thế nào. Anh còn cảm thấy vùng đất bát ngát ở trước mặt không thuộc về anh sao? Tưởng thiên lỗi khẽ trước mắt, im lặng không lên tiếng nhìn về phía đồng cỏ. Đông Anh cẩn thận đem ly whisky khẽ đặt ở trên mặt bàn, mới nói, lúc này như mặt tiểu thư gọi điện thoại tới đây, nói tối nay sẽ tham gia bữa tiệc. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi không biểu hiện gì, nâng lên ly whisky, hớp một ngụm nhỏ, Trần Tuấn Nam có chút đoán được tâm sự của anh, ngập 42 nanogram đầu nhìn Đông Anh. Đông Anh cũng nhìn về phía anh, bất đắc dĩ cười một tiếng, lần trước Tổng Giám Đốc và như mà tiểu thư gây gổ, chừng mấy ngày rồi bọn họ không có gặp mặt, thậm chí Tổng Giám Đốc 19 từ chối nghe điện thoại của như mà tiểu thư, giống như thật muốn cắt đứt tất cả, mà Tổng Giám Đốc nán lại ở trong phòng Tổng thống của tiểu thư tử hiền càng nhiều hơn, giống như cảm tình của hai ngư 73 ơi có đã tiến triển, nhưng cuối cùng là như thế này. Tổng giám đốc vẫn không vui vẻ, không giống trước kia, ở bên cạnh như mặt tiểu thư, luôn có thể nhìn thấy anh dịu dàng thỏa mãn mỉm cười. Chương 139, xin anh tha thứ cho tôi hai. Mọi người có ai nhìn thấy Đường Khả Hinh không? Quản lý quầy 3 tầng Hà có chút ngạc nhiên tóm lấy một nhân viên, đang chuẩn bị gọi nhân viên điều động đến phòng ăn dùng cơm, hôm nay cô bận rộn cả ngày không nhìn thấy Khả Hinh, cô đã đi tìm gần một giờ, bắt đầu có chút bận tâm trở lại quầy ba hỏi nhân viên làm việc tưởng thiên lỗi hơi nghiêng mặt hai mắt phát ra tia lạnh lùng không có a à, xế chiều hôm nay đường khả hình kêu một ly hỏa liệt điều vẫn chưa thấy trở về đúng không người pha rượu hỏi phụ tá đúng vậy tần hà cầm cổ tay của nhân viên đó cho anh ta xem hình khả hình nói sau khi đưa rượu cho khách có còn thấy cô ấy hay không không có tất cả nhân viên trong quầy ba cũng rối rít lắc đầu cô ấy đã đi đâu Tần Hà bắt đầu lo lắng hỏi, "Không phải là lười biếng chứ?" "Không thể nào." Tần Hà gần như khẳng định nói, ánh mắt cô bé kia rất bình tĩnh và hiểu chuyện, không giống người lười biếng, "Huống chi, ra khỏi cửa này, phải tiếp nhận kiểm tra, cô ấy muốn đi còn phải được tôi cho phép." "Vậy, nếu không, đi thông báo cho bảo vệ tìm xem một chút." Người pha rượu cũng có chút lo lắng nói, "Cô ấy từ khách sạn bên kia tới, chưa quen thuộc nơi đây, hơn nữa đồng cỏ lại lớn." sẽ không đi tới đi lui rồi lạc đường chứ." Tần Hà càng nghĩ càng lo lắng, người này là Trần Mạn Hồng đặc biệt căn dặn phải chăm sóc, cô lập tức cầm bộ đàm, vừa đi xuống cầu thang, vừa thông báo cho bảo vệ đi tìm người. Hai mắt Tưởng Thiên lỗi hơi xoay tròn, lạnh lùng nhìn về phía đồng cỏ xanh biếc. Một trận gió mang theo hơi lạnh trời chiều nhẹ nhàng phất phơ thổi đến. Trên đồng cỏ minh mông, thoáng chốc tối sầm, màu sắc có chút tịch mịch ghé vào trên mặt cỏ như tấm thảm màu vàng. Mặt trời chiều dường như không muốn lặn, vẫn phát ra ánh sáng đỏ rực, quét qua đồng cỏ xanh xanh, quét qua má phải tái nhợt của cô. Cô, giống như ngủ thật say rồi, mặt dính vào trên đồng cỏ mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài bao trùm mí mắt dưới, cũng không nhúc nhích, một trận gió nhẹ thổi qua, phất lên sợi tóc ướt đẫm trên trán cô cũng đã rất khô, có chút đau thương mơ hồ rũ xuống cánh mũi, hai tay của cô nắm chặt một bụi cỏ, đột nhiên khẽ nhúc nhích, mí mắt cũng hơi run rẩy, chậm rãi chậm rãi, rốt cuộc cô mềm nhũn không còn hơi sức, tái nhợt mở hai mắt, trước mắt lộ ra ngọn cỏ màu xanh nhạt, lờ mờ nhìn đồng cỏ minh mông bát ngát phía trước, mặt trời chiều sắp sửa xuống núi, ánh mắt cô thoáng qua vội vàng, mặc dù cả người đau đớn, theo bản năng cô nắm chặt cỏ non trên đất, thở dốc một hơi, đôi tay run rẩy chống mặt đất, khẽ cắn răng, ngồi dậy, đứng ở trong trời đất, gian nan nuốt cổ họng khô rát, nhìn về phía trước, câu lạc bộ đang ở trước mắt. Hai mắt của cô đầy lệ, đón gió nhìn tòa nhà bắt đầu mệt mỏi ngờ vực nghẹn ngào gọi cha con ở lại chỗ này đúng hay sai cha hy vọng con ở lại chỗ này sao nóc tòa nhà màu vàng đang ở trước mắt khả hinh đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện sau khi mình đi tới khách sạn á châu khổ sở khó chịu hướng về phía đồng cỏ đón gió sâu kín nói có phải con không nên quan tâm chịu đựng bao nhiêu khổ sở bao nhiêu sai lầm để ở lại chỗ này nhưng con mệt quá con thật sự rất mệt mỏi khuôn mặt hiền hòa của cha lại hiện ra bên kia bầu trời, xe tù chạy về phía trước, ánh mắt tuyệt vọng của cha lộ ra rất nhiều mong đợi và lo lắng. Ánh mắt kia, đến nay khả hình không có cách nào quên được. Đôi mắt đầy lệ của khả hình chợt lóe lên, một chút kiên định từ trong đáy lòng sinh ra, cô không nghĩ quá nhiều, cắn chặt răng, cúi người xuống nhắc hộp rượu nhỏ, nuốt cổ họng khô rát, cô nén thân thể đau đớn mềm nhún, di chuyển bước chân, đạp mặt cỏ xanh xanh, dọc theo ánh nắng chiều, từng bước từng bước đi về phía trước. Trời chiều kéo bóng dáng cô thật dài. Vô cùng tịch mịch, vô cùng cô đơn, vô cùng đau thương. Quầy ba. Tần Hà khẩn cấp chạy lên quần ba, nhìn đồng nghiệp hỏi, đường khả hình đã về chưa? Không có, mọi người cùng nhau trả lời. Đông Anh quay đầu sang nhìn quản lý quầy ba căng thẳng gấp gáp tìm người, cô cũng có chút lo lắng xoay người nhìn về phía tưởng thiên lối, nói tổng giám đốc. Hôm nay không phải anh và khả hình đi khỏi sao? anh có tin tức của cô ấy không? Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa, cảm giác phong cảnh trước mặt sắp biến mất theo ánh hoàng hôn và chìm vào trong bóng đêm, hai mắt anh hơi xoay tròn, mới vừa nghĩ muốn nói cho đông anh biết khả hình ở đâu thì lại thấy nơi xa có một bóng đen nhàn nhạt, nhạt, mệt mỏi tiến về phía bên này, anh chớp mắt, nhìn bóng dáng nho nhỏ nơi phương xa vẫn đang lung lay sách theo hộp giữ rượu mệt mỏi bước về phía này, vừa đi thân thể vừa không ngừng lung lay. Suốt cuộc vẻ mặt tưởng thiên lỗi dịu lại, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ đó. Hả, có một nhân viên quầy ba, đứng ở bên ban công dọn dẹp bàn, đột nhiên nhìn về phía đồng cỏ nơi xa, sợ hãi kêu có phải quản lý tìm nhân viên đó hay không. Tần Hà nghe vậy lập tức chạy đến bên cạnh ban công, thấy Khả Hinh đang mệt mỏi sách theo cái hộp nhỏ, trong tranh lắc lư đứng ở trong đồng cỏ phía trước, đi tới câu lạc bộ, thân thể kia giống như chạm một cái sẽ ngã, cô kêu một tiếng ôi chao nói con bé này không phải lạc đường chứ mau tìm mấy người tới đỡ cô ấy mấy nam đồng nghiệp quầy ba cùng tần hà chạy ra ngoài câu lạc bộ khi bọn họ đi ra đại sảnh thì đã thấy khả hình thần sắc tái nhợt cả khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt rời rạc vô thần cả người đổ mồ hôi ôm hộp rượu đứng ở dưới một cây dừa nhìn bọn người tần hà chạy tới cô thở dốc một hơi cả người gần như mắt hoa nhìn bọn họ suy yếu nói thật thật xin lỗi tôi Tôi về trễ, thật xin lỗi. Nhanh, nhanh, mau đỡ cô ấy. Tần Hà lập tức bảo nhân viên pha rượu đi lên trước, bế lên thân thể mệt mỏi của Khả Hinh, đi lên quầy ba. Đông Anh nhìn đám người Tần Hà vội vàng ôm Tần Khả Hinh lên lầu, cô cũng lập tức đi tới, quan tâm hỏi tình hình của Khả Hinh ra sao. Tần Hà đưa Khả Hinh vào trong phòng nghỉ ngơi, hơi có chút ngạc nhiên nhìn Đông Anh nói, đoán chừng là lạc đường cho nên đi về hơi mệt mỏi, chúng tôi nói đưa cô ấy đến phòng cứu thương nhưng cô ấy không chịu nên phải trở lại, nói nhất định phải trở lại. Tưởng thiên lỗi im lặng nghiêng mặt nghe những lời này, đột nhiên đứng dậy, hơi sửa sang lại âu phục, lắc mình muốn đi qua bên cạnh khả hình, đi xuống lầu, nhưng cổ tay bị một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, anh ngừng lại, nghiêng mặt nhìn đường khả hình tựa vào trong ngực người pha rượu, sắc mặt tái nhợt, đầy mồ hôi, mệt mỏi, hai tròng mắt tán loạn, nhìn mình. Anh nhàn nhạt, nhạt nhìn cô một cái, Mọi người có chút căng thẳng nhìn bọn họ. Khả Hinh cũng không chú ý đến ánh mắt của người khác, cặp mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên định nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi, sâu kín nói tôi. Tôi, tôi tỉnh lại rồi, tôi sai rồi. Cô sai ở chỗ nào? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, hai mắt hơi thoáng qua một chút ánh sáng, chậm rãi hỏi. Đường Khả Hinh thở hổn hển, suy yếu nói tôi là nhân viên khách sạn, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng phải giữ vững vị trí công việc. Cho dù là ai yêu cầu tôi làm chuyện gì ngoài công việc, tôi đều không thể đồng ý, không thể lấy bất kỳ lý do gì tùy ý chấp nhận yêu cầu vô lý của người khác. Sau này cho dù làm bất cứ chuyện gì, phải lấy danh dự khách sạn làm trọng, tuyệt bốn người hai đối không hủy hoại hình ảnh khách sạn. Bởi vì hình ảnh khách sạn là thành quả do tôi cùng tất cả đồng nghiệp nỗ lực xây dựng, tôi không thể dễ dàng để cho những cố gắng của bọn họ bị hủy trong chốc L-19A. Tất cả đồng nghiệp quầy 3 đột nhiên chầm chầm nhìn khả hinh. Ánh mắt Đông Anh cũng sáng lên nhìn cô. Rốt cuộc sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cũng dịu lại, hai mắt thoáng qua tán thưởng Ns73 nhìn cô. "Tôi thật sự lỗi, xin anh tha thứ cho tôi." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nắm chặt cổ tay Tưởng Thiên Lỗi, cặp mắt không còn hơi sức mang theo một tia van xin nhìn anh. Chương 140, một chút quá khứ của Tô Thủy Kỳ. Tưởng Thiên Lỗi nghe giọng nói van xin kia, con người quyến rũ khẽ chấp, vươn tay gõ nhẹ trên cô chán chậm rãi nói, nếu cô có lòng hối cải, có còn nhớ gì không? Đường khả hình nghe lời này, sâu kín buông lỏng ra cổ tay của anh, lòng bàn tay nhỏ bé của mình dơ về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi hơi cúi đầu nhìn này lòng bàn tay hồng hồng nhỏ bé, ánh mắt chợt lóe. Đường khả hình nhìn về phía tưởng thiên lỗi, ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng, nói anh đưa. Điện thoại di động, cho tôi. Suốt cuộc tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt nhìn cô, nhìn sự kiên định trong ánh mắt cô, do so dự một lát, từ trong túi âu phục của mình móc ra điện thoại di động màu đen mới tinh, đưa tới trong tay Đường Khả Hinh. Cặp mắt Đường Khả Hinh có chút kích động đỏ bừng, nắm chặt điện thoại, nói tôi phải giữ nó mấy ngày. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô mệt mỏi như vậy, liền lạnh nhạt nói cho đến khi cô thực sự trở thành một thành viên khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động của anh chậm rãi để xuống nơi ngực, cầm thật chặt, thật chặt. Tưởng Thiên lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, liền im lặng xoay người đi khỏi. Vừa đi xuống bậc thang, vừa căn dặn mời một bác sĩ nhanh tới xem cho cô ấy. Vâng, Đông Anh gật đầu, nhìn Khả Hinh một cái, ngay lập tức nhanh chóng đi theo, tách ra đi tìm bác sĩ. Lúc này, Tần Hà cùng nhân viên quầy ba còn lo lắng. Bây giờ nhìn thấy tổng giám đốc đã đi, cũng không kịp suy nghĩ đến quan hệ giữa Khả Hinh và tổng giám đốc mà nhanh chóng đưa Khả Hinh đi vào phòng nghỉ ngơi lúc này hai mắt khả hình dưng dưng tay ôm chặt điện thoại, nhớ tới khi còn bé cha mỉm cười nói với mình, nghề khách sạn không giống với bất kỳ một ngành nghề nào, một người phục vụ chuyên nghiệp, đối đãi với khách phải thỏa hiệp ngay từ đầu. Cô nhớ tới lời của cha, mím chặt môi, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng thiên lỗi xài bước đi ra câu lạc bộ, chuẩn bị đi ra ngoài trường đua ngựa, anh vừa đi ra phía trước, vừa chậm rãi nói, có lời cứ nói. Từ đầu đến giờ, Trần Tuấn Nam cũng không có lên tiếng, Nghe Tưởng Thiên Lỗi nói như vậy, liền mỉm cười nói, thật khó được a, à, anh có thể để ý cô bé này như vậy. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói, tôi chỉ nợ cô ấy một đoạn đường mà thôi. "Hả?" Trần Tuấn Nam ngạc nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cười nói, anh có ý gì? Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, đi qua đám người náo nhiệt, lúc câu lạc bộ sáng lên ánh đèn rực rỡ đã đi khỏi câu lạc bộ đua ngựa. Anh đưa điện thoại di động cho Khả Hinh, đến lúc Như mà tiểu thư tìm anh, làm thế nào Trần Tuấn Nam. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, lại tiếp tục đi về phía trước. Trong một khuôn viên tĩnh mịch, lầu 1, ánh đèn đuốc sáng rực, vô số đặc cảnh canh gác tầng tầng, thỉnh thoảng máy bay trực thăng ở trên cao lượn quanh. Lầu 2, phòng ngủ hơn 300 m vuông thiết kế theo phong cách châu Âu, thảm lụa màu vàng nhạt, ghế salon màu trắng sữa, cửa sổ dài sát đất cao 3 m qua cái hở thấp thoáng bầu trời đêm, sau lưng là chiếc giường nệm màu vàng nhạt cực lớn bố trí dưới ngọn đèn chùm pha lê trên trần nhà chính giữa ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trên giường nệm bằng phẳng rộng rãi bày ra các loại váy thật đẹp còn có một điện thoại di động màu trắng lúc này gọi có rất nhiều rất nhiều cuộc cũng không có người nghe cho nên cô không tiếp tục gọi nữa phòng thay quần áo truyền đến tiếng thay đồ cực nhanh suốt cuộc bức rèm tự động khẽ mở ra tối nay như mạt không mặc đồ dạ hội màu trắng thanh lịch tinh khiết đổi lại mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu vàng óng, vòng eo mảnh khảnh thắt một đóa hoa vàng cực lớn, chân váy dài kết hợp với từng viên chân châu thật nhỏ màu vàng, mang giày đính viên kim cương màu trắng, khi đi tới phía trước, chuỗi ngọc nơi chân váy va chạm vào nhau rất vui tai, vô cùng bắt mắt. Cô rất hài lòng đứng trước kính toàn thân, đồng đưa thân thể thanh tao lịch sự, cảm giác tối nay mình sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Như mặt nở nụ cười ôn nhu động lòng người, giống như từ trong kính toàn thân, thấy có một người đàn ông cao lớn trí tuệ, mặc áo sơ mi trắng, từ phía sau lưng khẽ ôm mình, cúi đầu hôn nhẹ, mặt của cô ửng đỏ, cúi đầu khẽ nở nụ cười, giống như cảm nhận tưởng thiên lỗi thật sự ở hôn trên môi mình. Cô không suy nghĩ nữa, mà là đi tới trước gương trang điểm, cầm lên cây châm cái tóc bằng vàng dòng đính viên ruby đỏ, cuốn lại mái tóc dài hôm nay tiệm salon làm tóc cho mình, nhẹ nới lỏng búi tóc, cắm cây châm vào giữa mái tóc xoăn. Lé ra ánh sáng rực rỡ cô thật sự hài lòng tạo hình ngày hôm nay, cầm lên túi sách nhỏ san en màu vàng, bỏ vào điện thoại di động và son môi. Của mình, mới xoay người đi ra phòng ngủ, đi qua hành lang theo phong cách châu Âu, đôi tay nhẹ kéo chiếc váy dài, đi xuống cầu thang xoắn ốc, vừa đi vừa nghe tiếng của chồng cùng quan chức chính phủ vẫn còn đang bàn công việc. Hai mắt của cô khẽ xốc sách, nhẹ kéo váy dài, tiếp tục đi xuống lầu. Tần Vĩ Nghiệp vẫn như thường ngày, mặc âu phục màu đen, đang cùng một quan chức bàn công sự, nghe quản gia nói thiếu phu nhân xuống lầu, anh đóng lại công văn, ngẩng đầu lên nhìn thấy tối nay vợ mình rất xinh đẹp động lòng người, trên mặt của anh hiện lên nụ cười vui vẻ nói, vợ của anh hôm nay rất đẹp. Như mặt dịu dàng mỉm cười, đi xuống cầu thang, đưa tay đặt nhẹ trong ngực chồng, dịu dàng nói, lúc nào lên đường. Bây giờ, Tần Vĩ Nghiệp cười nói, mới vừa nhận được tin tức, nói tối nay cậu chủ tô tham gia tiệc tối, cho nên chúng ta phái thêm một số người. Như mặt nghe vậy, Liên nhìn Tần Vĩ Nghiệp có chút ngạc nhiên nói, anh nói là "Cậu chủ Tô là cháu trai của thủ tướng vẫn không chấp nhận lộ diện trước mặt truyền thông, xác định sẽ tham dự tiệc tối." "Không phải anh ấy luôn không tham gia vào những hoạt này động sao?" "Cậu chủ Tô luôn làm việc rất kỳ lạ." Chấm ngoặc kép, Tần Vĩ Nghiệp cũng không có nói nhiều, chỉ đỡ vợ đi ra cửa chính nhà họ Tần, nói cha mẹ đi du du lịch vòng quanh thế giới vẫn chưa về, cho nên công việc của công ty anh cũng phải phụ trách. Hai người cùng nhau mỉm cười lên xe chiếc xe chuyên dụng của chính phủ chậm rãi chạy tới trước. đang lúc bọn họ đi tới đường lớn thì tài xế chậm rãi dừng lại, nói với tần vĩ nghiệp thị trường, thủ tướng đang ở phía sau, phía trước có đèn báo hiệu, chúng ta tạm thời nhường đường. ừ, tần vĩ nghiệp mỉm cười đáp. như mặt rất ít nhìn thấy cậu chủ tô liền tò mò nghiêng người tới trước, thấy rất nhiều xe đặc cảnh chạy phía trước, rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe màu đen của thủ tướng, cắm cây cờ nhỏ, chạy tới phía trước, xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu đen thấy bên trái cửa sổ xe một người đàn ông nho nhã, mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương nhạt, khuôn mặt trí tuệ sinh động, thậm chí hai tròng mắt thâm thúy khẽ chấp cũng hết sức dịu dàng. Cô có chút sướng sở nói, không nghĩ tới, cậu chủ tô lại là một nhân vật như vậy. Sau khi xe thủ tướng chậm rãi chạy qua, xe thị trường cũng chậm rãi tới đi phía trước. Tần Vĩ Nghiệp cẩn thận giải thích nói, vào mấy năm trước, cậu chủ tô tranh cãi với thủ tướng, có gần 3 năm không trở về nhà, thậm chí không liên lạc với người nhà, quan hệ của anh ấy và thủ tướng cũng mới có chút hóa giải vào đầu năm nay như mạt ngạc nhiên nói vì chuyện gì vậy thủ tướng là người khoan dung hòa nhã với người ngoài tô lão và phu nhân cùng tô tiểu thư đều là người vô cùng có tố chất giáo dưỡng làm sao gia đình xảy ra tranh cãi như vậy tần vĩ nghiệp mỉm cười nói có lẽ em không biết thân phận trước kia của cậu chủ tôi nhỉ hả như mạt ngạc nhiên nhìn chồng hỏi không phải anh ấy mở tiệm tạo mẫu sao anh ấy đã từng là một bác sĩ thần kinh giỏi nhất nước, sau này bởi vì một cô gái nhỏ, đổi sở trường dùng dao mổ, trở thành bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng nhất, bởi vì chuyện này, thủ tướng nổi giận, phải biết thủ tướng kỳ vọng rất lớn đối với cậu chủ Tô nhưng không nghĩ tới cậu chủ Tô có tư chất thông tuệ lại vì một cô gái có dáng dấp hết sức xấu xí, buông tha tiền đồ thật tốt, cho nên dùng biện pháp chế tài kinh tế đối với cậu chủ Tô, thậm chí dùng tất cả quan hệ, buộc anh ấy ở trong giới chỉnh hình không có đường đi. Muốn để cho anh ấy thỏa hiệp không ngờ vào lúc này, lại xảy ra một chuyện khác. Tần Vĩ Nghiệp im lặng một lúc, như mặt yên lặng nhìn Tần Vĩ Nghiệp. Cậu chủ tô vì cô gái kia buông tha tất cả, sau khi giúp cô ta chỉnh hình xong, cô gái kia lại biến mất. Đây là một chuyện hết sức kỳ lạ, nghe nói là đã chết hay bỏ đi gì đó, dù sao chuyện này, đến nay vẫn là một bí ẩn. Hơn nữa cậu chủ tô bị đả kích rất lớn, suốt một năm anh ấy tự giam mình, cũng vì nguyên nhân này, thủ tướng vì quan tâm cháu trai, cho nên nối lại quan hệ với cháu trai một lần nữa, đồng thời khích lệ anh ấy cầm dao giải phẫu, nhưng anh vẫn buông tha tất cả, mở tiệm tạo mẫu, bởi vì có quan hệ với thủ tướng, cũng bởi vì anh ấy kinh doanh hết sức thông minh, không nghĩ tới tiệm tạo mẫu làm ăn thành công vang dội. Thậm chí có hơn 30 chi nhánh trong cả nước, ở Paris và Myanmar, Tokyo Nhật Bản và những nơi khác đều có chi nhánh của mình, nhưng cho dù thế nào, đã từng là một thiên sứ áo trắng lại đi kinh doanh, là người suy nghĩ cho quốc gia. Thủ tướng hy vọng cháu trai có cống hiến cho giới y học, luôn là một chuyện đáng tiếc. Tần Vĩ Nghiệp giải thích rõ ràng. Như mặt nghe xong, cũng hiểu, liền dịu dàng nói, trên đời này, có cha mẹ nào đấu thắng con cái. Một thiên tài trời sinh như cậu chủ tô có thể vì một cô gái nhỏ buông tha sự nghiệp cả đời cũng thật tình thâm nghĩa trọng. Chuyện phụ nữ suy nghĩ luôn theo cảm tính, không nhìn thấy xa. Tần Vĩ Nghiệp không tán thành, cười cười nói, cho nên đàn ông mới có thể làm chuyện lớn. Như Mạt nhìn chồng một cái, cũng không có đáp lại, chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhớ lại những năm trước, mình mới tròn 18 tuổi, mặc váy dài lông cừu trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp, ở trong buổi lễ trưởng thành được tổ chức long trọng tại nhà họ Tần, vây xung quanh mình đều là công tử, cậu ấm nổi tiếng trong chính giới, cô ngượng ngùng nâng chén, cùng mỗi người cùng ly, thậm chí cùng bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng chờ đến khi cô vừa muốn trở về phòng thì một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt tay của mình cô kêu lên một tiếng xoay người đã nhìn thấy thiên lỗi cúi đầu nhìn mình ngang ngược nói anh chuẩn bị tiếp nhận công ty anh sẽ là người thành công nhất trên đời này tương lai sau khi anh tiếp nhận tập đoàn hoàn cầu anh sẽ cưới em không cho phép em nói chuyện cùng đàn ông khác cũng không cho nhìn bọn họ cười lúc ấy cô ngây ngốc nhìn anh đây là món quà sinh nhật anh tặng cho em trong tương lai chờ anh chờ anh tiếp nhận hoàn cầu tưởng thiên lỗi nói xong hôn thật sâu trên môi của mình con này có chồng mà ngày đêm mơ tưởng đến trai không an phận, đã vậy còn ác như thú, ghét. Audio điện tử võ tấn bền chương 141, Sư tử cái, Sư tử đực Câu lạc bộ Á Châu Phòng vip xa hoa Trong phòng ngủ sang trọng rực rỡ truyền đến tiếng động nhỏ, Đông Anh đứng trên mặt thảm đỏ thấm, yên lặng chờ đợi. Suốt cuộc, tưởng thiên lỗi mặc quần tây thẳng màu đen, áo sơ mi trắng, vẻ mặt trầm lặng đi ra phòng thay quần áo, đứng trước kính toàn thân, nâng tay trái cải khuy tay áo sơ mi. Đông Anh lập tức đi tới giường ngủ, nhắc Âu phục màu đen, đưa đến trước mặt của tưởng thiên lỗi, nhìn anh đã cài xong khuy áo tay phải, liền giúp anh mặc vào Âu phục, lại mở ra một hộp nhung màu tím đậm trên giường trước kính, lấy ra một đóa hoa cải áo màu đỏ, cẩn thận cài vào trước cổ áo bên trái của tưởng thiên lỗi, bình thường nếu không phải là hội nghị quan trọng, anh cũng không thích mang cải áo. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía kính toàn thân, tự mình chỉnh sửa âu phục một chút, cài lại hai cúc áo ở giữa bụng, mới hỏi mấy giờ rồi. 7 giờ 10 phút, xe của thủ tướng, hẹn 7 giờ 40 phút đến, trước đi thăm câu lạc bộ đua ngựa, sau đó mới đến du thuyền trên biển, chuẩn bị tham gia bữa tiệc tối nho nhỏ với vua ngựa. Thật ra hôm nay dụng ý của ngài ấy không chỉ như thế, nghe nói tô tiểu thư vì muốn giới thiệu thiên kim của lưu đồng cho cậu chủ tô quen biết, cho nên mặc dù bận rộn nhưng thủ tướng dành thời gian tham gia bữa tiệc thật sự là rất dụng tâm đông anh đứng sau lưng tưởng thiên lỗi vươn tay quét nhẹ xuống xác định âu phục kẻ thẳng thớm chỉnh tề tưởng thiên lỗi không khỏi nghĩ tới chuyện của tô thụy kỳ và khả hinh hơi trầm ngâm đông anh phát hiện tưởng thiên lỗi có chút không đúng liền hỏi tổng giám đốc anh có băn khoăn gì sao tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng chỉ xoay người đi ra ngoài đông anh nhìn theo bóng lưng của anh một cái cũng đi ra ngoài. Ở ngoài cửa phòng VIP, chờ mười mấy người thư ký và Nhậm Thiên Tề đang chờ đợi, Tưởng Thiên Lỗi vừa đi tới hành lang thật dài, vừa hỏi tổng giám đốc Trang đâu? Sẽ đi ra ngay, Nhậm Thiên Tề lập tức nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi vào thang máy, nhìn cửa dần dần đóng lại, anh nhớ tới đã từng ở trong một buổi tiệc sinh nhật cũng náo nhiệt như thế, tận mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, vui vẻ đeo sợi dây chuyền kim cương cho Như Mạt sau đó hôn lên trán của cô anh chớp mắt lạnh lùng không nói gì gió biển ào ạt thổi bay về phía tầng chót câu lạc bộ ngoài ban công hình bầu dục cực lớn ánh đèn màu xanh dương tỏa sáng trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng quần tây màu trắng ngồi ở trên ghế nhỏ màu trắng tay nâng một ly rượu đỏ hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn về phía mặt biển im lặng không lên tiếng bên trong cửa có tiếng động thái hiền cùng tiêu đồng nhẹ nhàng đi vào nhìn trang hạo nhiên yên lặng tao nhã ngồi ở đó ngón tay nhẹ tiếp xúc chân ly bọn họ mỉm cười tiến lên nói thủ tướng sắp đến tại sao anh còn ngồi ở đây chuẩn bị đi xuống trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng nhìn mặt biển cuộn trào mãnh liệt trong bóng đêm đột nhiên hai mắt lộ ra ánh sáng sinh động đón gió biển thong thả nói hai người ngửi thấy chưa hả bọn thái hiền không hiểu nhìn anh trên mặt trang hạo nhiên hiện lên nụ cười giống như đang hưởng thụ cơn gió ngọt ngào mát mẻ nói, hai người ngửi thấy chưa? Sự kết hợp của rượu đỏ và gió biển, nghe được mùi vị gì vậy? Thái Hiền và Tiêu Đồng tò mò đi lên trước, đứng ở gần rượu đỏ, hít mạnh một hơi, Thái Hiền rất vui mừng nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tôi ngửi thấy. Trang Hạo Nhiên hết sức vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn Thái Hiền. Thái Hiền nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, đó là mùi trao. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, nhìn anh. Tiêu Đồng không nhịn được cúi đầu nở nụ cười uổng cho tôi vất vả vun bồi cho cậu trở thành như vậy, thật là nghiệp chướng. Trang Hạo Nhiên thật sự tức giận đứng lên đi vào phòng ngủ, cầm lên tay trang màu trắng rất tức giận mặc vào. Tiêu Đồng nhịn cười đi đến bên giường, cầm lấy một cái hộp nhỏ màu trắng, mở ra nhìn tấm vải lụa mỏng màu trắng thắt thành cái áo hình con bướm trắng, muốn cài lên cho Trang Hạo Nhiên. Anh lập tức đoạt lấy bươm bướm trong tay Tiêu Đồng, hung hăng lườm cô một cái, tự mình cài lên vạt áo, nói các người đều đi xa tôi một chút người ta bày ra vẻ mặt đẹp trai như vậy lại nói mùi trao hiếm khi cho các người đi ra ngoài lại nói lời ghê tởm tôi chưa nói gì cả mà tiêu đồng nhịn không được bật cười đó là mùi trao mà thái hiền không phục nói trang hạo nhiên xoay mặt sang hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh ta một cái mới xoay người đi ra khỏi phòng viết xa hoa lại nhìn thấy một đống vệ sĩ đang đợi mình anh lại bị giật mình Vừa nhìn thấy bọn họ liền buồn bực nói, không phải bảo mọi người không có việc gì không cần canh giữ ở cửa sao? Lúc nào cũng như vậy, vừa mở cửa lại bị hù chết. Tôi có quan trọng như vậy sao? Cũng không phải ngày nào đều đóng phim trinh thám, ở đâu tới nhiều người xấu chứ? Thật là. Bọn vệ sĩ lập tức cúi đầu. Anh im lặng sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi, tổng giám đốc tưởng vĩ đại đâu? Tưởng tổng đã tại đại sảnh câu lạc bộ rồi. Thái Hiền nói trang hạo nhiên nghe vậy lại không vui đi vào thang máy nói lúc nào cũng chịu khó như vậy làm cho tôi muốn lười biếng cũng không được cho nên tôi không muốn trở về nước bây giờ là một núi hai hổ đấy tiêu đồng bấm thang máy mỉm cười nói tôi không thích con hổ tôi thích sư tử lúc sư tử không nhúc nhích cũng rất tao nhã trên mặt trang hạo nhiên lộ ra nụ cười nói thái hiền lại không nhịn được cúi đầu cười cậu cười cái gì trang hạo nhiên nhìn thái hiền tức giận hỏi anh không biết sao thái hiền lại không nhịn được tổn hại anh bình thường sư tử cái mới đi ra ngoài săn mồi cho nên đàn ông thích sư tử thì tương lai sẽ sợ lão hổ cậu chấm ngoặc kép trang hạo nhiên chỉ vào thái hiền tức giận đến nói không ra lời phúc tiêu đồng không nhịn được bật cười cậu cút về anh quốc cho tôi cút ngay tôi cắt một năm tiền lương của cậu tôi để cho cậu không có tiền lấy vợ trang hạo nhiên vừa mắng xong cửa thang máy mở ra bọn lâm sở nhai. Tào Anh Kiệt bốn người đã đứng ở đại sảnh chờ đợi, anh lạnh lùng không lên tiếng đi ra thang máy, đi tới cửa chính. Anh ấy làm sao vậy? Lãnh Mặc Hàn mặc Âu phục màu đen, bên trong kết hợp áo sơ mi màu đen, quanh người lộ ra lạnh nhạt, không thích nói nhiều, sau khi dùng máy vi tính hack vào quốc hội Mỹ, chỉnh sửa mật mã giao cho người ta, về sau lại bị Trang Hạo Nhiên tóm được, đầu hàng làm cấp dưới đắc lực nhất. Tiêu Đồng không nhịn được cười nói, mới vừa rồi Thái Hiền nói anh ấy sợ vợ nên anh ấy tức giận. Lâm Sở nhai mặc Âu phục màu xanh dương nhạt, cài bông hoa tơ tầm màu trắng, phong độ, tao nhã thân sĩ đi về phía trước, vừa đi vừa cười to nói, anh ấy sợ vợ là đúng. Nhìn anh ấy mỗi ngày rất chịu khó lái xe thể thao đi đón nhà văn mỹ nữ đi làm. Hơn nữa người ta nói muốn ăn táo, ăn bánh ngọt, ăn thức ăn nhanh, ăn bò, mặc kệ là đang họp hay đang ngủ, trước tiên đưa đồ tới cho người ta. Là người yêu thật tốt nha trang hạo nhiên dừng bước ở đại sảnh tức giận xoay người nhìn lâm sở nhai nói cậu nói cái gì người yêu thật tốt nói giống như tôi và cô ấy có gian tình vậy tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ đấy cho nên từ đây về sau anh có thể đừng thích phụ nữ tuổi lớn hay không anh thích cô gái chừng mười mấy hai mươi tuổi bọn họ nhất định gả cho anh mà không phải mỗi buổi sáng đều để lại một tấm thẻ chạy mất nói không chịu nổi áp lực còn phải làm phiền anh mặc áo ngủ xinh đẹp chạy đuổi theo, đuổi đến ngoài đường phố. Lâm Sở Nhai là một trong những người rất có lá gan trêu chọc Trang Hạo Nhiên. Các người cũng không có ánh mắt thưởng thức rồi. Trang Hạo Nhiên tao nhã xoay người, ánh mắt hết sức hấp dẫn, dịu dàng nói, phụ nữ ba mươi mấy tuổi rất hấp dẫn các người có biết không? Họ thông minh, nữ tính, có tu dưỡng, nói chuyện từng trải, mang theo một chút mùi rượu cam dịu ngọt, chan chát. Các người cho rằng bọn họ ba mươi mấy tuổi sẽ không xấu hổ sao. Không đáng yêu sao? Thật ra rất đáng yêu, càng động người, đến buổi tối rất ấm áp. Trong đôi mắt bọn họ có chút quyến rũ, các cô gái trẻ tuổi không có cách nào so bì, 40 tuổi càng động lòng người, từng cử chỉ giống như một đóa hoa lan tỏa ra hương thơm thấm sâu vào hơi thở. Trang Hạo Nhiên vừa đi tới phía trước, vừa nhớ đến bạn gái họa sĩ, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, tiếp tục nói, cậu biết tôi yêu cô ấy cái gì không? Cô ấy cũng không e ngại thời gian, ở trên mặt của cô ấy có nếp nhăn cười lên cũng rất gợi cảm. Chỉ có phụ nữ như vậy mới có thể làm cho đàn ông yêu, mới có thể chinh phục đàn ông. Tô Lạc Hoành mặc âu phục màu xám cho, vạt áo trước cài nơ hoa hồng. Tào Anh Kiệt mặc âu phục nhung màu đỏ sậm, đã từng là thiên tài học viện khách sạn Hoàng gia Anh, rất giỏi nghiệp vụ kinh doanh khách sạn, một người đàn ông đẹp trai đã hơn 28 tuổi. Nghe Trang Hạo Nhiên nói như vậy, anh không nhịn được nữa nói tôi không muốn lại nghe. Anh yên tĩnh một lát đi. Tôi thích nhất, cô ấy mặc áo chẽn màu trắng, quần yếm màu xanh dương, cầm cây cọ, đứng ở trên tường, quyến rũ vung cọ lên. Ai, thật không chịu nổi, rất đẹp, những vẻ đẹp này, cô gái trẻ tuổi có sao? Không thể nào, Trang Hạo Nhiên lại đắm chìm vào trong thế giới của mình, rất xúc động, nói những lời kích động. Năm người đàn ông ở sau lưng cũng không chịu nổi, cùng nhau dừng bước, nhìn nhìn người đàn ông vô cùng đẹp trai ở trước mặt, đang bước về phía trước, Tô Lạc Hoành tức giận nói, rốt cuộc có phải đầu người này bị lừa đá hay không? Có cách nào? Lâm Sở Nhai bật cười nói, không phải tổng giám đốc tưởng cũng nói. Lúc anh ấy đi nhà trẻ cũng đã thích chị lớp lớn ở nhà trẻ, đây là trời xanh. Không có cách nào. Chẳng lẽ tương lai anh ấy thật không thích cô gái trẻ tuổi? Tôi cũng không tin. Tào Anh Kiệt cười nói. Như vậy đi. Lâm Sở Nhai ho khan một tiếng, đứng ở trước mặt của Tào Anh Kiệt, hơi nghiêm túc nói, cậu tương đối trẻ tuổi. Tối nay chạy tới nhà anh ấy, sau đó thay một bộ áo ngủ màu xanh dương, đội tóc giả thật đẹp, nằm ở trên giường, xem anh ấy có xúc động với cậu hay không. Chỉ cần anh ấy thích cậu thì nhất định sẽ thích cô gái trẻ tuổi. Bởi vì cậu giả làm phụ nữ còn giống hơn phụ nữ. Mọi người vừa nghe, tất cả đều không nhịn được bật cười. Tào Anh Kiệt lại tức giận nhìn Lâm Sở nhai nói, anh cho rằng anh rất hài hước sao? Nói lời như vậy, thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi vào phòng của cậu thấy bộ dạng cậu nằm trên giường, thiếu chút nữa tôi nhào qua rồi. Lâm Sở nhai bật cười vội vàng chạy ra phía trước. Ha 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 ha. Chấm ngoặc kép, bọn Tô Lạc Hoành cũng cười lớn, bước đi. Tào Anh Kiệt tức giận cũng vội vàng đi theo. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở đại sảnh câu lạc bộ chờ thủ tướng, nghe đám người trang hạo nhiên vừa nói vừa cười đi tới, anh lạnh lùng không lên tiếng. Bọn họ đang cười cái gì vậy? trần tuấn nam đứng ở một bên nhìn thấy tổng giám đốc trang đi tới thì tất cả nhân viên câu lạc bộ lập tức dừng công việc trong tay đôi tay đặt trước bụng bên trái khom lưng cúi chào anh thoải mái vung tay lên nói với mọi người một tiếng làm việc vất vả sau khi xong việc sẽ có phần thưởng xứng đáng mới mỉm cười đi tới có cấp trên như thế làm sao không vui từ trước đến giờ tưởng thiên lỗi không dễ dãi đối với phương thức quản lý kinh doanh của trang hạo nhiên trần tuấn nam suy nghĩ một chút cũng cười nói, không có đâu, lúc tôi và anh đi chung với nhau cũng thật vui vẻ mà. Tưởng Thiên lối quay đầu lại nhìn về phía Trần Tuấn Nam nói, khách sáo như thế a. À? Trần Tuấn Nam và Đông Anh không nhịn được bật cười. Tán gấu cái gì vui vẻ thế? Trang Hạo Nhiên vượt lên đầu bước thẳng tới, hiếm thấy cấp dưới của Tưởng Thiên lối bẩy ra dáng vẻ tươi cười, liền tò mò hỏi. Trần Tuấn Nam và giám đốc câu lạc bộ Á Châu cùng các trưởng bộ phận lập tức đứng một bên, khẽ gật đầu chào mới cười nói, chúng tôi đang nói nhìn thấy các vị bên tổng giám đốc trang vui vẻ như vậy, muốn chia vui một chút. Bốn người lâm sở nhai đứng ở trước mặt của tưởng thiên lỗi, cùng gật đầu cung kính gọi nhỏ tổng giám đốc tưởng. Tối nay tưởng thiên lỗi khó được nhẹ nhóm, liền nhìn về phía bốn người bọn họ, hơi mỉm cười nói, nhìn mọi người vui vẻ như vậy, nhất định là cùng xếp tán gẫu về đề tài phụ nữ. Phốc, bốn người lâm sở nhai lại không nhịn được nở nụ cười. Trang hạo nhiên lại nhịn cười nhìn tưởng thiên lỗi, nói, ở trong mắt anh, tôi chỉ biết cùng cấp dưới tán gẫu về đề tài phụ nữ sao. Tán gẫu đề tài phụ nữ gì đó. Tối nay nhậm tử hiền mặc váy dài cơ tầm màu đỏ bó sát người, tóc xoăn tách qua bên trái, từ trên trán tới sau ót đeo đồ trang sức bạch kim, trên trán rũ xuống một viên kim cương 13 cala trong suốt, tay cầm túi sách nhỏ màu đen, hết sức tao nhã phong tình đi về phía bên này, có chút lười biếng hỏi. Nhậm tiểu thư, chấm ngoặc kép, tất cả giám đốc, phó giám đốc, trưởng bộ phận, nhân viên tại đại sảnh câu lạc bộ cùng dối giết chào hỏi. chương 142, ngồi hay không ngồi? Ừ, nhậm tử hiền giống như nữ hoàng, khẽ đáp một tiếng, mới dựa vào bên cạnh tưởng thiên lỗi, đưa tay nhét vào cánh tay của anh, nói trang hạo nhiên, đề tài phụ nữ có gì hay mà nói. Anh thích phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ lớn tuổi còn có chuyện gì tán gẫu trẻ tuổi nhắc lên sóng gió luôn là đề tài của đàn ông anh chỉ là một ngoại lệ nhậm đại tiểu thư chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không nhịn được cười tổn hại cô nói cô quay ngược lại được thời gian tôi sẽ đưa nửa giang sơn cho chồng chưa cưới của cô lời này nghiêm trọng nửa giang sơn tương lai cũng không nhất định là của anh nhậm tử hiền nhịn cười dựa vào tưởng thiên lỗi nói trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi tức giận nói này vợ chưa cưới của anh khi dễ tôi. Cậu cũng có thể khi dễ cô ấy. Tưởng thiên lỗi vừa dứt lời, đã thấy phía trước vang lên đèn báo động, chiếc xe của chính phủ chậm rãi chạy tới câu lạc bộ. Anh liền nghiêm nghị cùng Trang Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, hai người cùng đứng ngay ngắn, chỉnh sửa âu phục, cùng bước xuống cầu thang, đi tới bên trái, vô cùng phong độ đứng chung một chỗ, ngẩng mặt hơi mỉm cười nhìn về phía chiếc xe của thủ tướng trong ánh đèn báo hiệu, chậm rãi dừng ngoài đại sảnh. Đám đặc cảnh, đứng thẳng ở bên ngoài đại sảnh câu lạc bộ nghe các nơi truyền tới báo cáo nói tất cả bình thường cảnh trường lập tức nghiêm nghị đi tới trước xe thủ tướng tự mình mở cửa xe tô thủy kỳ đi ra đầu tiên ăn mặc đơn giản không chút để ý đến quang cảnh nghiêm túc tại hiện trường vẫn giữ thái độ tự nhiên anh mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt tay ngắn quần dài màu đen mái tóc cắt cao vô cùng trí tuệ vô cùng tao nhã anh hơi mỉm cười đầu tiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi và trang Hạo nhiên khẽ gật đầu coi thường ánh mắt nghịch ngợm của Tử Hiên, mới tự cúi người đỡ ông nội thủ tướng của mình đi ra ngoài. Thủ tướng Tô mỉm cười đi xuống xe, hôm nay có cháu trai ở bên cạnh, có vẻ hết sức vui vẻ nhìn về phía mọi người. Thủ tướng, hoan nghênh ghé thăm, tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cung kính gật đầu, chào hỏi. Thủ tướng mỉm cười, nhìn cháu gái Tô Linh ở cửa xe bên kia, người mặc váy dài cúp ngực màu trắng, cuốn búi tóc thanh nhã, mỉm cười đi xuống xe, tao nhã, Đoan Trang tự nhiên đi về phía ông nội, hai cánh tay nhét vào khuỷu tay của ông nội, khẽ cười một tiếng, thủ tướng dẫn hai người cháu cưng cùng đi về phía tưởng thiên lỗi và Trang Hạo Nhiên. Tưởng thiên lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng mỉm cười tiến lên, hết sức vui vẻ cung kính gọi, thủ tướng, rất vinh hạnh ngài ghé thăm câu lạc bộ Á Châu. Thủ tướng mỉm cười xem nhìn tưởng thiên lỗi nói, lần này tổ chức đua ngựa cấp quốc tế ở câu lạc bộ Á Châu, tổng giám đốc tưởng đã hết lòng ra sức. Cậu vất vả rồi, vẫn là thủ tướng ra sức tuyên truyền ủng hộ mới để cho tập đoàn hoàn cầu có cơ hội tổ chức cuộc thi đấu mang tính thế giới như vậy tưởng thiên lỗi mỉm cười nói vẫn là cậu vất vả thủ tướng nói xong vui vẻ nở nụ cười nhìn về phía trang hạo nhiên nói trang tổng đã lâu không gặp cậu có cơ hội tới đánh cờ một chuyến lần này thua cũng không thể đi lại tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều nở nụ cười trang hạo nhiên bật cười nói thủ tướng mấy năm trước ngài giữ chặt hồ sơ của hoàn cầu tôi không phê duyệt sau đó nói với tôi đánh một ván cờ tôi thua ngài sẽ cũng không ký cho tôi tôi không có cách nào vì công ty tôi không thể chừa thủ đoạn nào ha 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 chấm ngoặc kép thủ tướng nhìn trang hạo nhiên cố ý cười nói vẫn không đứng đắn như vậy tôi quanh năm ở nước anh thủ tướng đã không thương tôi nữa huống chi còn có cháu trai rất đẹp trai sớm quên mất tôi và thiên lỗi rồi trang hạo nhiên mỉm cười nói xong Hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng hơi mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vươn tay nói, "Ngưỡng mộ đại danh của Trang tổng đã lâu." "Ngưỡng mộ đã lâu?" Trang Hạo Nhiên vươn tay, mỉm cười bắt tay với anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén. Tô Thủy Kỳ cảm nhận được, liền khẽ quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cũng hơi mỉm cười vươn tay, nói với anh, "Tưởng tổng, chúng ta lại gặp mặt." Tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, đúng vậy, lại gặp mặt, khó được hôm nay anh ghé thăm câu lạc bộ Á Châu. Tô Thủy Kỳ mỉm cười, nói tổng giám đốc tưởng có cách quản lý kinh doanh, khiến khách đến ở trong khách sạn đều có cảm giác như đang ở nhà, đều khiến người ta lưu luyến quên về. Hy vọng, Thủy Kỳ và Khả Hinh hơi trầm ngâm. Đông Anh phát hiện tưởng thiên lỗi có chút không đúng, liền hỏi tổng giám đốc, anh có băn khoăn gì sao? Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ xoay người đi ra ngoài, Đồng Anh nhìn theo bóng lưng của anh một cái, cũng đi ra ngoài. Ở ngoài cửa phòng VIP, chờ mười mấy người thư ký và Nhậm Thiên Tề đang chờ đợi, Tưởng Thiên Lỗi vừa đi tới hành lang thật dài, vừa hỏi tổng giám đốc Trang đâu? Sẽ ra ngay, Nhậm Thiên Tề lập tức nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi vào thang máy, nhìn cửa dần dần đóng lại, anh nhớ tới đã từng ở trong buổi tiệc sinh nhật cũng náo nhiệt như thế, tận mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng vui vẻ đeo sợi dây chuyền kim cương cho như mặt, sau đó hôn lên trán của cô, anh chớp mắt lạnh lùng, không nói gì. Gió biển ào ạt thổi bay về phía tầng chót câu lạc bộ. Ngoài ban công hình bầu dục cực lớn, ánh đèn màu xanh dương tỏa sáng. Trang hạo nhiên mặt áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, ngồi ở trên ghế nhỏ trắng, tay nâng ly rượu đỏ, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn về phía biển, im lặng không lên tiếng. Bên trong cửa có tiếng động, thái hiền cùng tiêu đồng nhẹ nhàng đi vào nhìn trang hạo nhiên yên lặng tao nhã ngồi đó ngón tay nhẹ tiếp xúc chân ly bọn họ mỉm cười tiến lên nói thủ tướng sắp đến tại sao anh còn ngồi đây chuẩn bị đi xuống trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng nhìn mặt biển cuộn trào mãnh liệt trong bóng đêm đột nhiên hai mắt lộ ra ánh sáng sinh động đón gió biển thông thả nói hai người ngửi thấy chưa hả bọn thái hiền không hiểu nhìn anh trên mặt trang hạo nhiên hiện lên nụ cười giống như đang hưởng thụ cơn gió ngọt ngào mát mẻ, nói, hai người ngửi thấy chưa? Sự kết hợp giữa rượu đỏ và gió biển, nghe được mùi vị gì vậy? Thái Hiền và Tiêu Đồng tò mò đi lên trước, đứng ở gần rượu đỏ, hít mạnh một hơi, Thái Hiền rất vui mừng nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tôi ngửi thấy. Trang Hạo Nhiên hết sức vui vẻ ngẩn đầu lên, nhìn Thái Hiền. Thái Hiền nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, đó là mùi trao. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, nhìn anh. Tiêu Đồng không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Uổng cho tôi vất vả vun bồi cho cậu trở thành như vậy, thật là nghiệp chướng. Trang Hạo Nhiên thật sự tức giận đứng lên đi vào phòng ngủ, cầm lên tay trang màu trắng rất tức giận mặc vào, Tiêu Đồng nhịn cười đi đến bên giường, cầm lấy một cái hộp nhỏ màu trắng, mở ra nhìn tấm vải lụa mỏng màu trắng thắt thành cái áo hình con bướm màu trắng, muốn cài lên cho Trang Hạo Nhiên, anh lập tức đoạt lấy bươm bướm trong tay Tiêu Đồng, hung hăng lườm cô một cái tự mình cài lên vạt áo, nói các người đều đi xa tôi một chút. Người ta bày ra vẻ mặt đẹp trai như vậy, lại có mùi trao, hiếm khi cho các người đi ra ngoài. Lại nói lời ghê tởm. Tôi chưa nói gì cả mà, tiêu đồng nhịn không được bật cười. Đó là mùi trao mà, Thái Hiền không phục nói. Trang hạo nhiên quay mặt sang, hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới xoay người đi ra khỏi phòng vip xa hoa, vừa nhìn thấy bọn họ liền buồn bực nói, không phải bảo mọi người không có việc gì không cần canh giữ cửa sao? Lúc nào cũng như vậy, vừa mở cửa lại bị hù chết. Tôi có quan trọng như vậy sao? Cũng không phải ngày nào đều đóng phim trinh thám, ở đâu tới nhiều người xấu chứ? Thật là. Bọn vệ sĩ lập tức cúi đầu. Anh im lặng sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi, tổng giám đốc tưởng vĩ đại đâu? Tưởng tổng đã tại đại sảnh câu lạc bộ rồi. Thái Hiền nói trang hạo nhiên nghe vậy lại không vui đi vào thang máy nói lúc nào cũng chịu khó như vậy làm cho tôi muốn lười biếng cũng không được cho nên tôi không muốn trở về nước bây giờ là một núi hai hổ đấy tiêu đồng bấm thang máy mỉm cười nói tôi không thích hai hổ tôi thích sư tử lúc sư tử không nhúc nhích cũng rất tao nhã trên mặt trang hạo nhiên lộ ra nụ cười nói thái hiền lại không nhịn được cúi đầu cười cậu cười cái gì trang hạo nhiên nhìn thái hiền tức giận hỏi anh không biết sao, Thái Hiền lại không nhịn được tổn hại anh, bình thường sư tử cái mới đi ra ngoài săn mồi, cho nên đàn ông thích sư tử tương lai sẽ sợ lão hổ. Cậu, Trang Hạo Nhiên chỉ vào Thái Hiền, tức giận đến nói không ra lời. Phốc, Tiêu Đồng không nhịn được bật cười. Cậu cút về Anh Quốc cho tôi, cút ngay, tôi cắt một năm tiền lương của cậu, tôi để cho cậu không có tiền lấy vợ. Trang Hạo Nhiên vừa mắng xong, cửa thang máy mở ra, bọn Lâm Sơn nhai, Tào Anh Kiệt bốn người đã đứng ở đại sảnh chờ đợi, anh lạnh lùng, không lên tiếng đi ra thang máy, đi tới cửa chính. Trang hạo nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này, vì cuộc tranh tài nhân viên câu lạc bộ hết sức bận rộn, cho nên hủy bỏ tất cả lễ tiết, đi vào đại sảnh câu lạc bộ, cũng không có cho người thông báo trước mà cùng mọi người vừa nói vừa cười đi lên quầy ba lầu 2, vừa đi vừa nói tổng giám đốc phu nhân thích quầy ba Hawaii lãng mạn, đáng tiếc đến trễ, không hưởng thụ được tắm nắng nhậm tử hiền nắm chặt cánh tay tô thủy kỳ cười nói bản tiểu thư không thích phơi ra thành màu đồng bởi vì ricky không thích ricky dẫn nhậm tử hiền đi lên cầu thang nhìn cô cười nói tôi thích cô gái thế nào cũng không có quan hệ với cô tôi vẫn cảm thấy có một thời gian anh thích tôi tử hiền tự tin cười nói tô thủy kỳ không để ý tới cô chỉ cùng mọi người vừa nói vừa cười đi lên cầu thang lại nghe được trên lầu hai có người nói khả hinh mau thu dọn 12 cái ly trên bàn, chúng ta phải rửa sạch, để khử trùng đưa vào giá rượu rồi. Sắc mặt của anh cứng lại, đứng ở chỗ cao nhất đầu cầu thang, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy đường khả hình đứng ở bên cái bàn bên ngoài quầy bar, mặc đồng phục câu lạc bộ, đôi tay đang bận rộn nhanh chóng cầm ly thủy tinh, đặt lên khay, sau đó trong miệng còn cắn tờ giấy ghi chú, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nâng lên cái khay đựng gần 12 ly bia lớn, mới vừa muốn đi tới quầy rượu, lại nhìn thấy trước mặt một nhóm người đông nghẹt, Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thủy Kỳ và Trang Hạo Nhiên đi đầu, đang yên lặng nhìn mình. Hai mắt của cô trừng to, tờ giấy ghi chú trong miệng rất xuống, ngây ngốc nhìn bọn họ. Hai mắt Tô Thủy Kỳ sốc sách chợt lóe, có chút gấp gáp nhìn cô. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ bộc lộ thân phận của mình, chính thức gặp mặt. Đường Khả Hình cũng nhìn Tô Thủy Kỳ một cái, kể từ sau ngày đó gặp mặt, hai người không còn liên lạc nữa, trái tim cô bị buộc chặt, không tự chủ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi tiếp xúc được hai mắt lạnh lùng của người đàn ông này, cô lập tức cầm khay, đứng ở một bên, cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Lúc này, Tần Hà mới biết hai vị tổng giám đốc dẫn các vị khách quý lên tới quầy ba, cô căng thẳng từ trong quầy rượu đi ra, hướng về phía tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên hơi cúi đầu nói, tổng giám đốc, thực xin lỗi, không biết các anh đến, cho nên không có sắp xếp trước chỗ ngồi. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn thái độ của đường khả hình, nói, không cần hết sức, thời gian này mọi người rất bận rộn, ngồi ở bên ngoài ban công nghỉ ngơi một lúc là được. Đừng ảnh hưởng đến khách. Vâng, Tần Hà lập tức dẫn năm nhân viên phục vụ đi tới bên ngoài ban công, nhanh chóng kéo xuống khăn trải bàn trên chiếc bàn dài hình chữ nhật màu trắng dành cho 12 người ngồi. Có một nhân viên phục vụ lập tức tay cầm khăn trải bàn màu tím đậm, dùng độ mạnh yếu và phương pháp đặc biệt, chuyên nghiệp vung lên mặt bàn vài mét, khăn bàn mới tinh, soạt một tiếng, thuận lợi trượt tới một đầu bên kia bàn ăn, đồng nghiệp ở đầu bên kia bàn ăn nhanh chóng tiếp được tần hà tự mình nhanh chóng mang lên đèn cầy nhỏ được đặc chế bằng vỏ dừa và một khay thủy tinh nhẹ nhàng đặt bảy ngọn đèn cầy lên mặt khay cô nhanh chóng đốt lên năm nhân viên phục vụ lưu loát xếp ghế chỉnh tề thành nửa vòng tròn mỗi cái ghế nhanh chóng đặt xuống gối dựa màu tím đậm tần hà lập tức mời tổng giám đốc cùng tất cả khách ngồi tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên dẫn đầu ngồi vào trước bàn ăn dài như mạt và tô linh ngồi chung bên trái Tô Thủy Kỳ và Tử Hiền ngồi bên phải, đám người Tào Anh Kiệt cũng tự lựa chọn ngồi. Xin hỏi hai vị tổng giám đốc cùng các vị khách quý, muốn uống loại rượu nào? Tần Hà hơi cúi đầu hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, không biết là từ lúc nào trong tay xuất hiện một cái bật lửa bạch kim, hai ngón bắn ra, cái bật lửa ném đi trên không trung. Tần Hà thuận lợi tiếp được, lập tức mỉm cười nói, tôi biết rồi. Xin chờ một chút, tôi lập tức chuẩn bị. Đường Khả Hinh thấy Tần Hà nháy mắt đi tới, cô hiểu ý lập tức cầm khay rượu muốn đi vào trong tô thủy kỳ quay đầu lại hai mắt có chút căng thẳng nhìn bóng lưng của cô nhậm tử hiền khẽ mỉm cười hiểu ý có chút lười biếng gọi nhỏ đường khả hinh khả hinh đang cầm khay có chút căng thẳng dừng tại chỗ chừng lớn con ngươi suy nghĩ một chút không dám nhúc nhích mọi người cùng tò mò nhìn nhậm tử hiền nhậm tử hiền ho nhẹ một tiếng nhịn cười nói đường khả hinh tôi gọi cô đấy vẻ mặt của khả hình khổ sở vò thành một nắm. Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn chừng bóng lưng cô. Tần Hà nhìn thấy vợ của Tổng Giám Đốc gọi khả Hinh. ngay lập tức nháy mắt bảo đồng nghiệp nhận lấy chiếc khay trong tay cô, nắm chặt cánh tay cô nói Tổng Giám Đốc Phu Nhân gọi cô đấy. Mau qua đi. Đôi tay khả hình trống trơn, trái tim chợt lạnh, nhớ tới xế chiếu hôm nay đã đi bộ vài giờ đường, cô cắn chặt răng, nhắm mắt xoay người lại, nhẹ bước đi tới bàn ăn bên ngoài, hai tay buông thỏng một bên, nhẹ giọng nói nhỏ, "Tổng giám đốc phu nhân, cô có gì căn dặn?" Tô Thủy Kỳ ngồi đối diện Khả Hinh, lần đầu tiên nhìn bộ dáng cô làm việc, nghiêm chỉnh và đáng yêu, hai mắt anh hiện lên nụ cười dịu dàng. Tô Linh phát hiện em trai dường như rất để ý đến cô gái này, cũng hơi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại phát hiện cô gái tóc ngắn này hết sức khéo léo xinh đẹp. Tử Hiền hơi mỉm cười nhìn cô, nói, "Lần trước chia tay ở cục cảnh sát, cô có khỏe không?" mặt của khả hình đỏ lên nhưng vẫn gian nan khó khăn nói cảm ơn nhậm tiểu thư quan tâm gần đây tôi rất khỏe nghe nói cô và ricky là bạn thân duyên phận thật hiếm có hôm nay mời mọc không bằng ngẫu nhiên gặp được tới đây uống một ly rượu với chúng tôi đi nhậm tử hiền nhìn về phía cô dùng dáng vẻ vợ của tổng giám đốc cười nói tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn vợ chưa cưới như mặt nghe tử hiền nói vậy cũng hơi tò mò xoay người nhìn về phía khả hình mặc đồng phục đứng ở một bên có vẻ rất nhỏ nhắn và điềm đạm đáng yêu, ngạc nhiên cô gái này lại có bản lãnh làm bạn với cháu trai của thủ tướng. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, chỉ ngồi ở một bên, ho nhẹ một tiếng. Khả Hinh nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, ngay lập tức nhẹ nhàng nói, "Nhậm tiểu thư, thật rất cảm ơn ý tốt của cô, chỉ là bây giờ là thời gian làm việc, cho nên tôi không thể đồng ý yêu cầu của cô, rất xin lỗi." Tưởng Thiên lỗi hơi ngửa mặt, bình tĩnh nhìn cô. Trang hạo nhiên hơi liếc mắt nhìn cô. Tử Hiền đột nhiên cười nói, cô đi làm lúc nào? Tôi, tôi đi làm lúc 12 giờ, đường khả hình lập tức nói. Tử Hiền nhìn đồng hồ quầy ba, 8 giờ 13 phút, liền cười nói, vậy bây giờ vừa đúng lúc tan việc, cũng là thời gian cá nhân của cô, lại đây ngồi đi. Đường khả hình thật không nghĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô có chút nóng nảy nói, nhậm tiểu thư, bởi vì gần đây có cuộc đua ngựa, cho nên... Sắc mặt của Tử Hiền lạnh lẽo, nhìn cô lạnh lùng nói, "Tôi muốn cô qua đây uống một ly rượu với tôi, có khó mời như vậy sao?" Khả Hinh có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên, không nhịn được nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, dùng ánh mắt hỏi anh, "Tôi nên ngồi hay không ngồi?" Chương 143, đoán người tình. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vợ chưa cưới một cái, mặt không lộ vẻ gì ho khan một tiếng. Đường Khả Hinh cẩn thận theo dõi ánh mắt của anh, giống như lộ ra tin tức cho phép, nhưng không dám quá chắc chắn do vậy không dám nhúc nhích cô thật sự rất sợ anh trang hạo nhiên không nhịn được nhìn về phía đường khả hinh cười nói tổng giám đốc phu nhân bảo cô ngồi cô cứ ngồi đừng nơm nớp lo sợ như vậy tới đây tới đây ngồi chỗ này với tôi tôi chen cho cô một chỗ tại sao anh phải chen một chỗ cô ấy cũng không phải nhân viên hoàn cầu của anh cũng không phải là bạn của ricky anh coi chừng bạn gái họa sĩ của anh trước đi nhậm tử hiền đột nhiên cười một tiếng sau đó bảo nhân viên phục vụ bày ra một cái ghế ở giữa tưởng thiên lỗi và tô thủy kỳ mới ngửa mặt nhìn cô nói ngồi đi đường khả hình liếc nhìn vị trí kia ngẩn người tưởng thiên lỗi cũng không nhìn được nhìn vợ chưa cưới một cái rồi nhanh chóng nhìn về phía đường khả hình tô thủy kỳ cũng nhìn về phía đường khả hình hai mắt hiện lên một chút dịu dàng qua đi tần hà đứng ở kế bên đường khả hình chọc mạnh một cái thân thể đường khả hình mềm nhún nhưng vẫn thật cẩn thận đi vòng qua cái bàn, chậm rãi đi tới đi tới giữa tưởng thiên lỗi và tô thủy kỳ, liếc mắt nhìn cái ghế trống, suy nghĩ một chút, vẫn thở một hơi, nhẹ nhàng chuyển người từ từ ngồi xuống, nhất thời cảm thấy hơi thở đáng sợ của hai đàn ông phà vào mặt, làm cho má trái và má phải của cô đều đỏ lên, cô không nhịn được cúi đầu. Tô Thủy Kỳ vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Tưởng thiên lỗi hơi chỉnh sửa âu phục một chút xê dịch về phía bên cạnh Trang Hạo Nhiên trang hạo nhiên lập tức nhìn tưởng thiên lỗi cười nói anh đừng chen qua bên tôi đã không có chỗ trống tưởng thiên lỗi chằm chằm nhìn người này ngồi xích sang bên kia một chút mau trang hạo nhiên lại thúc giục anh tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh một cái không nhịn được xê dịch một vị trí tay vẫn không tránh khỏi đụng phải bàn tay nhỏ bé của đường khả hinh đặt ở trên ghế khả hinh lập tức rút trở lại không nhịn được nắm cái bàn nhích tới gần bên cạnh tô thủy kỳ lại đụng phải cánh tay ấm áp của tô thủy kỳ cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh tô thủy kỳ cũng dịu dàng nhìn cô có vài lời không cần nói đường khả hinh không dám lên tiếng lại dịch sang bên kia một chút tô linh ngồi ở phía đối diện nhìn ba người bọn họ cứ lấn tới lấn lui như vậy liền ngạc nhiên cười nói mọi người nóng sao bọn trần tuấn nam và lâm sở nhai cùng đứng lên muốn nhường ra vị trí cho xếp mình ngồi xuống tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đồng thời mở miệng mấy người bọn họ chỉ đành im lặng ngồi xuống. Như mặt nhìn ánh mắt của tưởng thiên lỗi, thậm chí có chút không tự nhiên, lòng của cô không nhịn được căng thẳng, có chút lo sợ, sau lưng cảm giác lạnh lẽo. Đúng rồi, lúc này anh kêu loại rượu gì, tại sao không nói cho chúng tôi, cứ tùy tiện làm càn như vậy. Quá không tôn trọng tô tiểu thư và cậu chủ tô rồi. Nhậm tử hiền nhìn trang hạo nhiên cười hỏi. Tô Linh lập tức mỉm cười nói, không có việc gì, tôi và Ricky đều rất vị ý, mọi người thoải mái là được. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười nói, đúng vậy, đối với thức ăn và rượu, tôi không có yêu cầu quá cao. Trang Hạo Nhiên thần thần bí bí cười nói, bảo đảm mọi người hài lòng, hôm nay lúc tôi đến đây đã cùng bartender vui vẻ một phen. Tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy anh giống tổng giám đốc. Nhậm tử hiền lại không nhịn được tổn hại anh, nói, vẫn là chồng chưa cưới của tôi có sức hấp dẫn. Như Mạt không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Tử Hiền ở phía đối diện. Tử Hiền cũng lạnh lùng nhìn cô, giống như cây đinh, đóng đinh cô. Như Mạt không dám lên tiếng, chỉ cúi xuống khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên nhìn Như Mạt một cái, sảng lãng cười nói, tôi giống như cái gì, tôi là tổng giám đốc là được rồi. Tổng giám đốc Trang chúng ta tận sức kinh doanh nghiệp khách sạn, đối với tất cả lĩnh vực cũng tự mình nghiên cứu và thí nghiệm, tinh thần lãnh đạo như vậy thật là may mắn cho hoàn cầu. Tưởng Thiên Lỗi nói trang hạo nhiên đắm đuối đưa tình nhìn tưởng thiên lỗi nói quả nhiên là anh hiểu rõ tôi nhất tưởng thiên lỗi tức giận nhìn trang hạo nhiên một cái rồi quay mặt sang chỗ khác anh luôn không có cách nào làm khó dễ người này tần hà dẫn ba bartender và năm nhân viên phục vụ bước nhanh tới cung kính khom lưng chào hỏi mọi người trong đó có một người mặc bành tô hết sức đẹp trai phong độ đi đến trước bàn ăn khẽ lịch sự gật đầu đột nhiên gõ ngón tay một cái toàn bộ ánh đèn quầy ba tắt ngấm mấy người phụ nữ hoảng sợ ở giữa không trung đột nhiên sáng lên ngọn lửa màu xanh lam đường khả hình trợn to hai mắt nhìn không chấp mắt nhà ảo thuật ẩn ở trong bóng tối xa xa dùng lời nói sâu kín thần bí truyền thuyết ngọn lửa màu xanh lam là ngọn lửa tình yêu che giấu tầm mắt người tình thần bí không thể nắm lấy giống như ma thuật phụt nhà ảo thuật đột nhiên gõ ngón tay ngọn lửa màu xanh lam bay lên ở trên bàn ăn Giống như một bó tư tưởng nho nhỏ đang thiêu đốt hừng hực. Chúng ta đặt đam mê vào ngọn lửa, chúng ta đặt tình cảm vào ngọn lửa, chúng ta đặt dịu dàng vào ngọn lửa, còn có cái gì có thể dập tắt tình yêu của chúng ta? Nhà ảo thuật chậm rãi đưa ra ngón tay thon dài lên phía trước nâng ngọn lửa màu xanh lam nho nhỏ, đột nhiên từ từ di chuyển bước chân, đi vòng qua toàn bộ khách quý trên bàn ăn, sau cùng đến trước mặt của Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, trong lòng cô có tình yêu không? Đường khả Hinh ngẩng đầu nhìn nhà ảo thuật, hai mắt mãnh liệt chớp lóe, nhìn mọi người một cái, ngây ngốc lắc đầu một cái. Cô không có tình yêu, nhà ảo thuật hết sức kinh ngạc nhìn cô nói, vậy. Thổi tắt ngọn lửa màu xanh lam này, thổi tắt nó đi. Đường khả hình cảm thấy thật ngạc nhiên, ánh mắt cô lóe lên, nhìn tất cả mọi người đều yên lặng nhìn mình, cô chớp chớp mắt to, không khỏi có chút hoảng sợ nghiêng người tới trước, phồng má nhẹ nhàng thổi, nhưng ngọn lửa đột nhiên bướng bỉnh chạy trên bàn ăn, cô ngạc nhiên nhìn ngọn lửa màu xanh lam. Nhà ảo thuật lộ ra vẻ mặt đẹp trai như hoàng tử, nói, nó không muốn dập tắt, thay cô đi tìm bạch mã hoàng tử. À, khả hình kinh ngạc nhìn nhà ảo thuật, kêu nhỏ có ý gì? Màn ảo thuật này được gọi là đoán người tình, nếu ngọn lửa màu xanh lam rơi vào trước mặt của nam sĩ nào, mời đứng lên, tạm thời hôn cô gái không tình yêu này, cho cô ấy lực lượng. Trợ giúp cô ấy sống tiếp. Không cần, chấm than ngoặc kép. Khả Hinh lập tức hoảng sợ kêu to. Nhất định cần. Hai mắt nhà ảo thuật nóng lên nhìn Đường Khả Hinh. Phụt một tiếng, trước mặt của Đường Khả Hinh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Cô a hát một tiếng, hoảng sợ ngửa người ra sau. Trong chớp mắt, Tô Thủy Kỳ nắm chặt tay của cô, cũng có chút căng thẳng nhìn nhà ảo thuật. Trò chơi bắt đầu, bây giờ là lúc chứng kiến kỳ tích duyên phận. Chấm ngoặc kép, nhà ảo thuật đột nhiên nhẹ nhàng đưa ra ngón tay giữa và ngón cái, bắn về phía ngọn lửa màu xanh lam ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên trôi nổi trên không trung một lúc lâu rồi chậm rãi bay tới trước mặt của khả Hinh, tinh nghịch nhảy nhót mấy cái, sau đó di chuyển vị trí, bay tới trước mặt của Tô Thủy Kỳ, nhẹ dừng lại một chút. Tô Thủy Kỳ nhìn ngọn lửa màu xanh lam ở trước mặt của mình, nhẹ nhàng sáng một lúc lâu, lại di chuyển vị trí bay tới trước mặt của Trần Tuấn Nam, sau đó bay tới trước mặt của Tô Lạc Hoành, lại bay tới Tào Anh Kiệt, rồi đến Lâm Sở Nhai, Lãnh Mặc Hàn, rốt cuộc chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi ngừng lại, nó ở trước mặt anh giống như đứa bé bướng bỉnh, bay tới bay lui, bay tới bay lui, không chịu đi. Khả hình trừng lớn con ngươi, nhìn ngọn lửa màu xanh lam này hoảng sợ đến thở hồn hền. Trang hạo nhiên cảm thấy chơi thật vui, bật cười, nhìn ngọn lửa màu xanh lam bay tới bay lui ở trước mặt của mình, ánh lửa xanh lam chiếu dọi khuôn mặt đẹp trai và hai mắt nóng bỏng của anh, ở dưới ánh sáng, anh đúng là rất đẹp trai mê người, anh thật sự rất thích ngọn lửa này, theo bản năng muốn vươn tay nhẹ nâng ngọn lửa, không ngờ ngọn lửa nhẹ nhàng bay đi, trôi giạt đến trước mặt của tưởng thiên lỗi, lại nhẹ nhàng nhảy nhót ở trước mặt của anh, bướng bỉnh không chịu đi, thắp sáng khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này. Hai mắt thâm thúy, môi mỏng hấp dẫn mím chặt. Trên trán của khả hình dịn mồ hôi, tích tích tuôn ra, từng giọt dọc theo khóe mắt chảy xuống, cô hoảng sợ tim đập thình thịch. Như mặt có chút căng thẳng vặn chặt khăn ăn, nhìn ngọn lửa này. Tưởng thiên lỗi nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lam vẫn còn đang ở trước mặt của mình, bướng bỉnh nhảy nhót, con người quyến rũ khẽ chấp, cũng hơi sốc sách nhìn nó. Không thể nào, nhậm tử hiền đột nhiên cười một tiếng, một chút cũng không giống vợ chưa cưới của người ta, đổi tư thế ngồi, hết sức hết sức hứng thú nói, chờ một chút, tôi đột nhiên có chút tò mò quy tắc trò chơi này. Nhà ảo thuật hết sức thân sĩ nhìn về phía nhậm tử hiền, khẽ mỉm cười. Anh mới vừa nói, ngọn lửa bay tới trước mặt người nào, người đó phải hôn cô gái không tình yêu. Vậy, là hôn nơi nào? Tử Hiên ngẩng đầu nhìn nhà ảo thuật, cười hỏi. Nhà ảo thuật khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Môi! Đường khả Hinh thở hốc vì kinh ngạc, lại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, liều mãng lắc đầu, muốn nói không cần, lại nhìn thấy ánh mắt thần bí sắc bén của nhà ảo thuật. Cô nghĩ tới ngọn lửa lúc này, nuốt nước miếng không dám lên tiếng. Tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn này ngọn lửa, nó không chịu đi. Trang Hạo Nhiên phốc một tiếng, che miệng cúi đầu nhịn cười. Ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên nhảy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, lại tinh nghịch nhảy nhót. Như Mạt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nắm chặt ly nước. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy ngọn lửa trở lại nữa, anh đột nhiên cất tiếng cười to lên nói, chẳng lẽ nó thật yêu thích tôi. Xuyên phận vốn kỳ diệu như vậy, muốn bắt không xong, muốn đoán, đoán không ra. chấm ngoặc kép nhà ảo thuật đột nhiên nhẹ nhàng nói tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng cúi xuống nắm một ly nước ấm mới vừa uống một hớp ngọn lửa màu xanh lam phản chiếu ở trên ly nước đột nhiên trở lại trước mặt của anh anh nhíu mày để xuống ly nước nhìn ngọn lửa màu xanh lam ở trước mặt mình càng cháy càng lớn thành quả cầu cuối cùng phát ra tiếng lách tách phụt một tiếng trái cầu lửa dập tắt còn sót lại một ngọn lửa màu đỏ thẫm giống như cánh hoa rơi xuống trong ly nước của anh giống như trái tim mong manh phát sáng anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhà ảo thuật hỏi, chuyện gì vậy? Ngọn lửa không đi nữa. Chuyện này còn không hiểu à? Tử Hiền nhìn anh cười nói, ý là anh phải tạm thời hôn đường khả hinh. Đường khả hinh đã cứng ngắc tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, trong lòng của cô đang nghĩ, tại sao chuyện gì cũng liên quan tới tôi vậy? Tưởng thiên lỗi lập tức nhìn về phía nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, ngọn lửa đang ở trước mặt của ngài, mời tạm thời hôn cô gái không tình yêu, tiếp thêm cho cô ấy lực lượng. Cô ấy không cần người khác cho cô ấy, cô ấy cũng có rất nhiều lực lượng. Tôi còn ngại cô ấy dư thừa tinh lực, sắc mặt tưởng thiên lỗi cứng rắn nói. Lời này vừa nói ra, người trên bàn ăn lộ ra vẻ mặt khác nhau, có người ho khan, có người cười nhẹ, có người im lặng, tử hiền cảm thấy buồn cười, hai mắt như mặt run rẩy đau lòng, tay vẫn vặn chặt khăn ăn, sắc mặt tô thủy kỳ vẫn bình tĩnh nhìn về phía khả hinh đường khả hình cũng không nhúc nhích, hoàn toàn hóa đá. Tưởng thiên lỗi đột nhiên có chút nghi ngờ nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên nhịn cười nhìn tưởng thiên lỗi nói, anh nhìn tôi làm gì? Cho rằng tôi không muốn tình yêu kỳ diệu này à? Anh không muốn nụ hôn này, tôi muốn. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng nhìn anh, không biết nói sao cho phải. Như mà căng thẳng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cảm thấy có ánh mắt dịu dàng đang nhìn về phía mình, anh lạnh lùng không lên tiếng, ngồi tại chỗ, khuôn mặt căng thẳng. Lúc này, Tô Linh lại cảm thấy thú vị bật cười nói, tôi cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Tô Thủy Kỳ không nhịn được nhìn về phía chị gái. Tô Linh suy nghĩ một chút. Mới nói, lúc nhà ảo thuật bắt đầu trò chơi này cũng không có nói cho chúng ta biết phải thực hiện như thế nào để cho chúng ta không tự chủ rơi vào. Sau đó nói với chúng ta, đây là một ngọn lửa tình yêu, một ngọn lửa duyên phận, giống như một mê cung. Chúng ta đều rất ngoài ý muốn, mơ hồ, thậm chí không hiểu, cho tới bây giờ, đã có đáp án. Duyên phận chính là như thế, không thể dự đoán trước. Trình diễn hết sức đặc sắc, tổng giám đốc tưởng, nếu anh không đồng ý tiếp nhận kết quả trò chơi duyên phận này thì có vẻ không có thành ý. Tưởng thiên lỗi nhìn Tô Linh một cái, miễn cưỡng nở nụ cười, lại nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh như bị người rút hết ba hồn bảy vía, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Lâm sở nhai nhìn bộ dáng đường khả hinh không nhịn được cười nói. Mọi người nhìn xem cô gái không tình yêu một chút, người đã bị hút khô hơi sức, cần lực lượng. Phốc, Tào Anh Kiệt cúi đầu nở nụ cười. Lúc này, Tô Thủy Kỳ mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, hai người xa lạ nhau, phải hôn nhau không tốt lắm đâu. Tô Linh là một cô gái hết sức thông minh, có chủ kiến cũng dịu dàng quyến rũ, cô nhìn về phía em trai mỉm cười nói, em trai, trò chơi duyên phận, nếu không tiếp nhận thì sẽ không có được hạnh phúc, nên buông tha hay nắm lấy? là đàn ông nên thẳng thắn một chút. Suốt cuộc tưởng thiên lỗi hơi cười nhìn về phía Tô Linh, nói, lời nói của Tô Tiểu Thư đang hướng về phía thiên lỗi. Tô Linh hai mắt sáng ngời nhìn tưởng thiên lỗi, dịu dàng nói, tôi chỉ rất thưởng thức màn trình diễn ảo thuật này thôi, tôi hy vọng có thể để cho nó thăng hoa và kết thúc viên mãn. Nhưng, nếu vợ tương lai của Tổng Giám Đốc tưởng để ý, vậy thì là chuyện khác rồi, chúng ta không cần làm người khác khó chịu. Mọi người cùng nhau tò mò nhìn về phía nhậm tử hiền nhậm tử hiền suy nghĩ trong chốc lát rốt cuộc không nhịn được nhìn mọi người nói nói thật tôi có chút ghen nhưng không biết tại sao tôi vẫn muốn nhìn cảnh tượng này tôi ủng hộ lời của tô tiểu thư để cho màn trình diễn ảo thuật đặc sắc này thăng hoa và kết thúc viên mãn tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cái vợ chưa cưới nói em thật sự là làm tận sức à nhậm tử hiền nâng lên ly nước uống một hớp mới tự nhiên cười nói nếu như em để ý tới một nụ hôn anh có thể trở về bên cạnh em cho dù em nghiền nát đường khả hình cũng muốn ngăn cản chuyện này. Thân thể đường khả hình chợt chấn động mạnh, gan vỡ nát. chương 144, hai người lửa khói. Nhưng, một nụ hôn có thể giải quyết vấn đề sao? Tử Hiền chợt liếc mắt nhìn như mặt ở trước mặt. Sắc mặt của như mạt trắng bệch, cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm ly nước. Tưởng thiên lỗi hơi nhìn cô một cái, không vui, đổi tư thế ngồi. Tất cả mọi người không lên tiếng, nhìn hai người bọn họ, ngoại trừ như mặt, ai cũng nén cười. Nhà ảo thuật mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, dùng giọng nói xa xăm, mơ hồ đoán số mệnh con người, nói, mời thân sĩ có ngọn lửa màu xanh lam, đứng lên. Tiếp nhận cuộc hành trình duyên phận kỳ diệu. Tưởng thiên lỗi thở dốc một hơi, nhìn đường khả hình một cái. Đường khả hình cũng bất đắc dĩ nhìn anh một cái. Ánh mắt sắc bén của anh chợt lóe, trầm ngâm suy nghĩ một chút, vẫn hết sức nghiêm nghị đứng lên, cài lại cúc áo âu phục, đứng ở một bên vóc sáng to lớn cao ngạo và hấp dẫn nhà ảo thuật giống như bạch mã hoàng tử thâm tình chân thành cất bước đi tới trước mặt của đường khả hình hết sức chiều mến vươn tay về phía cô nói cô gái tạm thời không tình yêu mời tiếp nhận cuộc hành trình hạnh phúc kỳ diệu lần này đưa tay cho tôi đừng sợ hãi dũng cảm lên nào vẻ mặt đường khả hình căng thẳng nhìn ánh mắt thần bí của nhà ảo thuật trái tim của cô đã nhảy đến cổ họng nhưng chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt run rẩy đưa ra bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật nhìn cô, xúc động nở nụ cười hấp dẫn, nói, đừng sợ, đi theo tôi. Hưởng thụ khoảnh khắc kỳ diệu này. Chậm rãi, chậm rãi. Nhà ảo thuật nhẹ nắm tay khả hình, từ từ dắt tới một dãy hoa bách hợp bên ban công, anh ta xoay người nhìn về phía tưởng thiên lỗi, mỉm cười nói, thân sĩ. Mời tạm thời rời bước tới đây trấn an tinh thần của cô gái này. Đây là một khoảnh khắc kỳ diệu thần bí, có một loại không khí rất quỷ dị lại làm cho người ta không nhịn được trầm mê. Vào lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng lại, thậm chí quản lý và nhân viên trong quầy ba cũng dán vào bên bức tường thủy tinh nhìn cảnh tượng này. Tưởng thiên lỗi không nhịn được nhìn về phía đường Khả Hinh đứng ở trong bóng tối, duyên dáng yêu kiều, in xuống bóng đen nho nhỏ, lộ ra hơi thở làm người thương yêu, hai mắt anh trở nên dịu dàng, chậm rãi cất bước vững vàng đi về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn anh hai mắt sóc sách chấp lóe. Cuối cùng tưởng thiên lỗi đi tới trước mặt của đường khả hình, cúi đầu, xuyên qua ánh sáng màu lam nhìn chừng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong bóng tối thấp thỏm lo âu, ánh mắt anh như mang theo ma lực ngắm nhìn cô. Màn ảo thuật này đã kết thúc chưa? Nhà ảo thuật đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, thần bí nói, ở trong khoảnh khắc kỳ diệu này, không thể kết thúc, bởi vì bây giờ tất cả chỉ mới bắt đầu. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn nhà ảo thuật nhà ảo thuật đứng ở trong bóng tối nhìn về phía tưởng thiên lỗi và đường khả hinh nói nụ hôn này các người có mong đợi không tưởng thiên lỗi và khả hinh hai người cùng đứng chung một chỗ im lặng tò mò nhìn anh ta tôi đã nói rồi đây là một cuộc hành trình kỳ diệu chấm than ngoặc kép nhà ảo thuật nói xong đột nhiên đưa đôi tay giơ lên trên không trung ngẩng đầu lên nói hãy ban cho tôi lực lượng để cho cô gái không tình yêu sống lại anh ta nói xong đang lúc mọi người đang trầm ngâm nghi hoặc, bàn tay của anh ta đột nhiên bắt một luồng ánh sáng trong bóng đêm, vẫy về phía Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh, nói: "Tôi trộm một chút màu sắc hạnh phúc của thượng đế tặng cho cô gái." Nói xong, phía trên đỉnh đầu của Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh xuất hiện chiếc cầu vồng bảy màu giống như mưa bụi và sương mù lả tả rơi rơi, mơ hồ mộng ảo vây xung quanh hai người. "Trời ạ, à, mọi người hoảng sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh giống như đứng ở trong một bong bóng khổng lồ đầy màu sắc." Một làn hương thơm len vào bóng tối bay tới, làm người ta tức khắc mê say, tất cả mọi người vỗ tay. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh càng thêm kinh ngạc đứng ở trong mưa bụi và sương mù kỳ diệu thơm ngát, ngẩng đầu nhìn nhau, đang nghi ngờ, đột nhiên nhà ảo thuật di chuyển đi về phía Đường Khả Hinh nói, cô gái xinh đẹp, lúc không có tình yêu, cô đơn không, trống vắng không, khổ sở không. Đường Khả Hinh nhìn nhà ảo thuật, không dám nói lời nào, chỉ ngây ngốc nhìn anh ta. Nhà ảo thuật nhìn Khả Hinh, đột nhiên nở nụ cười thần bí, mở đôi tay, một âm thanh phụt vang lên, trong tay anh ta có thêm hai ngọn lửa màu xanh lam, chỉ thấy anh ta từng bước lui về phía sau Đường Khả Hinh nói, "Cô phải nhớ, chỉ cần ngọn lửa trong tim bất diệt, tương lai nhất định sẽ dục hỏa trọng sinh, Phượng Hoàng Dương cánh." Hai ngọn lửa phụt một tiếng, rơi xuống mặt sàn. Quanh một tiếng, một ngọn lửa đỏ thấm đột nhiên từ bên cạnh Tưởng Thiên lỗi và Đường Khả Hinh nhanh chóng vọt lên. A à, Đường khả hình hoảng sợ lập tức đến nhào vào trong ngực tưởng thiên lỗi, tưởng thiên lỗi lập tức ôm khẽ hông của cô, cùng với cô nhìn kỹ ngọn lửa đỏ thấm trên sàn tạo thành một đám lửa hình trái tim đang cháy hừng hực, anh chăm chú nhìn đám lửa cháy hừng hực trên sàn, không nhịn được cúi xuống nhìn đường khả hình. Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Nhà ảo thuật đột nhiên lướt qua đám lửa hình trái tim, đi tới trước mặt hai người bọn họ, đôi tay lại vỗ, bốp, một âm thanh vang lên, hai ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực ở trong lòng bàn tay của anh ta, oanh một tiếng, ánh lửa dập tắt, ở trong lòng bàn tay nhà ảo thuật xuất hiện hai ly rượu cốc tai, lam điều đưa về phía bọn họ, nói uống xong ly lam điều này, thỏa thích hưởng thụ nụ hôn đi. Chúc phúc hai người. Tưởng thiên lỗi và đường khả hình mê man ở trong ánh lửa của nhà ảo thuật, bọn họ cảm giác thân thể nhẹ nhàng, như hòa vào không khí kỳ diệu, vươn tay của mình bưng ly rượu màu xanh dương, nhìn nhau, uống một hơi cạn sạch ly rượu màu xanh dương rượu cồn trong thân thể vọt lên hừng hực giống như ngọn lửa hai người nhìn đối phương chằm chằm nhà ảo thuật lui về phía sau một bước nói khoảnh khắc này là của hai người hôn đi giống như khát vọng người yêu ngọn lửa hình trái tim đang thiêu đốt hừng hực mùi thơm kỳ diệu vẫn tràn ngập trong bóng tối tưởng thiên lỗi ôm lấy đường khả hình nhờ ánh lửa nhìn hai tròng mắt sáng rực của cô gái trước mặt thoáng qua một chút ngượng ngùng thỉnh thoảng lo sợ trước mắt lộ ra quyến rũ và hấp dẫn, cánh môi hồng nhỏ bé đầy đặn mê người lóe ra màu sắc khiêu gợi, khẽ mở, ở trong ánh lửa, hai mắt anh phát ra một chút dịu dàng, không nhịn được, đôi tay nhẹ vòng chặt eo của Đường Khả Hinh, để cho cô dán sát vào mình, nhìn hai tròng mắt mê ly của cô, chậm rãi cúi xuống, vừa muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Nhà ảo thuật lại che chắn trước mặt hai người bọn họ, nhìn về phía mọi người xúc động nói, đây là khoảnh khắc thuộc về hai người. Hai người lửa khói hãy dành cho bọn họ thế giới thần bí này đi. Ngọn lửa vây xung quanh tưởng thiên lỗi và đường khả hình hừng hực bay lên, hoàn toàn che khuất bóng dáng của hai người bọn họ. Tưởng thiên lỗi ôm lấy đường khả hình, khẽ mút, mút đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, cảm thấy có chút ngượng ngùng, đôi tay ở trên eo thon của cô, nắm chặt người cô, dùng đầu lưỡi đầy ma lực xông vào trong cái miệng nhỏ, cùng với cô cái lưỡi nhỏ quấn lấy nhau. Ư mờ chấm ngoặc kép, trái tim đường khả hình đập thình thịch, Đôi tay không nhịn được nắm chặt âu phục trước ngực anh, ngẩng đầu lên, không nhịn được đón nụ hôn của anh, cảm thụ nụ hôn hấp dẫn có chút bá đạo và đầy dịu dàng, hai mắt của cô không nhịn được đã ươn ướt, cái lưỡi nhỏ hơi chuyển động, lần nữa bị đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng quấn lấy, chọc cho mặt hồng tim đập, thân thể không nhịn được ngửa ra sau, lại bị hai tay anh mạnh mẽ ôm chặt, để cho thân thể cô dán sát vào anh, mặt của cô đỏ lên, tiếp tục đón nhận nụ hôn của anh, đôi tay không nhịn được ôm cổ của anh tưởng thiên lỗi giống như nhận được khích lệ lại ôm thân thể nhỏ nhắn của cô cúi đầu mãnh liệt bá đạo hôn đầu lưới của cô đôi tay ở hông của cô nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác nơi này đầy hấp dẫn làm khơi dậy dục vọng nguyên thủy của đàn ông ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy hừng hực mọi người ngồi ở bên ngoài nhìn đám lửa này không khỏi kinh ngạc hỏi có hôn không tô thủy kỳ và như mạt nhìn chừng đám lửa này nhậm tử hiền cũng hơi buồn cười nhìn đám lửa đỏ thấm Cuối cùng có chút tò mò lắc đầu nói, màn ảo thuật này thật sự là. Tưởng Thiên Lỗi đang bưng mặt của Khả Hinh, lại cúi đầu hôn môi mềm của cô, càng mút càng cảm thấy có một loại cảm giác kỳ diệu kịch liệt sản sinh trong thân thể làm anh không nhịn được quấn lấy cô hết lần này đến lần khác, dây dưa lẫn nhau, cuồng nhiệt hôn. Nhà ảo thuật đứng ở trước mặt mọi người nói, thời gian từng phút trôi qua, ngọn lửa cháy hừng hực cuối cùng phải tắt, chỉ mong lửa tình trong lòng bọn họ bất diệt. Hẹn gặp lại, khoảnh khắc kỳ diệu này một tiếng bốp vừa vang lên đám lửa đang cháy hừng hực trong tay nhà ảo thuật nhất thời dập tắt, từng cánh hoa hồng ở trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía trước. chương 145, phương hướng của nhà ảo thuật. Tưởng thiên lỗi và đường khả hình ở trong hoa hồng rối rít rơi xuống, nhìn đối phương. Toàn bộ xung quanh giống như yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên tĩnh, cứ kỳ lạ nhìn hai người bọn họ. Tần Hà dẫn hai nhân viên quầy ba vừa đi tới, chứng kiến màn ảo thuật kỳ diệu lúc này của nhà ảo thuật ngoại quốc cũng nhìn ngây người. Mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nhìn hai người bọn họ, dường như đắm chìm trong ma thuật, hỏi, rốt cuộc bọn họ có hôn hay không? Như mặt hai mắt căng thẳng dưng dưng nhìn tưởng thiên lỗi. Vẻ mặt Tô Thủy Kỳ cũng trầm ngâm, hơi căng thẳng nhìn khả hinh. Tưởng thiên lỗi vẫn đứng ở trong cánh hoa nhẹ nhàng bay bay, nhìn đường khả hinh. Đường khả hình cũng có chút đỏ mặt nhìn anh. Nhậm tử hiền nhìn hai người này, cô đột nhiên hắc một tiếng, cười có chút miễn cưỡng nói chuyện này. Suốt cuộc có hôn hay không? Ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi xoay tròn, nghe được lời của vợ chưa cưới, liền lạnh lùng không lên tiếng, hơi xoay người đi trở về vị trí ngồi xuống, sửa lại âu phục, trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Đường khả Hinh nhìn anh một cái, trái tim vẫn nhảy thình thịch, hai mắt mãnh liệt chấp lẽ, chậm rãi đi trở về vị trí, mới vừa ngồi xuống, cảm thấy hơi thở của tưởng thiên lỗi ở bên cạnh mạnh mẽ phà về phía mình, mặt của cô đỏ lên. Ánh mắt của Tô Thủy Kỳ rất nghi hoặc nhìn cô, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, muốn mở miệng. Có hôn không, Tử Hiền đột nhiên nhìn tưởng thiên lỗi, có chút căng thẳng hỏi. Lúc này tưởng thiên lỗi dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn nhầm Tử Hiền, thoải mái nói, không phải lúc này em nói rất nhẹ nhõm sao. Không ngờ bị đám lửa che mất, em nhìn không thấy, tưởng tượng của em rất đáng sợ lúc này nhậm tử hiền bắt đầu có chút đố kỵ trang hạo nhiên lập tức nhạo báng cô nói sớm biết mình sẽ ghen như vậy mới vừa rồi đừng quá cố chấp tôi chấm ngoặc kép nhậm tử hiền lập tức đứng dậy nhìn thấy mọi người đang nhìn mình xem kịch vui cô ho khan một tiếng vén tóc xoăn nơi cổ mặt của đường khả hình đỏ lên cúi đầu vậy rốt cuộc có hôn hay không hôn hả lâm sở nhai không nhịn được tò mò cười hỏi tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng hai mắt cũng không nhịn được nhìn về phía như mạt. Như mạt cúi xuống, hai mắt sốc xếch lóe ra, đôi tay níu chặt khăn ăn màu trắng. Thần bí như vậy, nhất định là hôn, Trang Hạo Nhiên đột nhiên bật cười nói. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, cũng không nhất định, ảo thuật luôn lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, cho dù lúc này hôn thật, có lẽ cũng chỉ là một ma pháp, thật ra tất cả đều là giả, bao gồm nụ hôn kia. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, hai mắt sốc xếch lóe lên một cái trên mặt tưởng thiên lỗi vẫn không lộ vẻ gì, hết. Sức bình tĩnh. Lúc này Tô Linh mới cười ngọt ngào nói, lúc này giống như hết sức khó hiểu, nhưng chúng ta quên mất một chuyện. Mọi người cùng nhau nhìn cô. Chúng ta nên tặng cho nhà ảo thuật vĩ đại một chàng vỗ tay. Tô Linh mỉm cười vung tay lên vỗ nhẹ, mọi người cũng dối giết nhìn về phía nhà ảo thuật vỗ tay vô cùng cuồng nhiệt. Nhà ảo thuật hết sức thân sĩ đứng trước bàn ăn, trong tay cầm cây gậy nhỏ màu đen, khom người cảm ơn các vị đã thưởng thức lúc này trang hạo nhiên đang cao hứng anh ho khan hai tiếng lập tức ngồi thẳng người nói tôi cũng muốn chơi mới vừa rồi không phải tôi còn chưa chơi sao nhà ảo thuật khẽ mỉm cười khôi phục ma thuật như lúc ban đầu lễ phép cung kính nhìn trang hạo nhiên nói chúng ta cũng không thể quá mức hy vọng xa vời số mạng chăm sóc chúng ta ngài đã có duyên phận trong trò chơi không thể chơi lần thứ hai vậy tôi lâm sở nhai hơi sửa sang lại âu phục không biết cỡ nào hứng thú, cười nói. Phụt, một tiếng, bàn tay nhà ảo thuật xuất hiện một ngọn lửa xanh lam, thổi về phía Lâm Sở Nhai, mới thong thả nói, tìm một người có duyên kế tiếp, dựa vào số mệnh làm chuyện nên làm. Lâm Sở Nhai nghe xong cũng không biết có bao nhiêu lực lượng, ngẩng khuôn mặt tươi cười, nhìn quả cầu lửa trước mặt, ngọn lửa màu xanh lam lóe lên thật đáng yêu, trong lúc anh hết sức vui vẻ, đã vứt bỏ sự thông minh và tiền đồ sự nghiệp của mình, nhưng không có ai nhắc nhở cho anh bốn người phụ nữ đang ngồi một người đã hôn lúc này một là vợ tương lai của tổng giám đốc một là cháu gái của thủ tướng cũng là vợ tương lai của một tổng giám đốc khác như mặt là thị trưởng phu nhân anh muốn hôn ai vậy bọn người tô lạc hoành cũng cúi đầu nhịn cười trần tuấn nam không nhịn được cười nhìn bộ dáng hưng phấn của lâm sở nhai nói tôi 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 có lời muốn nói lâm phó tổng ở trong cuộc hành trình kỳ diệu này anh muốn hôn vị giai nhân nào ngồi ở đây sắc mặt lâm sở nhai thu lại, lập tức nhìn về phía nhậm tử hiền, tô linh, như mạt, còn có khả hình, lúc này mới phát hiện ra phiền toái của mình, lập tức miễn cưỡng cười ha ha ha, nói, ồ tôi, tôi, lúc này đùa giỡn, tôi không chơi. Không thể không chơi, ánh mắt của nhà ảo thuật chợt lẽ, một ánh lửa lao thẳng về phía lâm sở nhai, làm anh hoảng sợ lui ra sau. Trò chơi bắt đầu, không thể quay đầu lại, giống như thời gian không thể quay ngược lại. Nhà ảo thuật không nói nữa, Ngón tay đột nhiên đưa về phía ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa lại giống như đứa trẻ bướng bỉnh, từ bên trái lướt nhẹ đến, thoáng qua Tô Lạc Hoành, thổi qua Trần Tuấn Nam, sau đó bay tới trước mặt Như Mạt, sắc mặt Như Mạt đỏ lên. Lâm Sở nhai căng thẳng nói không ra lời. Tưởng Thiên Lối cũng nhìn cô một cái, ánh mắt lóe lên. Ngọn lửa màu xanh lam lại nhẹ nhàng trôi dạt đến trước mặt của Tô Linh. Ngược lại Tô Linh đã dự đoán trước, nhìn ngọn lửa màu xanh lam khẽ cười. Lâm Sở Nhai mở nút cổ áo của mình, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, đây chính là cháu gái của thủ tướng. Ngọn lửa lại nhẹ nhàng thổi qua trước mặt của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, lại nhẹ nhàng rơi vào trước mặt của Đường Khả Hinh, lần này làm cho Khả Hinh sợ hãi, lập tức giật lùi ra sau, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn ngọn lửa này, nhìn thấy nó đã sợ. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi của hơi liếc tới, nhìn chừng ngọn lửa kia. Đối với đồ vậy này, Tô Thủy Kỳ không có hảo cảm rồi. Thật may, vô cùng may mắn, ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi rời vị trí, bay về phía Tô Thủy Kỳ, sau đó bay tới trước mặt nhầm tử hiền, tử hiền lạnh lùng nhìn nó chằm chằm. Lâm sở nhai cũng hoảng sợ muốn vỡ tim nhìn ngọn lửa này. Phốc, Tào Anh Kiệt nhìn ngọn lửa dừng ở trước mặt nhầm tử hiền, anh cúi đầu, bỏ đá xuống giếng cười muốn run người. Ngọn lửa màu xanh lam đang ở trước mặt của tử hiền, nhẹ nhàng bay, nhẹ nhàng bay, đột nhiên như mũi tên sông vào bên trong ly nước của Tào Anh Kiệt sáng lên ngọn lửa màu đỏ thẳng. Ô, oh, mi gót Tào Anh Kiệt cảm giác trước mặt chợt lóe sáng, nhìn ngọn lửa mong manh bên trong ly nước của mình, anh hoảng sợ đến bật ra phía sau kêu to, này, sao lại thế này? Thật tốt quá, Lâm Sở Nhai rất cảm động nhẹ nhàng thở ra nói. Anh điên a, à, Tào Anh Kiệt tức giận nhìn Lâm Sở Nhai kêu to, anh tốt cái gì? Thật coi tôi là phụ nữ hả? ha 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 ở trong bóng tối mọi người bao gồm cả nhân viên quầy ba tất cả đều không nhịn được cười đường khả hinh càng thêm mừng rỡ đôi tay che miệng cười vừa cười vừa hơi quay đầu lại thấy ánh mắt nóng bỏng của tưởng thiên lỗi đang nhìn mình mặt của cô đỏ lên thả tay xuống lại không cẩn thận đụng phải mờ u bàn tay anh trái tim của cô run lên vội vàng rụt trở về ho khan một tiếng tưởng thiên lỗi cũng không lên tiếng cúi đầu như mặt nhìn cảnh tượng này, trái tim như đang dỉ máu. Tôi không chơi, tôi tuyệt đối không chơi. Tào Anh Kiệt lập tức nhảy dựng lên nói, chẳng lẽ tôi phải cùng một người đàn ông như anh đi vào hoa bách hợp hôn môi sao? Thật ghê tởm, tôi không có vấn đề gì, tôi cũng chưa từng xem cậu là đàn ông. Không phải tôi đã nói, so với phụ nữ cậu còn giống hơn phụ nữ sao? Lâm sở nhai chỉ cần không hôn mấy người phụ nữ đang ngồi ở đây, anh chết cũng chấp nhận, huống chi hôn đàn ông tôi đã nói rồi tào anh kiệt tức giận đứng lên trang hạo nhiên mặc kệ nóng mắt nhìn tào anh kiệt dùng dáng vẻ của tổng giám đốc tức giận nói không thể không chơi lúc này tổng giám đốc tưởng vĩ đại cũng dâng hiến nụ hôn lần đầu tiên trước mặt mọi người khả hình cũng dũng cảm đón nhận ngay cả phụ nữ cậu cũng không bằng sao cậu không làm đúng không cút ra khỏi hoàn cầu tào anh kiệt thật đau lòng nhìn trang hạo nhiên kêu lên tại sao anh lại phải đối với tôi như vậy cũng bởi vì tôi giống như phụ nữ sao tôi là cấp trên không làm gương tốt sau này làm sao nói người khác tổng giám đốc tưởng người ta cũng tự mình dẫn đầu chứng tỏ sức mạnh của bản thân rồi cậu làm như vậy không phải hủy đi kế hoạch của tôi sao trang hạo nhiên lại tức giận nói vô cùng cố chấp trên mặt tưởng thiên lỗi không biết nên bày ra vẻ mặt gì cũng chỉ ho khan một tiếng tổng giám đốc tưởng anh nói có đúng không trang hạo nhiên không chịu bỏ qua cho anh tưởng thiên lỗi nghe vậy tức giận nhìn anh một cái đáp lời ừm đúng không nhìn đi trang hạo nhiên lại nhìn tào anh kiệt nói cậu mau cùng sở nhai đến dãy hoa bách hợp phía trước để cho nhà ảo thuật trình diễn ma thuật sau đó bắt chước bọn họ thâm tình hôn môi bọn họ không có thâm tình hôn môi nhậm tử hiền nhắc nhở tên đáng chết này vậy thì tùy tiện hôn môi trang hạo nhiên lập tức chỉ vào hai người đàn ông nói nhanh lên nuôi quân ngàn ngày dùng trong chốc lát lấy tiền lương của tôi cao như vậy cũng đã làm cái gì rồi thật coi tiền của tôi vô ích sao tốt lâm sở nhai không nói hai lời đứng lên trong không khí đè nén cởi xuống âu phục màu xanh dương của mình mặc áo sơ mi trắng quần tây lam nhạt vô cùng đẹp trai đến nỗi khiến cho các cô gái động lòng đi về phía dãy hoa bách hợp quay mặt sang nhịn cười nhìn tào anh kiệt nói đến đây đi thân ái baby trời à tào anh kiệt đang ở bên bàn ăn rất tức giận nói, đây là trò ảo thuật quái gì? Đây là âm mưu. Nói như cậu, mới vừa rồi Tổng Giám Đốc Tưởng và Khả Hinh thâm tình hôn môi là bị người thiết kế. Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Bọn họ không có thâm tình hôn môi. Trang Hạo Nhiên, anh đừng buộc tôi rũi móng vuốt. Nhậm Tử Hiền lại tức giận nói. Được được được, Trang Hạo Nhiên lại nhìn Tào Anh Kiệt nói, mau, lập tức. Tào Anh Kiệt suy nghĩ một chút, tức giận cởi bỏ âu phục màu đỏ của mình, không cam lòng đi về phía ban công bên kia khuôn mặt thối hận không được ôm lâm sở nhai nhảy xuống cùng chết nhà ảo thuật lâm sở nhai lập tức cười nói lát nữa làm phiền anh làm cho ngọn lửa kia cao một chút tôi muốn cùng cậu ta ở bên trong hôn lưỡi hôn lưỡi rất kích tình ha 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 ha, ha. tất cả mọi người đều không nhịn được bật cười tào anh kiệt có chút hoảng sợ chỉ vào lâm sở nhai nói đợi lát nữa anh dám vươn đầu lưỡi ra ngoài tôi nhất định cắn nứt lưỡi anh. Lâm sở nhai nghe vậy, đôi tay khẽ trống lan can, cúi đầu cười điên cuồng. Tất cả mọi người cũng cười to. Cuối cùng, đang lúc nhà ảo thuật muốn đi về phía hai người đàn ông, lại nghe được có người thông báo thủ tướng tới. Mọi người sững sờ, Tào Anh Kiệt nghe xong lời này, giống như được giải cứu, lập tức nhào về phía thủ tướng nói, thủ tướng tới, mọi người cũng đừng theo đuổi loại chuyện tồi tệ này nữa, tránh cho thủ tướng giật mình. Trang Hạo Nhiên cười chỉ vào Tào Anh Kiệt nói, cậu đừng chạy. Chạy cái gì, lúc này, quả thật Thủ tướng và Tần Vĩ Nghiệp cùng đi vào quầy ba. Tất cả mọi người đều đứng lên, đón chào Thủ tướng. Tô Linh hết sức vui vẻ đi tới bên cạnh ông nội, đôi tay nhét vào trong khuỷu tay của ông nội, nhẹ nhàng cười nói, lúc nãy chúng cháu xem một màn ảo thuật rất đặc sắc, màn ảo thuật này gọi là đoán người tình một ngọn lửa màu xanh lam xuất phát từ nơi người chơi chính, sau đó tìm kiếm người có duyên. Thủ tướng nghe xong im lặng cười nói, nếu như vậy, có lẽ người này cũng không phải là người thật sự có duyên. Mọi người sửng sốt nhìn thủ tướng. Thủ tướng cũng không biết trường hợp đặc biệt của tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh, chỉ mỉm cười nói, bởi vì ảo thuật vốn chính là hướng dẫn người khác nhìn về phía sai lầm. Tường Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh nghe nói như thế cũng không nhịn được nhìn về phía đối phương. Nếu giống như lời của thủ tướng, Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nhìn không được cười nói, chẳng lẽ người khả hình muốn hôn là tôi? Tường thiên lỗi nhìn về phía trang hạo nhiên, hơi nhíu mày nói, cậu đừng để cho tôi phát hiện, trò ảo thuật này là cậu dở trò quỷ. Trang hạo nhiên vừa nghe, liền bật cười nói, chính anh chiếm tiện nghi còn kêu oan. Bây giờ ngay trước mặt của thủ tướng, anh nói thẳng thắn, lúc nãy anh có hôn khả hình hay không? Vẻ mặt tường thiên lỗi không thay đổi nhìn người này nói, hôn hay không hôn có quan trọng sao? Trong mắt của tôi, Nụ hôn này không có chút ý nghĩa nào. Đường Khả Hinh nghe nói như thế, trong lòng không khỏi chìm xuống, hai mắt sốc xách chợt lóe, cúi đầu. Như mặt trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh và Như mặt đột nhiên bật cười đưa tay nhét vào trong khuỷu tay Tường Thiên Lỗi, giống như có chút nhàm chán nói, "Được rồi. Cái này chỉ là một trò chơi mà thôi, cãi nhau làm gì? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, không bằng chúng ta mời thủ tướng rời bước sang du thuyền." Nghe nói tối nay sẽ có một giai nhân xinh đẹp chờ cậu chủ Tô, lại học chung với tôi ở học viện thiết kế thời trang Anh Quốc, tôi hết sức mong đợi nhìn thấy cô em học chung này. Tô Thủy Kỳ đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Khả Hinh đứng trong bóng tối, im lặng không lên tiếng. Tô Linh mỉm cười đi tới bên cạnh em trai, đưa tay nhét vào trong khuỷu tay của anh, mỉm cười, em trai của tôi rất đẹp trai, lịch sự nho nhã, cậu ấy vẫn luôn là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong đời tôi tối nay hy vọng vì cố tiểu thư kia không để cho tôi thất vọng. Dĩ nhiên sẽ không, Tử Hiền nhắc tới bạn học chung với mình, cô không quên than thở cười nói, những nhà thiết kế từ học viện thiết kế thời trang ra ngoài, mọi người đều là nhân tài ưu tú nhất. Như vậy tôi hết sức mong đợi, Tô Linh mỉm cười nói xong, liền ngẩng đầu nhìn em trai nói, đi thôi, Ricky. Hy vọng tối nay có thể hoàn thành cho cậu một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, nhìn về phía đường khả hình audio điện tử võ tấn bền hết chương 145